Tiên nghịch chương 45, đê tiện. Nghĩ đến đây, mắt hắn bắn ra tinh quang, bắt đầu gào to lên. Các vị sư huynh phái hàng nhạc, có câu châm ngôn nói là, giết người không được đầu chỉ xuống đất, ngày hôm nay ta nói cho các ngươi, việc giết người chỉ sản khoái đối với những tên ác nhân. Người ác tâm, phải làm cho đối phương tiếng xấu để muôn đời. Các ngươi có thể nghĩ ra được, khi ngươi và kẻ thù đánh nhau, đột nhiên dùng tới chiêu này, cho dù ngươi đánh không lại hắn, nhưng về mặt thể diện thì tuyệt đối chiếm được ưu thế khó mà tưởng tượng được a à, hoặc khi chạy trốn có chiêu này tuyệt đối có thể thu được hiệu quả lớn đối phương cả người đen đúa và hôi thối bốc ra mùi tanh tưởi người nếu chuyên chạy vào chỗ đông người hắn chẳng lẽ vẫn còn không biết xấu hổ mà chạy theo ngươi chứ còn nữa nếu như gặp phải tình địch chiêu này lại càng có hiệu quả lớn trong một ván mà quyết định thắng thua khà khà ai dám đoạt phụ nữ của ngươi ngươi dùng chiêu này bảo đảm tiểu muội muội từ nay về sau sẽ không bao giờ cùng đối phương tới lui nữa. Nàng chịu không nổi mùi thối này. Lý Sơn ngừng hét, đúng là làm rung động quả tim của rất nhiều đệ tử, nhất là cái đoạn mà hắn nói đến những công hiệu khi đối phó với tình địch, càng làm cho quả tim của không ít đệ tử rung động không ngừng. Chơi chiêu này, thực sự là đòn sát thủ có thể nhìn tình địch bằng nửa con mắt. Lúc này Lý Sơn xoay chuyển ánh mắt, chú ý đến Vương Lâm ở cách đó không xa hắn biết được đối phương là phế vật của phái hàn nhạc loại phế vật thế này trong mắt hắn chính là một khách hàng lớn có thể khuynh gia bại sản cũng cam lòng huyền đạo tông có vài tên phế vật đều bị hắn ép bây giờ vừa nhìn thấy vương lâm lý sơn lập tức mở cờ trong bụng tiếp tục nói đặc biệt là đối với những sư đệ có tu vi thấp phích lịch đạn đối với các ngươi lại càng có hiệu quả tốt nhất có viên đạn này trên tay sau này ai dám ức hiếp các ngươi nữa chứ ai dám ăn hiếp các ngươi các ngươi ném cho hắn một viên lý sơn ta đảm bảo sau này các ngươi ở trong môn phái đi lại ngang dọc cũng không có người nào dám dây vào nói đến đây lý sơn trong bụng cười thầm thầm nghĩ có lỗi quá không người nào dám tới trêu chọc thì không có khả năng rồi ngược lại bị người ta cho ăn đòn hiểm thì khó tránh khỏi phích lịch đạn này thật sự lợi hại đối với các đệ tử có tu vi thấp là lợi khí phòng thân ngày hôm nay ta đại hạ giá mua hai tặng một, vừa cho vừa tặng, sau này gặp nhau trong tu chân giới, đừng quên chiếu cố ta một chút nhé." Lý Sơn nhìn thấy có rất nhiều người động tâm, vội vàng tăng khuyến mãi. Bên trong những người đệ tử bị những lời nói ba hoa chích chòe của hắn làm động tâm, có một người nói, "Cái này dùng chơi có thật là hiệu quả thần kỳ như vậy không? Ngươi lấy ra vài cái, để ta chọn một cái thử nghiệm, nếu thực sự là như vậy, ta sẽ mua vài cái." Lý Sơn không nói hai lời, từ trong túi lấy ra hơn 10 cái phích lịch đạn, nhẹ nhàng đặt trên mặt đất, hình như sợ chúng nó nổ ra vậy, nói, nhất định phải nhớ kỹ bảo bối này, cầm lấy nhẹ nhàng thôi, khi sử dụng thì chỉ cần ném ra, nó gặp lực cản sẽ tự động nổ. Đệ tử ở bên trong nói chuyện, Vương Lâm biết, hắn chính là Tôn Hạo. Tôn Hạo đi lên, cẩn thận từ trong đống phích lịch đạn lấy lên một cái, đặt ở trong lòng bàn tay quan sát kỹ lưỡng. Lý Sơn vẻ mặt vẫn như thường. Lòng Thầm mỉa Mai nghĩ, thằng nhỏ này, dựa vào ngươi thì có thể nhìn ra mánh khóe bên trong được sao? Ngoại trừ trưởng lão tông phái, ngay cả đại sư huynh cũng nhìn không ra bí mật ở chỗ nào. Tông Hạo nhìn cả nửa ngày, cũng không thấy phích lịch đạn này có gì khác lạ. Hắn hơi trầm ngâm, ném về bãi đất trống phía xa, phích lịch đạn vẽ ra một đường cong trên không, trong nháy mắt rơi xuống đất, Lý Sơn trong lòng thầm độc, nổ. Ầm. Một tiếng, phích lịch đạn nổ ra bụi đen bay đầy đất, bốn phía tanh tưởi. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, thần thức của hắn bao trùm chỗ này, không có người nào phát hiện, trong nháy mắt vừa rồi khi phích lịch đạn rơi xuống đất, hắn cảm giác được rõ ràng trong cơ thể Lý Sơn truyền ra một tia linh khí ba động. Khi lần đầu tiên thử nghiệm, cũng là như vậy. Vương Lâm nhìn chầm chầm vào phích lịch đạn, khẽ cười một tiếng, cũng không vạch trần, mà tiếp tục nhìn. Thế nào, vị sư huynh này, phích lịch đạn của ta lợi hại không, nhưng lý sơn ta là một người cẩn thận ta cũng phải nói trước cái bảo bối này cũng không phải là lúc nào cũng nổ ở phương diện này cần phải có một cái kỹ thuật ném khi các ngươi mua các ngươi sẽ từ từ tìm ra được đến lúc đó nếu không nổ nói ta lừa gạt các ngươi lý sơn cười tủm tỉm nói công hạo không nói hai lời trực tiếp tiến lên thì thầm với lý sơn vài câu cũng kéo đối phương đi đến bên cạnh lấy ra cái gì đó không ít Lý Sơn bối rối suy nghĩ hồi lâu, lấy ra 10 cái phích lịch đạn bán cho đối phương. Trong miệng thầm nói, mua 6 cái thì tặng 3 cái, mà thôi. Nhưng ngươi là người đầu tiên mua của ta, ta tặng ngươi một cái là được rồi. Có người mở đầu, lại thí nghiệm ngay tại chỗ, thế là lại có vài người đệ tử đi ra, chỉ tai thì thầm với Lý Sơn, đổi một chút. Lý Sơn mỗi lần mua bán xong với người khác, đều phải dặn dò một câu nói là thứ này không dám bảo đảm sẽ nhiều lần thành công. Nếu một lần không thành, thì luyện tập một vài lần. Nếu có gì cần hỏi, thì lúc nào cũng có thể tìm hắn, hắn sẽ chỉ cho cách ném. Khi nói những lời này, Lý Sơn cười thầm trong lòng. Thầm nghĩ các ngươi sau vài lần ném không thành công, đến chỗ này tìm ta chỉ bảo, thành công một hai lần, dù sao ở phái hàng nhạc cũng chỉ vài ngày, đến lúc đó mặc dù cái ngươi có nghi ngờ, thì ta đã sớm chạy mất rồi nhưng mà vẫn còn một số đệ tử, với thái độ cẩn thận, vẫn không mua. Một hồi lâu sau, chỉ còn thừa lại hơn 10 cái phích lịch đạn, Lý Sơn hài lòng đưa mắt nhìn những đệ tử của phái hằng nhạc này, trong lòng thầm nghĩ, một đám ngu, hư hừ, ba ngày sau các ngươi không dùng cũng được, tối đa là bị ta lừa một lần, chỉ khi nào dùng, đến lúc đó mới có trò hay để xem. Phích lịch đạn này, chính là hoàn toàn do ta khống chế, người khác cho dù dùng dùi để khoan, cũng không thể nổ được. Thật sự là con mẹ nó rất chờ mong ba ngày sau tỷ thí. Ánh mắt của hắn đảo qua, đột nhiên chú ý đến vẻ mặt hình như đang cười của Vương Lâm. Hắn lập tức ngẩn ra, chớp mắt một cái, tiến lên nói, sư đệ, có muốn mua vài cái để chơi không? Ta nói cho sư đệ biết, với tu vi bây giờ, thì phích lịch đạn này rất thích hợp. Có nó trong tay, ai muốn chọc giận ngươi, ngươi quăng ra một cái. Vương Lâm nhìn Lý Sơn một cái, lộ ra vẻ châm chọc như có như không lý sơn cả kinh một cái nhìn này của đối phương lại làm hắn cảm thấy giống như bị nhìn rõ những chuyện bí mật ở tận đáy lòng hắn cẩn thận đánh giá vương lâm vài lần đối phương rõ ràng chỉ là tầng thứ ba ngưng khí kỳ không có khả năng giả bộ vì vậy mới thầm nghĩ mình bị ảo giác được đổi cho ta hai cái đi nhưng ta cũng không có bảo bối gì chỉ có một chút linh phù trong môn phái thôi vương lâm khẽ cười gật đầu nói Lý Sơn lần đầu tiên cảm thấy có chút do dự, lại nhìn kỹ Vương Lâm một hồi lâu, khi chắc chắn đối phương đúng là tầng 3 ngưng khí kỳ, lúc này mới yên tâm, lấy ra ba cái phích lịch đạn, cười nói: "Sư đệ, sư huynh cho ngươi một cái ân huệ, tiên phù thì tiên phù, mua hai tặng một, đây là ba cái phích lịch đạn, chắc chắn sẽ đem đến cho ngươi cảm giác khác thường." Ha ha. Nói xong, đáy lòng hắn thầm nghĩ, quả thật là không tầm thường, điều này ta cũng không lừa ngươi. Hừ hừ chỉ cần trên người ngươi có phích lịch đạn, mặc dù tỷ thí lần này ngươi không lên đài, sau này gặp lại, cũng tìm một cơ hội cho ngươi cảm nhận một chút cái gì được gọi là không tầm thường. Chắc chắn sẽ làm cho ngươi cả đời ghi khắc trong lòng, ha ha. Vương Lâm cầm lấy phích lịch đạn, nhìn đối phương một cái, nói, Lý Sơn sư huynh, không làm phiền huynh tiếp tục buôn bán, vương mổ cáo từ. Lý Sơn vội vàng gật đầu, vẻ mặt ôn hòa, nói, sư đệ, khi ngươi sử dụng phích lịch đạn, nhất định phải cẩn thận một chút huynh vừa rồi đã nói cách ném có vấn đề cho nên cũng không dám cam đoan mỗi lần đều thành công đừng đến lúc không thành công nói sư huynh ta lừa ngươi nhé nói xong hắn lại tiếp tục quay qua những người khác mà hét lên các vị sư huynh ta đây còn có vài cái bảo bối là tính vật của hợp hoang tông ai có cái này thì có thể đến hợp hoang tông tìm được một người đẹp để song tu thứ này Ta phải dốc sức mới có được vào tay. Lần này cắn răng bỏ những thứ yêu thích, các sư huynh phái Hằng Nhạc, cần phải nắm lấy cơ hội lần này a." À. Vương Lâm cười khẽ, xoay người đi về phía dược viên tử, sau một lúc thì về đến nơi ở. Thần thức của hắn đảo qua, phát hiện Tôn đại trụ không có ở đây, vì vậy bèn khoanh chân ngồi ở trong phòng mình, lấy ba cái phích lịch đạn ra, cẩn thận xem xét. Sau một lúc lâu, vẻ mặt Vương Lâm lộ ra cảm giác hứng thú phích lịch đạn này ở dưới thần thức của hắn giống như trong suốt vậy không có bất kỳ một cái bí mật nào đáng nói nói trắng ra là ở bên trong có lưu lại một đạo thần thức của lý sơn hắn có thể dựa vào điểm này mà kiểm soát việc nổ hay không vương lâm trước nay cũng không biết thì ra thần thức có thể sử dụng như thế này sau một lúc cẩn thận mô phỏng hắn dễ dàng đem thần thức của mình bao phủ trên phích lịch đạn hắn vẫn chưa bóc thần thức của đối phương ra mà bao nó vào bên trong. Nếu hắn muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra được. Sử dụng thần thức ở trên phích lịch đạn này gợi ý cho Vương Lâm rất nhiều. Hắn suy nghĩ một chút, lấy ra Thạch Châu thần bí. Thần thức nếu có thể sử dụng như vậy, vậy thì có thể ngưng tụ ở trên hạt châu này không? Ánh mắt của Vương Lâm chớp động, thần thức lập tức ngưng trụ trên Thạch Châu thần bí. Một lúc lâu sau, Vương Lâm nhíu mày, Thạch Châu này cũng không có chút biến hóa nào trong thần thức nhìn thấy cũng giống như ngày trước vậy bình thường không có gì đặc biệt cả suy nghĩ một lúc vẻ mặt vương lâm khẽ động cầm hạt châu đứng lên rồi nhanh chóng rời khỏi dược viên tử dùng tốc độ nhanh nhất để đi đến giữa núi tìm được một chỗ bí mật sau khi khẳng định an toàn hắn lập tức tiến vào không gian mộng cảnh trong nháy mắt khi tiến vào vương lâm biết mình thời gian cấp bách hắn lập tức khuếch tán ra toàn bộ thần thức một phút ba phút mười phút 30 phút. Bốn phía không có biến hóa gì, Vương Lâm buồn rầu sờ sờ quai hàm, lẩm bẩm tự nói, thật sự không thể lưu lại thần thức ở trong hạt châu sao? Đúng lúc này, đột nhiên ở gần Vương Lâm có một cái vật sáng rất dài, đột nhiên ánh sáng lấp lóe, sau đó từ từ mờ đi. Vương Lâm ngẩn ra, ngay sau đó, như phản ứng dây chuyền, một cái rồi lại một cái nữa phát sáng rồi tắt. Cuối cùng toàn bộ không gian mộng cảnh, tất cả những vật phát sáng toàn bộ đều lần lượt tối sầm lại. Không bao lâu, bốn phía đã là bóng tối, không có một chút ánh sáng nào. Vương Lâm sợ hãi đến tận đáy lòng, hắn cẩn thận và dè dặt quan sát rất lâu, cũng không thấy được có gì dị thường. Khỏi cần quan sát, dựa vào cảnh giới linh động kỳ viên mãn của ngươi, muốn biết những dị thường của hạt châu ngày hôm nay, căn bản là hy vọng hảo huyền. Âm thanh của một người già nua, đột nhiên vang lên, giọng nói đầy thương tang vương lâm đột nhiên cả kinh đồng tử mạnh mẽ co rút lại hắn ở trong mộng cảnh tu luyện vài chục năm đây chính là lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của một người thứ hai trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi ngất trời phản bối vương lâm không biết tiền bối là vương lâm thở sâu đè nỗi sợ hãi xuống tận đáy lòng cung kính chắp tay nói vương lâm vốn là người thông minh lúc này trong lòng hắn không khỏi nghĩ đến đối phương bên kia không có khả năng là đột nhiên xuất hiện rõ ràng luôn ở bên trong thạch châu này, mình đã ở trong đây gần 30 năm, sợ rằng đều nằm trong sự theo dõi của đối phương. Tên của Lão Phu, ngươi chỉ là một tên tiểu bối trong tu chân quốc cấp 3, không có tư cách để biết. Ngươi mất 30 năm, lại được Lão Phu âm thầm trợ giúp, còn có sự giúp đỡ ngày hôm nay của Hạt Châu, lại chỉ mới tu luyện đến cảnh giới viên mãn của linh động kỳ giả, thật sự là khiến người ta thất vọng. Đặc biệt là ngộ tính của ngươi, lại đến bây giờ mới có thể nghĩ đến chuyện dùng thần lực để quan sát hạt châu, hừ. Vương Lâm trầm mặt không nói, hắn trước kia cũng dùng thần thức quan sát hạt châu, nhưng mà không giống như lần này, chỉ là quan sát lâu hơn mà thôi. Nhất là phương pháp làm việc của ngươi, làm cho ta gai mắt, người tu chân vốn có hành động nghịch thiên. Ai chọc giận ngươi, ngươi phải giết kẻ đó, ngươi ở trong môn phái rắm chó này mấy năm, ta cũng âm thầm quan sát. Nếu như là ta, hừ cái môn phái này bây giờ sợ rằng đã sớm bị ta giết sạch rồi tất cả những người sỉ nhục ta nhất định sẽ cho bọn nó hồn bay phách lạc nhất là cái tên vương trắc kia với tính cách của ta hắn đã sớm bị ta lấy linh hồn ra ném vào trong luyện ngục không cho luân hồi rồi sau đó giết cả nhà hắn giết sạch cả cái môn phái này ôi cái môn phái này của các ngươi nhìn giống như hổ ta rất thích rất ác độc còn có tên tiểu bối họ lưu kia ta lại càng thích phù hợp với khẩu vị của lão phu. Vẻ mặt Vương Lâm cổ quái, cười khổ nói, "Tiền bối, ta, ngươi đừng ngắt lời, ta còn chưa nói xong." Hừ. Môn phái nhỏ này của các ngươi coi như có mấy cô nàng lớn lên cũng không tệ, tiểu tử ngươi thật là không biết hưởng thụ. Nếu như đổi lại là lão phu, đã sớm đem các nàng bỏ vào trong cái nồi lớn để tư sống mà hút khô nguyên âm mùi. Vị đó, thật là khiến cho người ta phải nhớ nhung a. Lão tử 30 tuổi đã nếm qua cảm giác đó rồi. Vương Lâm trợn mắt há mồm, rất lâu mà nói không ra lời. Tiểu tử, ngươi cho ta một chút không khí được không? Ngươi tu luyện nhanh lên một chút đi, ra sức đến anh biến kỳ sớm. Lão Phu cũng có thể đi ra ngoài rồi, ai? Vương Lâm do dự một chút, hắn nghe thấy có chút mơ hồ, hỏi, tiền bối, cái gì gọi là anh biến kỳ? Còn nửa người vừa nói là ta bây giờ là linh động kỳ giả viên mãn những thứ này có nghĩa gì? Ngươi không biết tự nghĩ ra à, cái gì cũng phải hỏi hỏi. Quên đi, ngươi chỉ là một em bé trong tu chân quốc cấp 3. Cho dù muốn bổ đầu ra cũng không thể đạt được câu trả lời. Hừ, nghe cho rõ, tiểu tử, ta nói chính là năm cấp cảnh giới của tu chân quốc. Nói thế này, ba cấp tu chân quốc của các ngươi, cảnh giới chỉ là ngưng khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh tứ cá, còn như hóa thần kỳ, trong mắt các ngươi, đó là cảnh giới trong truyền thuyết. Một khi ba tu chân quốc cấp 3 xuất hiện một người hóa thần kỳ, như vậy quốc gia của các ngươi đẳng cấp sẽ được nâng cao đến tu chân quốc cấp 4. Sẽ tương ứng nhận được đủ loại giúp đỡ của liên minh tu chân, cũng có tư cách tranh đoạt đất đai ở bên ngoài hành tinh tu chân. Đồng thời cũng phải đảm nhận sứ mệnh bảo vệ liên minh tu chân. Giống như vậy, tu chân quốc cấp 4, nếu có một người anh biến kỳ, sẽ thăng lên tu chân quốc cấp 5 như vậy mà suy rộng ra, còn như Linh Động Kỳ, là một cái tên gọi chung cảnh giới của tu luyện giả trên tu trang quốc cấp 4, tương đương với ngân khí ở đây của các ngươi, nhưng phạm vi thì rộng hơn rất nhiều. Vương Lâm cười khổ, nói, anh biến kỳ, đối với vãn bối mà nói vẫn còn quá mơ hồ. Thối lắm. Có một tuyệt thế cao thủ của lục cấp tu chân quốc như ta giúp đỡ ngươi thì anh biến đã là cái gì? Tuy lão tử không thể đi ra, nhưng trong mấy chục năm qua, mỗi lần ngươi ngồi xuống ta lại dùng tinh hoa nguyên anh của bản thân giúp ngươi củng cố trụ cột. Nếu không với thiên tư của ngươi, cho dù là 30 năm cũng đừng hồng đạt tới được đẳng cấp này. Hơn nữa ngươi hấp thu tinh hoa nguyên anh của ta. Nếu không gặp phải cao thủ có đẳng cấp tương đương với ta thì chẳng người nào có thể nhìn thấu tu vi của ngươi. Hơn nữa, có hạt châu đó ở trong tay, ngươi còn sợ cái gì hả? Mẹ nó chứ. Lúc đầu, lão tử chính vì việc xuất hiện của nó mà mấy bao nhiêu công sức còn bị người ta phá hủy thân thể suýt chút nữa thì hồn phi phách tán vất vả lắm mới chui vào trong hạt châu để trốn vốn định tìm một thân thể để đoạt xá nhưng cái hạt châu chết tiệt này lại không có thân thể nào chui vào được mà ta cũng không thể ra ngoài lão tử cũng chẳng muốn lừa một tên tiểu bối như ngươi lúc đầu sau khi thấy ngươi đi vào ta vốn định chiếm lấy thân thể ngươi nhưng khi đó mới phát hiện ra là không thể làm được việc đó. Nó giống như một cái lồng giam làm cho ta không thể rời khỏi. Ta nghiên cứu bao nhiêu năm cuối cũng mới biết được phải sau khi hạt châu này nhận chủ mới nay sinh một ít tác dụng. Đến khi đó ta mới có thể đi ra ngoài. Năm đó, sau khi ta có được hạt châu, chưa kịp tìm hiểu thì bị người ta đuổi giết. Phải có đủ năm loại nguyên tố ngũ hành thì hạt châu này mới có thể nhận chủ mà như vậy thì ít nhất tu vi cũng phải đạt tới anh biến kỳ mới có thể giúp ta đi ra ôi tiểu tử ngươi coi như nảy sinh lòng tốt tu luyện nhanh lên một chút đi đến lúc đó giúp lão tử tìm một thân thể tốt để cho ta đoạt xá đại ân đại đức của ngươi tư đồ nam ta xin khắc ghi cả đời sau này có ta bảo vệ cho tiểu tư ngươi có thể thoải mái cả ngày nói xong Giọng của tư đồ nam không còn sự cứng rắn như trước nữa mà có vẻ muốn khóc. Vương Lâm trầm mặt một chút. Vừa định nói chuyện, đột nhiên thanh âm của tư đồ nam lại vang lên. Tiểu tử. Có người tới. Ta cho ngươi ra ngoài. Đột nhiên, cảm giác bị xé rách lại xuất hiện. Thân thể Vương Lâm chấn động một cái, liền mở mắt ra. Hắn dụng thần thức đảo qua một vòng liền phát hiện có hai tên nội môn đệ tử, bao gồm một nam một nữ đang lén lút đi đến. Khi cách Vương Lâm khoảng chừng 10 trượng, bọn họ dừng lại, ôm chặt lấy nhau, nói vài lời ngọt ngào. Một lúc sau, có tiếng rên rỉ từ phía hai người phát ra xung quanh. Hai người này Vương Lâm nhìn rất quen mắt, hình như đã cùng tham gia tập huấn thì phải. Hắn cảm thấy tò mò nhìn một lúc, ngắm nghía thân thể nữ tử một lúc lâu rồi mới luyến tiếc bỏ đi. Sau khi về đến phòng, Vương Lâm mới nghĩ tới những lời nói của tư đồ nam. Mặc dù, hắn cũng không tin lắm, nhưng những điều liên quan tới cấp bậc quốc gia tu chân lại khiến cho hắn mở mang thêm đầu óc. Những điều như thế chắc chắn đối phương cũng chẳng nói dối làm gì. Ba ngày sau, tỷ thí giữa Hàng Nhạc phái và Huyền Đạo tông chính thức bắt đầu. Đây là một truyền thống diễn ra trong thời gian dài giữa hai phái. Vì vậy cũng chẳng có gì quá phô trương. Địa điểm tỷ thí là ở Thương Tùng Phong, một trong những ngọn núi thuộc Hàng Nhạc sơn. Một cây cầu bằng đá nối giữa hai ngọn núi. Trước đây, Vương Lâm đã từng ngắm Thương Tùng Phong mấy lần. Nhưng xung quanh ngọn núi vốn có mây mù che khuất nên không thể nhìn rõ. Thương Tùng Phong là một trong những địa điểm quan trọng của Hàng Nhạc phái. Linh khí nơi đây vô cùng sung túc, không kém gì vị trí hai vị sư tổ kết đang kỳ đang bế quan tu luyện. Ở một vị trí bằng phẳng trên đỉnh Thương Tùng Sơn, có một chỗ được làm phục vụ cho cuộc tỷ thí Bốn bên dựng tám cây cột to bằng đá trắng. Trên mỗi cây cột lại có khắc những gì huy hoàng trong lịch sử của hàng nhạc phái. Khi đến đây có thể cảm nhận một luồng hơi thở nhẹ nhẹ chậm rãi tỏa ra từ tám cây cột đá. Khi luồng hơi thở đó vừa xuất hiện lập tức chuyển thành sát ý ngập trời, hơi lạnh thấu xương, chấn nhiếp lòng người. Hoàng Long đạo hữu. Mỗi lần nhìn thấy tám cây cột này của tệ phái, tại hạ lại có một cảm xúc khác nhau thật xứng danh với hai chữ trọng bảo của tu chân giới triệu quốc. Âu Dương lão nhân thở dài, nói: "Lão vung tay áo lên, nét mặt nghiêm túc hóa giải luồng sát khí do cây cột đá phát ra đang đập đến mặt. Phía sau hắn, nét mặt đám đệ tử Huyền đạo tông liền trở nên thoải mái hơn. Lúc vừa rồi, luồng hơi thở do tám cây cột đá tỏa ra, khiến cho bọn họ suýt nữa thì không chịu nổi. Mãi cho đến khi Âu Dương lão nhân hóa giải, cảm giác đó mới từ từ biến mất." Âu Dương Đạo Hữu Đây là bảo bối do đích thân tổ sư hàng nhạc phái chúng ta chế tạo. Trong phạm vi trăm trượng xung quanh nó, nếu không phải là đệ tử của hàng nhạc phái chúng ta đều bị ảnh hưởng của sát ý, điều đó chắc Âu Dương Lão Hữu cũng biết. Vì vậy mà xin thứ lỗi. Hoàng Long chân nhận lạnh nhạc nói xong, hai tay liền kết thành pháp ấn, mặc niệm thấu quyết. Bất chợt từng chùm ánh sáng nhô hòa từ tám cây cột đá tràn ra xung quanh đám mây mù vẫn bao phủ trên thương tùng sơn như bị bàn tay của một con quái vật to lớn xua tan để lộ ra khung cảnh vốn có của nó sắc ý ngập trời cũng hoàn toàn biến mất phía sau hắn tất cả đám đệ tử nội môn đều siết chặt tay lại không sao như vậy cứ theo quy định từ trước đến giờ trận đầu tiên do huyền đạo tông phái người liễu phong ngươi ra đi âu dương lão nhân xoay người cùng với hai vị trưởng lão đứng đằng sau trao đổi một chút. Sau đó lão mới mở miệng nói, Liễu Phong chính là một người có thủy linh căn của Huyền đạo tông. Hắn hơi mỉm cười, hít một hơi thật sâu. Bàn chân điểm một cái, thân thể hắn liền giống như một tia chớp lao lên, đứng giữa đài, cao giọng nói, "Huyền đạo tông Liễu Phong, xin lãnh giáo hàng nhạc phái." Vương Lâm đi theo sau Tôn đại trụ. Trên lưng hắn có đeo một thanh phi kiếm rất to đang lóe lên kim quang trên người hắn mặc một bộ quần áo màu đỏ của đám đệ tử, nhìn qua cũng rất uy phong. Đối với trang phục của đồ đệ, Tôn Đại Trụ rất hài lòng. Từ sau khi Vương Lâm đạt tới tầng thứ ba của ngưng khí kỳ, hắn cũng không còn chán ghét với tên đồ đệ này nữa. Tuy chưa hẳn là đã thích nhưng ít nhân thì cũng đối đãi hắn giống như một tên đệ tử rồi. Tất nhiên, tất cả cũng còn phải xem tu vi của Vương Lâm thế nào. Nếu qua một thời gian mà hắn vẫn ở tầng thứ ba thì có lẽ tôn đại trụ lại ghét như cũ. Trong ba ngày qua, Vương Lâm gần như không hề đi ra ngoài. Phần lớn thời gian của hắn đều ở trong mộng cảnh trao đổi với tư đồ nam. Qua nhiều lần nói chuyện với nhau, hắn cũng hiểu thêm được một chút về tư đồ nam. Theo hắn biết thì tư đồ nam chính là cường giả của Chu Tước Quốc, một lục cấp tu chân quốc. Tu vi của lão sâu không thể lường được. Lão vốn là người vô cùng kiêu ngạo ngang ngược, động một tí là giết người đoạt bảo. Lúc này, không gian xung quanh vì sự xuất hiện của Liễu Phong mà hết sức im ắng. Hoàng Long chân nhân liếc mắt nhìn Liễu Phong một cái sau đó trầm giọng nói, Triệu Long, ngươi ra đi. Bình thường, trong số đám đệ tử nội môn, Triệu Long vẫn trầm mặt ít nói. Trải qua tập huấn là một trong những đệ tử hiếm hoi đạt tới tầng thứ sáu. Ngay trận đầu tiên, hằng nhạc phái đã cho đệ tử đạt tới tầng thứ sáu ngưng khí kỳ ra để giao chiến là chuyện rất ít khi xảy ra. Âu Dương Lão Nhân cũng chẳng để ý, mỉm cười nói, Liễu Phong. Trận này, ta cho phép ngươi sử dụng năm thành tu vi. Nét mặt đám sư thúc của hằng nhạc phái đều âm trầm, không hề nói tiếng nào. Tuy nhiên ánh mắt bọn họ có chút hậm hực nhìn về phía huyền đạo tông. Tông đại trụ cười hắc hắc, nói nhỏ với Vương Lâm, đồ nhi. Xem cho kỹ lần giao lưu này có thể sẽ sôi động hơn trước rất nhiều đây là lần đầu tiên huyền đạo tông kiêu ngạo như thế vương lâm nhìn quanh để ý nét mặt đang phẫn nộ của đám đồng môn rồi lại cẩn thận liếc mắt nhìn liễu phong một cái trên người đối phương như có một lớp sương mù ngăn cản thần thức không thể nhìn rõ tu vi liễu phong đứng trên đài cao lịch sự cười nói triệu sư huynh trưởng lão của tệ tông đã nhắc nhở nên lần này ta chỉ dùng có năm thành tu vi mà thôi Triệu Long có vóc người trung bình, da mặt ngâm đen. Thoạt nhìn hắn có chút hùng tráng, không giống như người tu tiên mà trông giống như một vũ giả trong các môn phái trên giang hồ. Hắn cẩn thận đánh giá Liễu Phong một chút rồi ôm quyền noi, Liễu Sư Huynh. Xin mời. Nói xong, chân hắn dẫm nhẹ một cái, những đoa hoa sen màu trắng liền xuất hiện, nhanh chóng bay lên, bay quanh xung quanh người. Từng tia kiếm khí từ từng đóa sen tỏa ra xung quanh. Vào lúc này, quần áo trên người triệu long không hề có gió nhưng vẫn bay phần phật hoàng long chân nhân mỉm cười nói liên hoa kiếm ý của triệu long đã đạt tới uy lực bậc trung rồi ha ha trưởng môn sư huynh triệu long là đệ tử đắc ý nhất của ta thiên tư của hắn vốn rất tốt lại chịu khó tu luyện liên hoa kiếm khí này chính là do hắn tự chọn từ trong tàn kinh các tu luyện 5 năm, năm cuối cùng đã đạt tới cảnh giới bậc trung Lão nhân mặt đỏ đứng bên, đắc ý nói: "Liên hoa kiếm khí có lực công kích rất mạnh. Đám đệ tử nội môn các ngươi xem kỹ mà học tập. Đạt tới mức này là rất đáng khen." Đạo hư sư thúc, mỉm cười nói với đám đệ tử xung quanh. Vương Trác nheo mắt, ngoài mặt thì vân dạ, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, "Liên hoa kiếm khí. Hừ. Chờ ta tu luyện 5 năm nữa, nhất định sẽ so với hắn xem ai lợi hại hơn." Triệu sư huynh bình thường ít nói. Không ngờ đã tu luyện được liêm hoa kiếm khí tới mức độ này. Tôn hạo thầm ngưỡng mộ, chăm chú quan sát. Lúc này, trên đài cao, triệu long hét lớn một tiếng, liễu sư đệ. Liên hoa kiếm khí của ta có uy lực rất mạnh. Ngươi phải cẩn thận đấy. Trong chớp mắt, những đóa sen đang lượn quanh người hắn chợt chuyển động nhanh hơn. Từng đạo kiếm khí màu xanh, bắn về phía liễu phong. Nét mặt Liễu Phong vẫn thản nhiên, thân thể nhanh chóng lui lại sau, hai tay kết ấn, quát khẽ, thủy mạc. Cái màn trắng bằng nước, trong chớp mắt, cả bầu trời đột nhiên hơi tối lại một chút. Ngay sau đó, vô số điểm tinh quang từ bốn phương tám hướng hiện ra. Nhìn kỹ, những điểm tinh quang đó rõ ràng là những giọt nước. Những giọt nước đó nhanh chóng tụ lại trước mặt Liễu Phong, hóa thành một bức tường nước. Dưới ánh mắt trời chiếu rọi, trên bức tường bằng nước lập tức xuất hiện một cái cầu vồng bảy màu đẹp mắt âu dương lão nhân mỉm cười nói với đám đệ tử phía sau liên hoa kiếm khí của hàng nhạc phái rất khó tu luyện thế mà triệu long có thể tu luyện đến cảnh giới này uy lực của nó rất mạnh sau này các ngươi có gặp phải thì nhớ kỹ liên hoa kiếm khí này nếu không thể địch lại được thì lui ngay còn muốn thủ thắng thì trừ khi các ngươi có được thủy linh căng giống như liễu phong khi đó thủy thuộc tính trong thiên địa sẽ do các ngươi tùy ý điều động. Đám đệ tử đều gật đầu. Chỉ có trung niên nam tử đứng cuối là tỏ vẻ kinh thường. Trên đài cao, liên hoa kiếm khí giống như một cơn mưa, trút xuống bức tường nước. Nét mặt triệu long hơi trầm lại. Bức tường nước quá mức quỷ dị, khi kiếm khí chạm phải liền không hề phát huy tác dụng mà vô thanh vô tức biến mất. Hắn nhớ mày, đang định thi triển pháp thuật tiếp thì đúng lúc này liễu phong chợt mỉm cười nói triệu sư huynh đã đến mà không tiếp thì đúng là phi lễ liên hoa kiếm khí ngươi cũng thử tiếp một chút xem ánh sáng trên bức tường nước chợt xuất hiện một sự rung động liên hoa kiếm khí do triệu long vừa phát ra lập tức từ trong đó phản lại triệu long biến sắc nhanh chóng lui lại nhưng tốc độ của kiếm khí rất nhanh khi thấy không kịp né tránh triệu long cắn răng một cái nhanh chóng ném từ trong túi trữ vật ra 10 cái tiên phù. Đám tiên phù đó vừa mới xuất hiện liền lóe lên ánh sáng màu vàng, sau đó bốc cháy hóa thành mấy làn hắc vụ. Mấy đạo kiếm khi chạm phải hắc vụ nhanh chóng tiêu tán mà hắc vụ cũng lập tức biến mất. Tuy có thể chặn lại phần lớn kiếm khí nhưng vẫn còn có một chút từ trong hắc vụ vọt ra, xuyên qua thân thể Triệu Long. Thân thể Triệu Long bị kiếm khí đánh trúng, văng về phía sau. Miệng hắn liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi nét mặt tái nhợt, ngã xuống đất, một lúc lâu cũng không thấy đứng dậy. Trên người hắn có một lỗ nhỏ xuyên qua. Cũng may chưa trúng vào chỗ nguy hiểm nên không ảnh hưởng tới tính mạng. Liễu Phong đắc ý xoay người nhảy xuống, đối diện với Âu Dương Lão Nhân, nói, đệ tử may mắn không nhục mệnh. Chỉ dùng có một nửa uy lực của thủy mạc phản lại. Thân thể Lão Nhân mặt đỏ thoáng động, hóa thành một đám mây đỏ, vọt tới bên cạnh Triệu Long. Nét mặt Lão âm trầm, hai tay nhanh chóng đánh ra vài chưởng, sau đó nhét vào miệng hắn vài viên dược hoàng. Làm xong tất cả, lão trầm giọng nói, hay cho thủy mạch chiết xạ. Nếu không có thực lực đạt tới tầng thứ 8 của ngưng khí kỳ thì không thể phá giải. Đệ tử của ta học nghệ chưa tin, thất bại cũng hoàn toàn bình thường. Đám đệ tử huyền đạo tông vui mừng quay sang bàn tán với nhau. Vừa rồi là một người có tu vi đạt tới tầng thứ 6 tỷ thí với liễu phong sư huynh ngay từ đầu ta đã biết trấn đấu này chúng ta nhất định thắng không ngờ thủy mạc của liễu sư huynh lại có uy lực lớn đến vậy ngay cả trưởng lão cũng phải khen thì bọn họ làm sao có thể phá giải được chắc chắn là không có mấy ngày nay ta quan sát đám đệ tử của hàn nhạc phái không thấy có một người nào có tính uy hiếp đối với chúng ta cũng chưa chắc đệ tử tử y của hàn nhạc phái vẫn chưa xuất hiện ta nghe trưởng lão nói những người đó mới là đệ tử hạch tâm của hàng nhạc phái. Cũng giống như đám đệ tử của huyền đạo tông. Đám đệ tử nội môn của hàng nhạc phái cũng hoàn toàn kinh sợ. Bọn họ ít nhất cũng có 20 năm là đệ tử nội môn, nhưng ít khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Tất cả đều trầm mặt không nói, trong lòng cảm thấy bất an. Nét mặt của Hoàng Long chân nhân lại càng trở nên âm trầm, không nói một tiếng nào tên đệ tử liễu phong của đối phương cũng mới chỉ đạt tới tầng thứ sáu của ngưng khí kỳ. Nhưng không ngờ hắn lại có được pháp thuật thần kỳ như vậy. Thủy mạc gặp phải lực công kích mạnh thì phản lại càng mạnh. Nếu không đạt tới tầng thứ 8 của ngưng khí kỳ thì cơ bản không thể phá được. Mới trận đấu đầu tiên đã như thế, không khỏi khiến lão lo lắng. Chẳng lẽ hàng nhạc phái thật sự phải sống dốc hay sao? Lão quay sang nhìn mấy vị sư đệ đứng bên bọn họ cũng đều đang trầm mặt không nói. Tôn đại trụ hít một hơi, lẩm bẩm, mẹ kiếp. Không ngờ lại có được một tên đệ tử lợi hại như vậy. Huyền đạo tông có được hắn quả là quá may mắn. Vương Lâm nhìn sâu vào trong mắt của Liễu Phong. Vừa mới rồi, tuy Liễu Phong chỉ thi triển thủy mạc trong phút chốc, nhưng hắn cũng đã có thể nhìn thấu tu vi của đối phương. Tuy chưa trực tiếp đối mặt nhưng Vương Lâm đối với pháp thuật đó vẫn cảm thấy khiếp sợ. Huyền đạo tông Âu Dương Lão Nhân mỉm cười, cao giọng nói, Hoàng Long đạo hữu. Trận thứ hai, các ngươi đưa người xuất thủ. Ánh mắt Hoàng Long chân nhân đảo qua đám đệ tử nội môn. Phần lớn mọi người đều cúi đầu, trong lòng thầm mong không bị chỉ định. Đến lúc này, Hoàng Long chân nhân cảm thấy tức giận, đang định mở miệng trách mằng thì Tôn Hạo cắn rằng một cái, tiến lên nói, trưởng môn. Đệ tử bất tài cũng xin được lên trận này. Nét mặt đám sư thúc vẫn không hề thay đổi đạo hư nhăn mặt nói tôn hạo ngươi mới chỉ đạt tới tầng thứ tư không được hồ đồ tôn hạo ngập ngừng một chút nói đệ tử đệ tử có được một pháp thuật mới mặc dù không thể chắc thắng nhưng cũng có thể chiến đấu trong lòng hắn thầm nghĩ bây giờ người nào cũng không muốn lên ta tự thân ứng chiến chắc chắn sẽ có được hảo cảm của trưởng môn mặc dù không thể thắng được nhưng phích lịch đạn trong tay cũng có thể giành lại được chút mặt mũi lý sơn huynh đệ xin lỗi ngươi phích lịch đạn mua được từ tay ngươi lạ phải dùng để đối phó các ngươi mấy hôm nay hắn cảm thấy đã có thể sử dụng phích lịch đạn vô cùng xảo dịu tuy mấy lần đầu đều bị thất bại nhưng cuối cùng cũng có thể thành công mấy lần bởi thời gian quá gấp nên hắn cũng không tiếp tục luyện tập nhưng hắn vẫn tự tin chỉ cần sử dụng mấy lần chắc chắn sẽ thành công hoàng long chân nhân thầm than một tiếng suy nghĩ một chút rồi gật đầu Nói, ngươi lên đi. Cho ta thấy pháp thuật mới của ngươi thế nào." Tôn Hạo nhất mình, nhảy lên đài cao, nói, "Đệ tử Tôn Hạo của Hàng Nhạc phái, xin lãnh giáo Huyền đạo tông." Lý Sơn thấy Tôn Hạo liền cười thầm trong bụng. Hắn thấy Âu Dương lão nhân đang chọn người lên trận liền bước lên nói, "Sư phụ, đệ tử Lý Sơn nguyện lên trận này, trao đổi với đối phương một chút." Nói xong, hắn nháy nháy mắt, đứng chờ âu dương lão nhân vẫn luôn đau đầu đối với lý sơn nhưng lão cũng biết lý sơn rất tinh quái không bao giờ chịu thiết lần này hắn sinh ra trận chứng tỏ đã hoàn toàn chắc chắn vì vậy lão hơi trầm ngâm một chút rồi gật đầu lý sơn hưng phấn đi lên trên đài trong lòng hắn đang thầm cười trộm tôn hạo ơ là tôn hạo lần này là ngươi tự tìm người đến cướp lấy mặt mũi của ngươi đấy nhé tôn hạo nhìn thấy lý sơn xuất trận nét mặt không khỏi thay đổi tôn hạo sư huynh hãy sử dụng tiên thuật đắc ý nhất của ngươi đi lý sơn ta sẽ tận tình tiếp đón lý sơn lớn tiếng nói tôn hạo do dự một chút bây giờ hắn đã có thể sử dụng phi kiếm vì vậy bắt quyết một cái thanh phi kiếm màu đỏ nhanh chóng từ phía sau bắn ra lượn xung quanh người hắn một vòng đi thanh phi kiếm nhằm thẳng về phía lý sơn cùng lúc đó tôn hạo lập tức lấy ra bốn năm quả phích lịch đạn to, xem tiên thuật của ta." Lý Sơn cười ha hả, dễ dàng né tránh phi kiếm, trong lòng thầm nghĩ một chữ, bạo. Phích lịch đạn trong tay Vương Hạo chưa kịp ném ra liền lập tức phát nổ. Một mùi thối ngập trời tỏa ra bốn chung quanh. Toàn thân Tôn Hạo lúc này bám đầy bụi, ngơ ngác đứng đó, không nói được tiếng nào. Hắn không thể hiểu được tại sao phích lịch đạn chưa ném ra đã phát nổ. Chẳng lẽ vừa rồi mình dùng sức mạnh quá lý sơn chẹp một cái rồi lớn tiếng nói chiêu này của tôn hạo sư huynh quả là quá lợi hại đây là chiêu gì không biết tự bạo đại pháp phải không ôi lúc trước ta chẳng nói với ngươi phích lịch đang phải cầm nhẹ mà ném ra ngươi lại la ó mà dùng sức như vậy thì làm gì mà nó chẳng phát nổ đám đệ tử huyền đạo tông cười phá lên ngay cả đám đệ tử nội môn của hằng nhạc phái cũng cố nín cười chỉ sợ lỡ mà cười ra sẽ bị đám trưởng bối trừng trị hoàng long chân nhân phất tay áo một cái nhất thời xuất hiện một luồng gió thổi tan làn khí thối đồng thời mang tôn hạo ném thẳng về hàng nhạc phong âu dương lão nhân cười nói hoàng long đạo hữu tôn hạo không sử dụng tiên pháp xem như trận này coi như hai bên hòa đi nói xong lão vui vẻ nhìn lý sơn nét mặt của hoàng long chân nhâm âm trầm nói thua chính là thua làm gì có chuyện hòa. Tiếp tục. Âu Dương Lão Nhân cười ha hả, nói, không hổ là đại môn phái hơn 500 năm. Được rồi. Hứa một. Ngươi lên trận. Từ trong đám đệ tử của huyền đạo môn, một tể đệ, đệ tử ước chừng 24, 25 tuổi, da mặt trắng trẻo, mi thanh mục tú đi lên trên đài. Hắn ôm quyền thi lễ, không hề nói một lời nào. Lần này, hoàng long chân nhân cũng chưa gọi một tên đệ tử nội môn nào xuất trận lão lấy ra một cái ngọc giảng vuốt nhẹ một cái miếng ngọc giảng liền nát thành bụi phần nhất thời một cái pháp trận màu lam lóe lên xuất hiện trên đài cao tiếp theo đó quang mang thoáng động một cái liền có ba người từ trong đó đi ra ba người này đều mặc tử y hơi thở rất mạnh khiến cho tinh thần của đám đệ tử nội môn chợt rung rung âu dương lão nhân biến sắc cẩn thận đánh giá ba người này Ánh mắt tên đệ tử đứng cuối cùng của huyền đạo tông chợt lóe lên quang mang, trong lòng xuất hiện chiến ý, sau khi ba người đó xuất hiện, lạnh lùng nhìn xung quanh. Một người trung niên khoảng chừng 40 tuổi trong ba người, trầm giọng nói, huyền đạo tông. 20 năm trước lữ mổ đã bị thua. Lần này thì không thể có chuyện đó. Ánh mắt vương lâm có chút căng thẳng. Trong ba người đó, hắn nhận ra một người đó chính là nhị sư huynh trương cuồng. Lữ tung, Lần này tới phi ngươi Hoàng Long chân nhân lạnh nhạt nói Lữ tung gật đầu một cái Hai người bên cạnh hắn tung người nhảy xuống đứng bên cạnh Hoàng Long chân nhân Lữ tung Ngũ sư huynh Lữ tung Ta nghe nói hai mươi năm trước hắn đã đạt tới tầng thứ sáu của ngưng khí kỳ Lần này hắn xuất trận, hàng nhạc phái của ta tất thắng Hắn chính là Lữ tung Ta nghe sư phụ nhắc đến hắn nhiều lần đó chính là đệ nhất thiên tài trăm năm mới gặp của hàng nhạc phái huyền đạo tông nhất định thua rồi ngũ sư huynh cố gắng lên chúng ta ủng hộ cho ngươi đám đệ tử nội môn của hàng nhạc phái đều kích động hò hét hai trận đầu thất bại nhưng sự xuất hiện của lữ tung đã khiến cho bọn họ tìm lại được sự tin tưởng một số nữ đệ tử nhìn hắn với ánh mắt si mê hoàng long chân nhân cũng mỉm cười lão thầm nghĩ Lữ Tung lần này xuất trận nếu bình tĩnh nhất định có thể thắng. Vương Trác ghen ghét nhìn Lữ Tung, hừ nhẹ một tiếng. Đám đệ tử huyền đạo tông đều liếc mắt nhìn nhau. Thanh danh của Lữ Tung đối với bọn họ chẳng khác nào xét đánh ngang tay. 20 năm trước, mặc dù trong lần giao lưu đó hắn bị thua, nhưng vẫn để lại cho đám trưởng lão của huyền đạo tông một ấn tượng sâu sắc. Nét mặt Âu Dương lão nhân hơi trầm xuống, nói, hứa một. Ta cho ngươi được phép giải khai phong ấn của tổ sư, sử dụng thực lực thật sự của bản thân. Nét mặt hứa một nghiêm túc, cởi áo. Tất cả đều nhìn thấy trước ngực hắn có dám một cái phù màu vàng. Đám trưởng bối của hàng nhạc phái đều ngẩn người. Sau khi nhìn thấy cái phù đó, bọn họ đều cảm thấy khiếp sợ. Âu Dương Đạo Hữu. Cái phù này, Hoàng Long chân nhân thất sắc nói. Ánh mắt Âu Dương Lão Nhân chợt lóe lên, lạnh nhạt nói, Hoàng Long chân nhân có một chuyện tại hạ muốn nhân cơ hội này nói rõ một chút. Cuộc giao đấu hôm nay, nếu huyền đạo tông chiến thắng thì ngoại trừ những điều kiện trước, chúng ta muốn tăng thêm một điều đó là cho chúng ta mượn hàng nhạc phong 500 năm. Tất cả mọi người đều biến sắc. Hoàng Long chân nhân nheo mắt lại nói, Âu Dương đạo hữu cứ nói đùa. Âu Dương lão nhân lắc đầu, nói, Hoàng Long đạo hữu. Cái phù này ngươi cũng thấy được linh lực dao động trên nó phải đạt tới nguyên anh kỳ mới có thể chế tạo được. Nói thật, huyền đạo tông chúng ta mới có một lão tổ vừa mới ở chiến trường của tứ cấp tu chân quốc trở về. Người đó có nói mấy lão tổ của hàng nhạc phái các ngươi đều đã bỏ mình. Hoàng Long chân nhân biến sắc, một lúc sau trầm giọng nói, Âu Dương đạo hữu không được nói bậy. Nếu không đừng trách hàng nhạc phái chúng ta trở mặt. Âu Dương lão nhân mỉm cười, nói, Huyền đạo tông chúng ta nhớ tới giao tình từ trước đến nay nên mới không có cưỡng đoạt. Bọn ta vẫn muốn để cho hàng nhạc phái một chút mặt mũi. Lần tỷ thí này nếu hàng nhạc phái thắng thì việc này không nói đến nữa. Ta đã nói xong, Hoàng Long đạo hữu, tiếp tục tỷ thí đi. Đám đệ tử nội môn của hàng nhạc phái không hiểu làm sao, nhưng cùng cảm giác như có một tảng đá đè nặng trong lòng. Vương Lâm cũng cảm thấy thất kinh. Hắn thần nghĩ, lời tư đồ nam nói quả nhiên là thật. Tu chân giới hiển nhiên phân hóa quốc gia theo cấp bậc. Nét mặt tôn đại trụ tái nhợt, hai mắt vô thần, lẩm bẩm, xong hết rồi, xong hết rồi. Lão tổ cũng đã chết. Trước kia, hàng nhạc phái chúng ta nhờ có lão tổ mới có thể chấn nhiếp được các môn phái khác một chút, cố gắng mới đứng được ở đây. Nhưng giờ thì... Xong hết rồi. Đáng chết. Nếu không phải 500 năm trước, tứ cấp tu chân quốc Thanh Long quốc tranh đoạt ngoại vực đã lôi đi tất cả nguyên anh kỳ của triệu quốc thì làm sao mà hàng nhạc phái chúng ta lại có kết quả như thế này. Hoàng Long chân nhân đưa mắt nhìn, thấy các sư đệ cùng với đám đệ tử đều có chút bối rồi. Lão cố gắng kiềm chế sự lo lắng, quát lớn, môn nhân hàng nhạc phải không được lo lắng. Việc này thật hay giả tự có đám trưởng lão kết đan kỳ xem xét. Các ngươi hoảng cái gì? Lữ tung. Tiếp tục tỉ thí lữ tung đang đứng trên đài cũng bị những lời nói của âu dương lão nhân làm cho sợ hãi liền ổn định tâm thần há mồm phun ra một đạo tử mang tử mang vừa xuất hiện nhanh chóng bành trướng hóa thành một bàn tay lớn chọc về phía hứa một thần sắc hứa một khẽ thay đổi vỗ vào túi trữ vật một cái lập tức có sáu quả cầu màu vàng bay ra nghênh đón lữ tung cười lạnh tay phải bắt quyết bàn tay to giữa không trung vung lên một cái phát ra một trận gió lớn khiến cho sáu quả cầu vàng lệch khỏi quỹ đạo luồng quái phong thổi tới khiến cho linh khí trong cơ thể hứa một có phần tán loạn hắn biến sắc quát bạo sáu quả cầu màu vàng đồng loạt phát nổ một con sóng vô hình lan ra khiến cho những người đứng xung quanh vội vàng né tránh lữ tung hừ lạnh một tiếng châm chọc nói chúc tài mọn bàn tay khổng lồ trong không trung liền nắm lại không để ý tới việc mấy quả cầu vừa phát nổ, nện thẳng xuống. Nét mặt hứa một tái nhợt. Mắt thấy bàn tay đang ép xuống trên đầu, hắn cắn răng một cái, lấy từ trong túi trữ vật ra một thứ. Mới nhìn thì nó cũng chỉ là một tờ giấy vàng bình thường mà thôi. Hứa một cắn lưỡi, phun ra một búng máu. Chút máu tươi trong không trung nhanh chóng ngưng tụ lại cùng một chỗ tạo thành hình giống như một con huyết long. Hai mắt hứa một mở to, tay phải bắt quyết, miệng lẩm bẩm chỉ thấy huyết long xoay người một cái, cuộn đuôi lại tạo thành một bức hình cổ quái, khảm vào trên tấm giấy. Ngay lúc đó, tấm giấy vàng chợt tỏa ra quang mang chói mắt, giống như một mặt trời nhỏ giữa không trung hạ xuống đầu nắm tay. Vương Lâm xem tới đây, sực nhớ ra trong túi hắn cũng có một cái phù như vậy. Thì ra là Linh Bảo. Lữ tung nhướng mày, vất tay một cái, hai con bạch long lại bay ra, dạo một vòng giữa không trung rồi với tốc độ như sét đánh, lao về phía hứa một hứa một cười thảm một tiếng. Lúc này, toàn bộ tinh lực của hắn đều tập trung chống cự lại một quyền của đối phương, nên không thể chống lại hai thanh phi kiếm đang hóa thành bạch long đánh tới kia. Mắt thấy hai con bạch long há cái miệng khổng lồ, sắp lao tới hứa một, đột nhiên có tiếng hừ lạnh từ trong đám đệ tử huyền đạo tông vọng ra. Ngay sau đó, một đạo cầu vòng màu đen bắn ra từ trong đám đệ tử của huyền đạo tông, cuốn lấy hai con bạch long hai con bạch long nhanh chóng thu nhỏ lại biến thành hai cây tiểu kiếm màu bạc đạo ánh sáng màu đen hơi thu lại một chút liền bẻ gãy hai thanh phi kiếm rồi thả rơi xuống đất nét mặt lữ tung đại biến phi kiếm bị hủy lập tức phun ra một nguồn máu nét mặt hoảng sợ bàn tay to lớn trên đầu hứa một cũng vì tâm thần bị hao tổn không thể ngưng hình liền biến mất hứa một tránh được một kiếp vội vàng lui lại nét mặt thầm cảm thấy may mắn Khuôn mặt lử tung tái nhật hạ xuống dưới. Hoàng Long chân nhân trầm mặt, quát, huyền đạo tông, chớ có khinh người quá đáng. Mấy vị sư đệ đồng môn đứng bên cạnh lão cũng trợn mắt nhìn. Có mấy người tức giận đã lấy ra pháp bảo tùy thân, chuẩn bị ra tay. Đám đệ tử nội môn đang đứng xem đều lộ vẻ mặt phẫn nộ. Tuy nhiên hai tên đệ tử mặt tử y thì ánh mắt thận trọng nhìn trung niên nam tử đang đứng ở cuối của huyền đạo tông một tiếng hừ lạnh vừa rồi đúng là do hắn phát ra. Âu Dương lão nhân quay đầu lại nhìn nam tử, lắc đầu cười khổ, nói, trận thứ ba này hàng nhạc phái của các ngươi chiến thắng. Về chuyện vừa rồi, lão phu, Âu Dương lão đầu không phải nhiều lời. Hàng nhạc phái chẳng là cái gì hết, nam tử đứng ở cuối, kiêu ngạo bước từng bước một. Nhất thời trên mặt đất xuất hiện một vết nứt nhỏ lan nhanh đến thạch thai. Cùng lúc đó, thân thể hắn khẽ chớp lên một cái liền xuất hiện trên đài ánh mắt cuồng ngạo của hắn liếc nhìn đám đệ tử hằng nhạc phái nói tất cả nội môn đệ tử của các ngươi cùng lên đi chỉ cần một mình chu bằng ta là đủ rồi đám đệ tử hằng nhạc phái lập tức xôn xao nét mặt ai nấy đều giận dữ ngay cả đám trưởng bối của hằng nhạc phái cũng phải cau mày đám đệ tử huyền đạo tông không có một ai mở miệng ánh mắt lộ vẻ tôn kính hiển nhiên thân phận của người này ở huyền đạo tông không phải là nhỏ. Âu Dương lão nhân vội ho một tiếng, cao giọng nói, Hoàng Long đạo hữu. Đây là Chu Bằng, đại đệ tử của huyền đạo tông. Lần này, chúng ta chỉ cần một người để phân định thắng thua. Nếu trong số đệ tử của hàng nhạc phái có người cố gắng được trong 10 lần hô hấp mà không bại thì hàng nhạc phái các ngươi chiến thắng. Hai mắt trương cùng chợt lóe lên, thân thể thoáng động nhảy lên trên đài, trầm giọng nói, tiểu tử cuồng vọng để ta thử với ngươi chu bằng cười một tiếng điên cuồng nói ngươi mới nhìn thì tu vi đạt tới tầng thứ sáu của ngưng khí kỳ nhưng lại ẩn giấu thực lực của tầng thứ tám chút tu vi ấy vẫn không đủ nói xong hàng quan trong mắt hắn chợt lóe lên phất tay một cái nhất thời một con cự xà đen bóng hiện ra nên gió trở nên to hơn mấy lần nháy mắt nó đã trở thành một con thông thiên đại mãn cái đầu của con cự mãn lạnh lẽo nhìn trương cuồng sau đó há miệng hút một cái nhất thời một luồng hấp lực rất mạnh đột nhiên xuất hiện tuy nhiên luồng hấp lực đó chỉ nhằm vào một mình trương cuồng trương Cùng chưa kịp né tránh mà cũng chẳng kịp phát ra pháp thuật nào đã như diều đứt dây bay thẳng vào trong bụng nó chu bằng cười lạnh một tiếng tay phải lắc một cái đã nắm lấy cổ trương Cùng, nói trở về tu luyện thêm vài chục năm nữa rồi hãy đến gặp ta nói xong Hắn vung tay một cái, thân thể Trương Cuồng như lưu tinh, bay thẳng về sau. Tên đệ tử mặt tử y còn lại lập tức nhảy lên đón lấy Trương Cuồng. Nhưng xung lực từ người hắn quá mạnh khiến cho hai người phải lùi lại thật xa mới có thể dừng được. Trương Cuồng mặt không còn chút máu, nhắm chặt hai mắt, thân thể không ngừng run rẩy. Trên cổ hắn có một vết tay màu đen, giống như một cái kìm đang kẹp lấy cổ hắn. Tên đệ tử bay lên đón hắn, vẻ mặt hoảng sợ, im lặng không nói. Hoàng Long chân nhân cảm thấy vô cùng khổ sở. Đối phương có một tên đại đệ tử thế này quả là quá mạnh. Lão chỉ có thể nhìn ra, thực lực đối phương biểu hiện bên ngoài là tầng thứ 10 của ngưng khí kỳ. Như vậy trên người hắn nhất định có gián phù ẩn đấu tu vi, nên mới không nhìn rõ được thực lực. Đưa mắt nhìn đám đệ tử nội môn đứng chung quanh, Hoàng Long chân nhân thầm than một tiếng. Bởi trong mắt lão chẳng có một tên đệ tử nào có thể thủ thắng ngay cả đại đệ tử đang tu luyện ở chỗ trưởng bối kết đan kỳ cũng chỉ mới đạt tới tầng thứ 10 mà thôi. Mặc dù có thể cho hắn ra đánh một trận. Nhưng nếu hắn lại thua nữa thì lần này, hàng nhạc phái coi như thất bại hoàn toàn. Thôi. Lần này, hàng nhạc phái xem như hoàn toàn vô vọng. Những lời nói của Âu Dương Lão Nhi hay là đi thông báo cho hai vị sư tổ kia, để cho họ định đoạt. Nếu những lời đối phương nói là thật thì hàng nhạc phong quả thực không thể đứng vững được nữa rồi. Hoàng Long chân nhân cười khổ một tiếng. Chu bằng cuồng ngạo, liếc mắt nhìn mọi người, nói, kế tiếp là ai? Tất cả đám đệ tử hàng nhạc phái có mặt đều không ai mở miệng. Bọn họ đều cúi đầu, lãng tránh ánh mắt của Chu bằng. Chu bằng cười lạnh, trong lòng có chút coi thường. Đúng lúc đó, hắn chợt ngẩng người khi phát hiện có một tên đệ tử mới chỉ đạt tới tầng thứ ba lại không hề sợ hãi nhìn thẳng vào mắt mình vương lâm vẫn bình thản nhìn chu bằng chu bằng nhìn chằm chằm vào vương lâm lạnh nhạt nói thế nào ngươi muốn lên lời nói của chu bằng thu hút sự chú ý của mọi người quay đầu lại bọn họ mới phát hiện ra người mà chu bằng nói chính là vương lâm nét mặt không khỏi thay đổi hoàng long chân nhân thở dài Phương Lâm mới đạt tới tầng thứ ba của ngưng khí kỳ, lão vốn chẳng hề chú ý, nhưng bây giờ, cho dù tu vi rất thấp nhưng đứa nhỏ vẫn có can đảm như vậy. Chu Bằng thấy đối phương không nói gì liền cười lạnh, nói, bốn trận tỷ thí, chỉ còn lại có một trận. Đường đường hàng nhạc phái lại không có một người nào dám đi lên, đúng là khiến cho Chu Mỗ thất vọng. Chẳng lẽ, đệ tử nội môn của hàng nhạc phái lại không có người nào dám đi lên hay sao? đạo hư sư thúc đang đứng cạnh hoàng long chân nhân chợt nói tôn sư đệ xin lỗi vương lâm ngươi lên đi tôn đại trụ ngẩn người tức giận nói đạo hư tuy ngươi là sư huynh của ta nhưng cũng không thể ra lệnh cho ta được đồ đệ của ta mới chỉ đạt tới tầng thứ ba của ngưng khí kỳ vậy mà ngươi còn nói hắn đi ra chẳng phải là thí tốt hay sao đại đệ tử của người ta quá mạnh mẽ đồ đệ của các ngươi không đánh lại sợ chúng bị thương nên mới bảo đồ đệ của ta ra đấm lưng cho người ta à đồ đệ của ta ở môn phái luôn bị coi là phế vật cho dù lên có bị thua thì các ngươi cũng không cảm thấy mất mặt mũi lắm đúng không mẹ kiếp lão tử không đồng ý đạo hư nhíu mày trong lòng lão đúng là nghĩ như vậy nhưng không ngờ tôn đại trụ lại không nể mặt trực tiếp nói thẳng ra trước mặt huyền đạo tông như vậy lão cười lạnh vài tiếng nhìn hoàng long chân nhân mấp máy môi truyền âm một chút hoàng long chân nhân thở dài nói tôn sư đệ ngươi không cần phải nói nữa vương lâm ngươi lên đi tôn đại trụ vung tay ngẩng đầu lên nhìn trời cười lạnh vương lâm ôm quyền cung kính nói tuân mệnh nói xong hắn hít một hơi thật sâu chậm rãi đi lên đài đám đệ tử huyền đạo tông thấy vậy cười rộ lên hằng nhạc phái các ngươi cho hắn lên dọa người hay sao không ngờ một tên phế vật cũng có thể xuất trận đánh với đại sư huynh của chúng ta. Tên phế vật này không cần tới đại sư huynh ra tay. Chỉ cần một ngón tay của ta cũng có thể bóp chết hắn. Đại sư huynh. Đây là bọn họ nhận thua, cho một người lên gãi lưng cho sư huynh. Sư huynh dơ cao đánh khẽ, đuổi nhẹ hắn đi thôi. Âu Dương Lão Nhân cùng hai vị trưởng lão nhìn nhau một chút đều hiện lên vẻ khinh thường. Âu Dương Lão Nhân cười nói, Hoàng Long đạo hữu, hôm nay, chúng ta cũng hiểu rõ hàng nhạc phái rồi. Nét mặt Hoàng Long chân nhân âm trầm, không nói gì, vất tay áo một cái rồi đi về phía sau. Cơ bản lão cũng chẳng hy vọng gì vào Vương Lâm. Cho hắn ra chủ yếu làm con tốt khí cho chấm dứt trận đấu này mà thôi. Dù giao, cho hắn lên nếu bị thua cũng không đến nỗi khó nghe cho lắm. Nhưng nếu bị đối phương dọa cho không ai dám xuất trận thì đúng là không còn chút mặt mũi. Không có tên nội môn đệ tử nào dám lên, chỉ còn duy nhất có một mình Vương Lâm. Phía sau hắn, tất cả thế hệ trước của hàng nhạc phái đều lắc đầu, xoay người đi ra đằng sau. Thậm chí ngay cả đám đệ tử nội môn cũng có người bước đi, không đứng ở đây cho xấu mặt. Chu Bằng đang nghe chuyện trên TV audio CV kiêu ngạo cười ha hả, nói, Vương Lâm. Ta chỉ cần thổi một hơi là có thể đuổi ngươi xuống dưới. Ngươi cố đứng cho vững. Nói xong, hắn hít vào một hơi thật sâu. Thân thể hắn giống hệt như một cái động không đáy, quần áo bay phần phật. Vương Lâm chưa từng giao thủ với người khác lần nào, nên có phần hồi hộp. Hắn không hề chớp mắt, phát huy toàn bộ uy lực của dẫn lực thuật. Để cho chắc chắn, hắn còn lấy ra một viên phích lịch đan, xóa đi thần thức của Lý Sơn rồi ném ra ngoài. Một tiếng nổ lớn vang lên. Trong làn khói đen, thân thể Chu Bằng bị hất tung lên, ngã xuống đất. Toàn thân hắn bám đầy bụi, bốc mùi hôi thối ngơ ngác chẳng khác gì tôn hạo lúc trước. Thông thiên cự mãn trên không trung cũng lập tức biến mất. Tiếng nổ lớn đã làm kinh động tới đám người của hàng nhạc phái. Mọi người đều vô thức quay đầu nhìn lại, mà sững sờ. Toàn bộ không gian trở nên im lặng không hề có một tiếng động. Hoàng Long chân nhân thừa người ra, cả kinh nói, đây. Đây, trong lòng lão như có muôn ngàn con sóng, hai tay ù đặc như bị muôn ngàn tiếng sét oanh tạc. Không thể như thế. Vương Lâm trở nên lợi hại như thế từ lúc nào? Đối phương của hắn lại còn là đại đệ tử của huyền Đạo Tông. Đạo hư sư thúc dụi dụi hai mắt, trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Tên hắc y đệ tử đưa Vương Lâm vào hàng nhạc phái, Trương Sư Huynh cũng không tin vào mắt mình, thầm nghĩ, đây là Vương Sư Đệ mà ta vẫn nói cố gắng tu luyện đây hay sao? Rõ ràng là tu vi của hắn mới chỉ có tầng thứ ba, làm sao mà có thể hắn có phải là Vương Lâm không? Có phải cái tên phế vật nhờ vào tự sát để tiến vào môn phái không? Vị sư thúc mặt đỏ há to miệng, ra mà nhìn. Đúng là khó tin, Tống sư thúc vốn lạnh lùng cũng phải trợn mắt ra mà nhìn. Vương Trác lại càng kinh sợ hơn nữa. Hắn hoàn toàn ngơ ngác, trong đầu quanh đi quẩn lại mấy từ, Vương Lâm, phế vật. Hắn cố gắng lắc đầu. Trong lòng thầm nhủ mình đang nằm mơ, đó chỉ là ảo giác mà thôi. Nữ tử họ Từ lấy tay che miệng, thì thào nói, tại sao có thể như vậy? Vương Lâm trở nên lợi hại như thế từ lúc nào? Rõ ràng tu vi của hắn mới chỉ có ngưng khí kỳ tầng 3 cơ mà. Tôn đại trụ sờ sờ đầu, thì thào nói, ảo giác. Nhất định là ảo giác. Mẹ nó. Rõ ràng là ảo giác do lão thiên gây ra. Đây có phải là đồ đệ ta hay không? Nữ tử họ chu càng mở to mắt nhìn chầm chầm vào vương lâm đang đứng trên thạch thai. Trương Cuồng đã tỉnh lại từ nãy, chỉ có điều hắn sợ xấu hổ nên vẫn giả vờ hôn mê. Nhưng đến lúc này, hắn thực sự không còn giả vờ được nữa, ngơ ngác nhìn Vương Lâm trên thạch thai. Đột nhiên, đồng tử của hắn chợt thu lại, thầm nghĩ, không sai. Chính là hắn. Nhất định là hắn. Nằm mơ. Chắc chắn là nằm mơ. Người trung niên lúc đầu thu Vương Lâm cắn vào lưỡi mình một cái. Lữ Tung thì không phản ứng mạnh mẽ giống như bọn họ cái tên vương lâm này hắn đã nghe thấy một lần hắn nhìn thật sâu vào mắt vương lâm thầm nghĩ nội môn đệ tử từ lúc nào mà có một cao thủ như vậy biết sớm như thế thì ta còn tới làm gì trưởng môn cũng thật là cho hắn ra luôn có phải là xong rồi không chẳng lẽ ban đầu ta đã nhầm lẫn trong kiểm tra chẳng lẽ thực tế thiên tư của vương lâm vô cùng ưu tú tam sư huynh phụ trách phòng luyện đang thầm nghĩ Tất cả đám đệ tử nội môn đều thừa người ra, không nhúc nhích. Mọi người của huyền đạo tông cũng hoàn toàn im lặng. Âu Dương Lão Nhân mở to hai mắt ra mà nhìn. Chu Bằng chính là đòn sát thủ của huyền đạo tông, được mọi người thầm gọi là thiên tài của tu chân giới triệu quốc. Tu vi của hắn đã đạt tới tầng 13 của ngưng khí kỳ thế mà vẫn thua. Nếu trưởng bối của hàng nhạc phái ra tay thì không nói làm gì. Nhưng đây lại là một cái tên vẫn bị coi là phế vật của Hằng nhạc phái, một tiểu bối mới đạt tới tầng thứ ba. Nhất định là do chu bằng khinh địch. Hai vị trưởng lão khác cũng đưa mắt nhìn nhau, không nói tiếng nào. Trận tỉ thí này quá quỷ dị, khiến cho họ vẫn chưa thể cảm nhận được. Liễu Phong liếc mặt nhìn Vương Lâm một cái thật sâu thầm kêu may mắn. Vừa rồi đối phương không xuất trận, nếu không chính mình nhất định sẽ bị bại. Có điều, hắn cũng không hiểu tại sao Vương Lâm lợi hại như vậy mà vẫn bị hàng nhạc phái gọi là phế vật hơn nữa nhìn nét mặt của mọi người bên đó cũng đang đầy vẻ sợ hãi không hề có chút lừa dối chẳng lẽ là do đại sư huynh khinh thường liễu phong cũng không thể đoán nổi có nhìn thế nào thì hắn cũng chỉ thấy vương lâm đạt tới tấn thứ ba của ngưng khí kỳ mà thôi các đệ tử khác cũng có những ý nghĩ giống liễu phong bọn họ đều cho rằng đại sư huynh vì khinh thường bị đánh lén khuôn mặt nhỏ nhắn của liễu mi cũng rất đặc sắc ý nghĩ của nàng cũng không giống với mọi người lắm nàng vẫn chú ý tới vương lâm nên lúc này càng thêm hứng thú cẩn thận đánh giá trong số mọi người có lẽ kẻ khiếp sợ nhất chính là lý sơn lúc này thân thể hắn mềm nhũng tê liệt ngã ngồi trên mặt đất lẩm bẩm xong hết rồi phích lịch đạn là ta bán cho hắn không ngờ hắn lại lấy ra dùng với đại sư huynh chắc chắn sẽ bị đại sư huynh hận đến chết lý sơn ơi là lý sơn ngươi cả đời thông minh, tại sao lại không nhận ta Vương Lâm giả trư ăn cọp đây? Vương Lâm, ngươi quả là một kẻ hèn hạ, vô sĩ, âm hiểm. Ngươi hại ta như vậy làm sao mà ta còn có thể ở lại huyền đạo tông được đây hả? Đại sư Huynh chắc chắn sẽ không tha cho ta. Không được. Nhưng tại sao ta lại cho thêm bụi bẩn và mùi thối vào đó? Hình như bụi bẩn là lúc đầu do ta đắc ý bỏ thêm vào. Nếu không mất một năm tắm rửa, thì cơ bản đừng hồng mong sạch được. Còn mùi thối kia, đó là vì đoạt bạn gái của người khác nên ta cố ý cho thêm vào. Cái này chính mình cũng không dám dính. Ngoại trừ đứng trước gió một tháng, ngoài ra không còn biện pháp nào khác. Xong rồi. Xong hết rồi. Đúng lúc này, Chu Bằng tỉnh táo lại. Hắn suýt nữa thì bị mùi thối trên người mình làm cho ngất xỉu. Hắn tức giận quát, Lý Sơn. Ta sẽ không để yên cho ngươi lý sơn sợ quá lớn tiếng khóc nói đại sư huynh ta sai rồi đại sư huynh huynh tha cho ta đi sau này ta không dám làm những việc như thế nữa chu bằng quá đổi tức giận thân thể đầy bụi bẩn và mùi thối lao thẳng lên bãi đá giữ tận quát vương lâm vừa rồi không tính là do ta chuẩn bị không tốt để ngươi đánh lén chúng ta làm lại lần này không được phép đánh lén Thực ra Vương Lâm cũng bị giật mình mất một lúc mới định thần lại được. Lần này, Chu Bằng nổi trận lôi đình, cho rằng hắn vì kinh thường nên mới bị một tên đệ tử mới đạt tới tầng thứ ba của ngưng khí kỳ đánh thắng. Vì vậy mà hắn không nói lời nào, lập tức xuất ra thông thiên cự mãn, tay bắt quyết. Cự mãn liền kêu lên một tiếng, đang định mở cái miệng khổng lồ ra. Vương Lâm lại một lần nữa sử dụng dẫn lực thuật vỗ một cái. Cự mãn rên lên một tiếng, thân thể nhất thời tiêu tán. Chu bằng mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc, phun ra một nguồn máu tươi, thân thể lại một lần nữa bắn ra xa. Hắn vừa mới rơi xuống đất lại lập tức xông lên thạch thai, không để ý tới vết máu nơi khóe miệng, xé ngay áo ngoài, giật cái tiên phù đang treo trước ngực xuống. Ngay lập tức khí thế trên người hắn bốc lên, mái tóc dài tung bay một cách quỷ dị. Vương Lâm Vừa rồi không tính Ta chưa xuất ra hết thực lực của bản thân. Chúng ta lại một. Đến bây giờ, Vương Lâm đã thực sự tin tưởng vào thực lực của bản thân. Hắn không đợi đối phương nói hết, lại dùng dẫn lực thuật vỗ một cái nữa. Chắc một tiếng vang lên. Khí thế của Chu Bằng đang lên tới đỉnh lại một lần nữa phun máu ra miệng, bay xuống dưới đất. Linh khí trong cơ thể hắn hoàn toàn tán loạn. Hắn cố gắng một lúc mới đứng dậy được. Nhưng nỗi uất nghẹn trong người lại dâng lên nhanh chóng hắn tức quá không thở được trực tiếp ngã xuống hôn mê xung quanh hoàn toàn yên tĩnh ngoại trừ hơi thở của đám đệ tử hai bên ra không còn có một thanh âm nào khác mất một lúc hoàng long chân nhân mới có phản ứng trên mặt lộ vẻ mừng như điện lão nhìn vương lâm càng lúc càng thuận mắt thầm nghĩ tên vương lâm này là phúc tinh của hàng nhạc phái hay sao cái tên tiểu tử này tu luyện đến cấp độ cao như vậy rồi mà vẫn còn giấu thật đáng đánh đòn có điều không biết hắn tu luyện thế nào. Việc này có lẽ cần phải hỏi một chút mới được. Tôn đại trụ hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ, lão thiên ơi. Cuối cùng thì ông cũng mở mắt cho ta một tên đệ tử lợi hại như vậy. Chuyện tự hào nhất đời này của lão phu chính là thu đứa nhỏ này. Sau này xem trong môn phái có vị sư huynh nào dám châm chọc ta nữa hay không? Đạo hư há hốc mồm. Nếu một lần thì còn có thể dùng hai chữ may mắn để giải thích. Nhưng cả mấy lần đều có kết quả như vậy khiến cho hắn khiếp sợ. Cho dù đại đệ tử của đối phương đã giật tiên phù xuống, lúc đó tu vi của hắn đã lên đến tầng thứ 12 vẫn bị Vương Lâm dùng dẫn lực thuật đánh cho rơi xuống đài. Không biết tên Vương Lâm này đạt tới cấp độ nào. Lão nhìn kỹ một lúc, cho dù sử dụng thần thức thế nào cũng không thể nhìn thấu tu vi của Vương Lâm. Lão nhân mặt đỏ, thầm nghĩ, lúc đầu Vương Lâm có thể bái nhập vào phái ta làm môn hạ là do ta đồng ý, chẳng lẽ ta có thể nhìn ra hắn chính là một kẻ có thiên tư. Người trung niên Thu Vương Lâm cũng thầm nghĩ trong lòng, duyên phận. Đây đúng là duyên phận. Nếu lúc đầu ta không cố gắng đề cử hắn nhập môn thì làm sao có được ngày hôm nay. Ta đã làm cho môn phải một chuyện tốt, nhất định phải nói lại với trưởng môn mới được. Đứng cách hắn không xa là một người trung niên có khuôn mặt vàng như nghệ. Lúc này hắn đang đưa tay vuốt râu gật đầu thầm nghĩ đứa nhỏ này khi kiểm tra ta đã biết nó có nghị lực rất tốt quả nhiên là bất phàm hừ do tên tôn đại trụ nhanh tay đoạt lấy nếu không nó hẳn là đệ tử của trương nhân ta mới đúng lúc này vương trác đã hoàn toàn tỉnh táo hắn thầm nghĩ trong đầu thì ra thực lực của hắn lại mạnh như vậy lúc trước ta vẫn dùng mọi cách châm chọc hắn sau này không chừng sẽ bị hắn trả thù làm sao bây giờ? Hai mắt nữ tử họ chu phát sáng. Nàng đã hoàn toàn xác định được Vương Lâm đúng là người thâm tàn bất lộ. Nghĩ đến lúc trước vẫn tưởng hắn mới chỉ đạt tới tầng thứ ba, chính mình cũng nói với hắn nhiều chuyện linh tinh mà không khỏi đỏ mặt, nghĩ thầm, Vương Lâm cũng thiệt là. Rõ ràng lợi hại như vậy mà dám lừa gạt ta, nói là mới đạt tới tầng thứ ba. Hừ, nhất định phải nói chuyện với hắn mới được. Nữ tử họ từ chớp chớp đôi mắt, Nhìn Vương Lâm một chút rồi lại nhìn Vương Trác, thầm nhủ, làm sao mà hắn lại lợi hại hơn Vương Trác sư huynh được cơ chứ? Đáng nhẽ, đây phải do Vương Trác sư huynh náo động mới đúng. Có điều, Vương Lâm cũng thật lợi hại. Đối phương là đại đệ tử của người ta mà tác cho rơi xuống những ba lần. Thì ra Vương Lâm vẫn giả trư ăn thịt cọp. Đúng là hèn hạ. Cũng may trước đây ta không cười nhạo hắn. Nếu không thì, hắc hắc Trước kia đám sư huynh đệ vẫn cười hắn để xem bọn họ có còn bình tĩnh được nữa hay không. Một tên đệ tử nội môn cười thầm, liếc mắt nhìn mấy vị sư huynh đệ xung quanh. Xong hết rồi. Trước kia ta vẫn hay châm chọc, cười nhạo hắn. Bây giờ mới biết hắn chỉ cần một ngón tay cũng có thể giết chết ta. Mẹ kiếp. Ngươi có tu vi cao như vậy, tại sao lại phải giả vờ như một người yếu làm gì? Đúng là đồ vô sĩ. Từ đám đệ tử ký danh vẫn hay cười nhạo Vương Lâm là Hắc Tâm Vương đến những tên đệ tử nội môn vẫn hay chế nhạo hắn, lại càng sợ hãi. Vương Lâm chắc chắn là một kẻ tốt bụng. Lúc trước ta vẫn hay cười nhạo hắn nhưng có lẽ hắn vẫn không để ý trong lòng. Nhất định Vương sư huynh cũng không chấp nhặt đối với ta. Một tên đệ tử nội môn từng nhiều lần cười nhạo Vương Lâm đang suy nghĩ. Tam sư huynh phụ trách phòng luyện đan, hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ nghe nói vương lâm và vương hạo là thân thích lại có giao tình không tệ lắm. làm như thế nào bây giờ? nếu là ba ngày trước thì cùng lắm là ta bán cho hắn một chút nhân tình thả vương hạo ra. nhưng bây giờ, ôi, vương hạo đã biến thành như vậy. một khi hắn đi tìm vương hạo nhất định ta sẽ phải gánh chịu lửa giận của hắn. tên vương hạo này nhất định không thể để được. nếu bây giờ mình bỏ đi, chắc chắn sẽ bị người ta để ý. chờ lát nữa tỷ thí xong. Ta về xử lý Vương Hạo. Đến lúc đó, người chết không có ai làm chứng, chắc chắn cũng chẳng làm gì được ta. Ôi. Lữ Tung cúi đầu, nhìn bộ quần áo màu tím trên người, cười khổ, nghĩ, thứ hạng đệ tử nội môn của hàng Nhạc phải lại phải thay đổi rồi. Vương Lâm đúng là không đơn giản. Hắn ẩn giấu tu vi sợ rằng để chờ đến ngày hôm nay có thể khiến mọi người kinh động. Hắc hắc. Chỉ sợ sau này tu chân giới của Triệu Quốc cái tên Vương Lâm sẽ nổi lên như cồn. Với hắn chỉ có thể kết giao, không thể làm địch. Trong nháy mắt, hắn đã xác định được thái độ của mình sau này đối với Vương Lâm. Trương Cuồng nét mặt vô cùng khó chịu. Sau khi đổi được nước của Linh Tuyền, nên vẫn tưởng rằng đó chỉ là do có linh khí nồng đậm mà thôi. Vì vậy, sau khi kết thúc hội giao dịch hắn vẫn chưa tìm tới Vương Lâm. Nhưng sau khi đến dòng suối nơi hậu sơn, hắn mới phát hiện ra sự khác biệt Nước suối đó chẳng những linh khí nồng đậm hơn mấy lần mà bên trong nó còn ẩn chứa một thứ tác dụng thần kỳ. Hắn tìm hiểu một lúc mới sợ hãi nhận ra nó có thể trú nhang. Nếu thường xuyên uống nước suối đó, chắc chắn có thể lưu giữ được tuổi xuân cua riêng. Nhưng hắn chỉ uống vài giọt liền phát hiện thêm một điểm khác biệt nữa. Làm cho hắn phải kinh ngạc. Tại tu chân giới, chỉ khi đạt tới nguyên anh kỳ mới có thể giữ được dung nhang. Nhưng đến lúc đó, con người cũng phải đạt tới mấy trăm thậm chí là ngàn năm tuổi nghĩ kỹ một chút nếu đem nước linh tuyền thủy này ra ngoài trao đổi với môn phái khác nhất là đám trúc cơ kỳ kết đan kỳ nữ tiền bối thì chắc chắn sẽ khiến cho bọn họ điên cuồng nhưng sau khi hắn đi tìm thì lại không hề thấy bóng dáng vương lâm đâu cả khắp cả hàng nhạc phái mấy chục đệ tử nội môn hắn đều dò xét qua nhưng không hề tìm thấy một người tương tự vì việc này mà gã cả cảm thấy buồn bực mất một thời gian ngay cả vương lâm hắn cũng để ý nhưng một tên phế vật mới đạt tới tầng thứ ba của ngưng khí kỳ trương cùng làm sao có thể nghĩ hắn lại có được một thứ bảo bối như vậy vì vậy mà sau khi xem xét xong trương cùng bèn gạt hắn qua một bên nhưng bây giờ gã có thể khẳng định người đó chắc chắn là vương lâm sự khẳng định đó không cần bất cứ lý do gì mà thuần túy chỉ là một loại trực giác không ngờ tu vi của vương lâm lại cao như vậy cũng may lúc đầu ta không có chủ ý với hắn. Ôi! Bí mật của Linh Tuyền Thủy, nhất định phải giữ kín. Mặc kệ, Vương Lâm có phải là người đó hay không, cũng không thể để cho hắn biết. Nếu không, tu chân giới rất tàn khốc, đừng nói là huynh đệ đồng môn. Cho dù là thân huynh đệ cũng có thể chém giết lẫn nhau. Với tu vi của Vương Lâm ta không hề có lực hoàng thủ. Trương Cuồng lập tức đưa ra quyết định, không thể trêu chọc tới Vương Lâm đồng thời trong đầu hắn không tự chủ được nhớ tới chuyện phía sau núi lúc đó chính mình còn tưởng rằng hắn còn chưa đạt tới cả tầng thứ nhất của ngưng khí kỳ mà đưa hắn một đoạn đường bây giờ nghĩ lại không biết lúc đó vương lâm nghĩ thế nào nghĩ tới đây trương cùng cảm thấy ớn lạnh may mắn là lúc đó mặc dù mình có hoài nghi nhưng không ra tay nếu không thì bây giờ chính mình đã nằm chỗ nào đó rồi không phải hắn hỏi nguyên nhân tại sao thực lực của vương lâm lại mạnh như vậy nhưng cứ nghĩ đến tu vi bây giờ của đối phương trương cùng lại bỏ đi ý định trong đầu hắn biết nếu mình còn tiếp tục nghĩ như vậy rất có thể ngay cả cái mạng nhỏ cũng mất nội tâm của trương sư huynh từng nhiều lần chỉ dẫn vương lâm tu luyện cũng rất phức tạp hắn nhìn vương lâm mà thầm nghĩ vương lâm là tự tay mình mang đi từ vương gia lúc ấy rõ ràng hắn chỉ là một thiếu niên bình thường khi hắn tự sát, cũng chính mình ra tay cứu. Nhưng sao mới chỉ có 5 năm mà mọi chuyện thay đổi nhanh như vậy? Không ngờ hắn lại có thể trở thành đệ nhất cao thủ trong đám đệ tử của hàng nhạc phái chúng ta. Đúng là tạo hóa khó lường, ta cố gắng tu luyện 10 năm vậy mà mới chỉ đạt tới tầng thứ 6 của ngưng khí kỳ. Ôi! Đám người của huyền đạo môn nếu vừa rồi là giật mình thì tất cả bây giờ đều đang rung động trong lòng lần đầu tiên chu bằng bị đánh bay còn có thể giải thích là do Kim thường nhưng lần thứ hai lần thứ ba mỗi lẫn đối phương đều chỉ dùng có một chiêu đánh bay không hề có lực hoàn thủ nhất là lần thứ ba chu bằng đã gỡ bỏ phong ấn khí thế cực cao nhưng vẫn bị một chiêu đánh gục cảnh tượng đó khiến cho đám người của huyền đạo môn đều khắc sâu trong lòng liêu phong há hốc miệng một lúc sau hít một hơi hắn hoàn toàn khẳng định vương lâm chính là đồng sát thủ của hàng nhạc phái đại sư huynh cũng không phải do kinh thường mà là tu vi không bằng người ta cứ nghĩ tới tu vi của sư huynh đã đạt tới tầng 12 vậy thì cảnh giới của vương lâm chẳng lẽ hắn đã đạt tới trúc cơ liễu phong lẩm bẩm trong mồm âu dương thiếu nữ lúc trước diễu cật vương lâm cũng sợ ngây người nàng không ngờ được đại sư huynh lại bị thua hai mắt liễu mi lại càng phát sáng nàng đối với vương lâm càng cảm thấy hứng thú hơn quả nhiên là hắn thâm tàn bất lộ ba ngày trước ta đã cảm thấy có gì đó không đúng hắn là người đầu tiên dưới pháp thuật của ta trở lại bình thường đám đệ tử khác đều không nói được một tiếng nào trong lòng bọn họ đại sư huynh chính là một cao thủ nhưng bây giờ một cao thủ như thế lại bị một tên cuối cùng đánh bại hơn nữa trận đấu hoàn toàn nghiêng về một bên Việc này khiến cho bọn họ chợt có một chút mất đi sự tự tin đối với tiên thuật của huyền đạo tông. Vẻ mặt của Âu Dương Lão Nhân giống hệt như nét mặt của Hoàng Long Chân Nhân trước trận tỷ thí. Lão liếc nhìn Vương Lâm một cái, trong lòng cảm thấy hết sức khổ sở. Với thực lực tầng thứ 14 ngưng khí kỳ của lão vậy mà vẫn không thể nhìn thấu thực lực của đối phương. Hắn, hắn có phải là nội môn đệ tử của hàng nhạc phái hay không? Chẳng lẽ hắn đã đạt tới trúc cơ? nếu không tại sao ngay cả ta cũng không nhìn thấu. Nét mặt hai vị trưởng lão còn lại cũng đều âm trầm. Trận tỉ thí của Chu Bằng đã cho bọn họ biết được thực lực của Vương Lâm. Lúc này, một tên đệ tử của huyền đạo Tông chợt thấp giọng hỏi, hắn, hắn sử dụng pháp thuốc gì? Làm sao mà ta cảm giác như đó chính là dẫn lực thuật? Dẫn lực thuật? Không thể như thế. Đó chỉ là một pháp thuật cấp thấp mà thôi, làm sao mà lại có uy lực lớn đến như vậy? nhất định đó là một thượng cổ pháp thuật đã bị thất truyền. Nhưng nhìn xem, hắn chỉ tùy ý phất một cái trông giống như là dẫn lực thuật, nhưng thực tế là che giấu trang tướng của thượng cổ pháp thuật mà thôi. Tên Vương Lâm này quá xảo quyệt. Một tên đệ tử bên cạnh nghiêm túc phân tích. Ngươi nhìn kỹ mà xem. Pháp thuật đó ta thường xuyên tu luyện. Khống chế dẫn lực thuật hoàn toàn có thể khiến cho đồ vật có thể bay theo hướng mình muốn, giống hệt như đại sư huynh vừa rồi lại có một tên đệ tử do dự nói. Câu cuối cùng của hắn rất nhỏ, chỉ hơi thoảng qua một chút mà thôi. Ngươi nói cái gì? Thực lực của ngươi mà muốn so sánh với Vương Lâm. Ta khẳng định đó không phải là dẫn lực thuật. Tên đệ tử kia vuốt cằm, thận trọng nói. Đám đệ tử còn lại cũng súng vào thảo luận xem Vương Lâm vừa dùng pháp thuật gì. Có một số người còn hỏi trực tiếp ba vị trưởng lão. Âu Dương Lão Nhân cùng với hai vị trưởng lão kia cười khổ. Lão thở dài trầm giọng nói, đó không phải là dẫn lực thuật. Ta chưa nghe nói tới dẫn lực thuật lại có uy lực lớn đến như vậy. Nếu ta không lầm thì đó chính là Cầm Long thủ đã bị thất truyền. Cầm Long thủ. Nét mặt hai vị trưởng lão còn lại cùng hết sức cổ quái. Bọn họ chưa bao giờ nghe nói tới Cầm Long thủ. Nhưng dù sao thì bọn họ cũng không phát hiện ra Vương Lâm dùng pháp thuật gì, chỉ thấy nó rất giống với dẫn lực thuật. Âu Dương lão nhân thầm than một tiếng, tự nhủ, lão phu cũng không nhìn ra. Nếu nói không biết thì đúng là mất mặt. Bị bừa một cái tên mà nói cũng chẳng có ai biết. Đồng dạng những tiếng xì xào bàn tán về pháp thuật mà Vương Lâm vừa sử dụng cũng vang lên trong đám đệ tử của hàng nhạc phái. Vương Lâm đứng trên thạch thai, trong lòng không thể bình tĩnh được. Hắn đã ba lần sử dụng dẫn lực thuật đánh hạ chu bằng nên sự tự tin tăng lên rất nhiều hắn đảo mắt một cái nhìn đám người huyền đạo môn mở miệng nói tỉ thí hôm nay vẫn chưa kết thúc người tiếp theo của huyền đạo tông là ai đám người của huyền đạo tông đưa mắt nhìn nhau cúi đầu không dám nhìn vương lâm cảnh tượng này giống hệt như đám đệ tử của hằng nhạc phái vừa nãy nhìn thấy như thế tất cả đệ tử của hằng nhạc phía đều quên mất danh hiệu phế vật của vương lâm la lớn huyền đạo tông đúng là rác rưởi thấy đại sư huynh vương lâm của chúng ta lợi hai các ngươi lại không dám ra hả? Vừa rồi các ngươi còn kiêu ngạo lắm mà. Đi ra đi. Các ngươi quay đầu đi đâu đó. Mau phái người lên đi. Để cho đại sư huynh Vương Lâm của chúng ta giáo huấn cho các ngươi một chút. Liễu Phong, vừa rồi không phải ngươi rất lợi hại hay sao? Đi ra tỷ thí với đại sư huynh của chúng ta. Những người còn lại của Huyền đạo tông đúng là phế vật. Không ai dám đi ra. Vương Lâm đại sư huynh vô địch lý sơn ngươi đúng là một kẻ tiện nhân dám lừa bán cho chúng ta phích lịch đạn thực ra chúng ta đã sớm phát hiện nhưng không muốn tố giác với đại sư huynh vương lâm của chúng ta đúng là đồ tiện nhân mọi người xem huyền đạo tông bị đại sư huynh vương lâm dọa cho không dám xuất trận đại sư huynh trước kia ta có cười nhạo ngài hôm nay ta trước mặt mọi người xin lỗi huynh từ nay về sau huynh chính là lão đại của ta huynh bảo ta đi hướng đông ta không dám đi về hướng tây bầu không khí trong phút chốc trở nên vô cùng nào nhiệt đám đệ tử nội môn của hàng nhạc phái vô cùng huyên náo cười nói la hét mấy trận tỉ thí trước của hai phái khiến cho bọn họ cảm thấy rất áp lực gần như hoàn toàn tuyệt vọng nhưng đột nhiên vương lâm xuất hiện lại mang tới cho bọn họ một niềm hy vọng mới tất cả không hẹn cùng mang danh hiệu đại sư huynh đặt lên người vương lâm nét mặt âu dương lão nhân lúc đỏ lúc trắng Lúc này, lão mới biết được cảm giác của Hoàng Long chân nhân lúc này. Cắn răng một cái, lão quát, dương nghị. Ngươi ra đi. Một thanh niên cao gầy, lưỡng lự đi ra. Chưa lên tới thạch thai, chợt có một tên đệ tử của huyền đạo tông cao giọng nói, nhị sư huynh cố lên. Lên đánh cho vương lâm. Hắn chưa kịp nói xong, chợt phát hiện ánh mắt quá dị của đám đồng môn đang nhìn mình. Nhất là nhị sư huynh dương nghị còn quay đầu lại lường hắn một cái hoảng sợ, hắn vội vã ngậm miệng không dám nói tiếng nào. Dương Nghị thầm mắng, đúng là một tên ngu ngốc. Đại sư huynh mạnh như vậy mà còn bị Vương Lâm dùng có một chiêu đánh bay. Âu Dương lão đầu cho ta lên, chủ yếu là đỡ xấu mặt mà thôi. Không biết cái tên Vương Bác đảng Lý Sơn bán cho hắn bao nhiêu phích lịch đạn đây. Lần này trở về nhất định phải thu thập hắn mới được. Nghĩ tới đây, hắn trừng mắt nhìn Lý Sơn một cái rồi đi lên thạch thai, ông quyền cung kính nói, vương sư huynh tại hạ dương nghị vương sư huynh tu vi kinh người sau này chắc chắn sẽ rạng danh tu chân giới triệu quốc hôm nay sư đệ có thể giao thủ với huynh đó là một niềm vui lớn vương lâm liếc mắt nhìn đối phương một cái không nói gì dương nghị cũng không cảm thấy xấu hổ nói vương sư huynh dù sao thì đây cũng chỉ là một cuộc tỉ thí giữa hai phái chúng ta nên chỉ điểm đến mà dừng là được rồi huynh thấy thế nào chúng ta lấy thời hạn là 100 giây. Nếu trong thời hạn đó huynh không thể thắng thì có nghĩa là ta thắng. Vừa nói xong, hắn lập tức hối hận vội vàng nói, không. 50 giây, 30 giây. Không được. 20 giây thôi. Lúc này, đám đệ tử nội môn đứng dưới cũng mặc kệ, nhất định phải lấy lòng Vương Lâm cho bằng được. lan xuống đi. Nhị sư huynh của Huyền đạo tông đúng là quá vô sĩ làm gì có tỷ thí nào như vậy? Vương Lâm Đại sư Huynh không cần phải nghe hắn. Dương Nghị, ngươi có phải là nam nhân hay không? Từ 100 giây xuống còn 20 giây, ngươi xuống đi, đổi người khác. Ngươi không xứng tỷ thí với Đại sư Huynh của chúng ta. Huyền Đạo Tông làm sao lại phái ra một kẻ đáng xấu hổ như vậy? Hoàng Long chân nhân mỉm cười, càng nhìn Vương Lâm càng thích, khẽ nói với Tôn Đại Trụ, Đại Trụ Sư Đệ. Đồ đệ của ngươi rất tốt. Thân thể tôn đại trụ khẽ rung lên một cái, nhất thời cảm giác lân lân. Chưởng môn sư huynh vừa mới gọi hắn một cách thân mật là đại trụ sư đệ. Hắn nói, đứa nhỏ này vừa mới lên núi ta đã nhìn trúng. Hắc hắc, may mắn là các người không có ai đứng ra tranh đoạt với ta. Hừ! Lúc đầu, khi ta nhận hắn làm đệ tử có rất nhiều người châm chọc ta. Đạo hư cùng với lão nhân mặt đỏ lại thêm vài vị đồng bối đều đỏ mặt đang định mở miệng. Hoàng Long chân nhân lường bọn họ một cái, ông hòa nói với tôn đại trụ, đại trụ sư đệ. Ngươi vì hàng nhạc phái làm nên chuyện lớn. Ngươi yên tâm sau này sư huynh sẽ cho ngươi một cái công đạo. Ngoài miệng thì nói như vậy nhưng thực ra trong lòng tôn đại trụ đang rất nghi hoặc. Trên thạch thai, Dương Nghị chẳng để ý tới lời châm chọc từ đám đệ tử của đối phương. Hắn chăm chú nhìn Vương Lâm, chỉ sợ đối phương không đồng ý với lời đề nghị của mình. Vương Lâm liếc mắt nhìn Dương Nghị một cái, ngẩng đầu, nói, có thể. Dương Nghị cảm thấy mừng như điện. Hắn vốn là một người trầm ổn hoàn toàn khác với kẻ kiêu ngạo như Chu Bằng. Lúc này, trong lòng hắn thầm nghĩ, Vương Lâm, cầm long thủ của ngươi rất lợi hại. Nhưng ta lại am hiểu nhất là về tốc độ. Để ta xem ngươi làm thế nào bắt được ta. Một khi 20 giây trôi qua, lão tử sẽ thắng hắn ôm quyền một cái với vương lâm sau đó không nói tiếng nào lập tức cầm một cái ngọc phù màu trắng bóp nát nhất thời một đạo bạch quan hiện ra lượn quanh thân hắn tốc độ của hắn lập tức tăng lên mấy lần trong nháy mắt thân thể dương nghị đã phóng sang một bên hắn cố ý né tránh tiếp xúc với vương lâm dương nghị thầm tính không cần phải tấn công chỉ cần dựa vào tốc độ để trì hoãn thời gian ánh mắt vương lâm lộ ra vẻ châm chọc thần thức của hắn mạnh hơn đối phương nhiều lắm đảo qua một cái hắn lập tức đuổi theo dương nghị dẫn lực thuật tùy ý thi triển bất ngờ xuất ra một viên phích lịch đạn dương nghị vừa nhìn thấy phích lịch đạn liền tái mặt tốc độ nhanh hơn mấy phần lý sơn đang đứng dưới đài ngơ ngác nhìn phích lịch đạn trong tay vương lâm miệng thì thào nói vương sư huynh vương đại ca vương gia gia ngàn vạn lần xin ngươi đừng có dùng ta đã chọc vào đại sư huynh lần này, nếu nhị sư huynh cũng bị trúng thì ta xong hết rồi. Đáng tiếc, điều hắn cầu khẩn không có tác dụng, tinh quang trong mắt vương lâm chợt lóe lên, dẫn lực thuộc lập tức được sử dụng hóa thành một bàn tay vô hình bao quanh tứ phía dương nghị. Phích lịch đạn trong tay ở trên cao giống xếp lại công công nện thẳng xuống đầu dương nghị. Dương nghị cảm giác được thân thể bỗng trở nên căng thẳng, không gian bốn phía bị một loại lực lượng thần kỳ chèn ép thân hình hắn khiến cho bản thân không thể làm gì được, chỉ đành trơ mắt nhìn phích lịch đạn đánh xuống một tiếng nổ phát ra tóc tai dương nghị bù xù gương mặt cháy đen mùi hôi từ trên người tỏa ra bốn phía hắn bất chấp gương mặt cháy đen và mùi hôi từ người mình tỏa ra ngay khi thân thể cảm giác được lực ép từ bốn phía giảm bớt đi liền dụng toàn bộ linh lực còn lại của mình để thoát ra đáy lòng thầm kinh hoảng nghĩ cầm long thủ thật là lợi hại đằng nào cũng phải thua liều mạng một phen Vương Lâm nhếch mép như cười như không liếc mắt nhìn đối phương nói, còn có 10 giây, ngươi có thể tiếp tục. Dương Nghị cắn răng một cái, há mồm phun ra một đạo hồng quang, hồng quang này gặp gió lập tức trở nên lớn hơn trước, cuối cùng hóa thành một giải trường hồng mang theo khi hàng khí bức người nhanh chóng lao về phía Vương Lâm. Cùng lúc đó thân thể hắn cũng động, từ trong người lấy ra một sấp ngọc phù tung lên cao, từ trên những đạo ngọc phù đó xuất hiện tiên pháp thất thải nhan sắc với khí thế phô thiên trái địa bay tới chỗ vương lâm vương lâm cười lạnh một tiếng dẫn lực thuật lại một lần nữa hóa thành một bàn tay vô hình cự đại tùy ý phá tan tiên pháp trên ngọc phù về phần hàng khí bức người của đạo trường hồng ánh mắt hắn chớp động với ý định nhất tâm nhị dụng dẫn lực thuật lập tức bao quanh khống chế đạo trường hồng đó sau một lát đạo trường hồng tiêu biến bên trong lộ ra thanh phi kiếm màu đỏ Thanh phi kiếm này ở giữa không trung, không ngừng dãy dụa. Thần thức Vương Lâm hơi đảo qua đã phát hiện thanh phi kiếm này cùng với phích lịch đạn giống nhau. Ở bên trên đó cũng lưu lại thần thức của đối phương, hắn điều khiển cho dẫn lực thuật ngưng tụ lại, ca một tiếng vang lên, phi kiếm đó đã bị bẻ gãy rơi xuống mặt đất. Sắc mặt Dương Nghị đại biến mồm phun ra một nguồn máu tươi, hai chân lão đảo lui lại phía sau vài bước. Hắn đau khổ ông quyền nói, "Vương sư huynh, thượng cổ kỳ thuật cầm long thủ quả nhiên lợi hại nhưng tại hạ không phục ta không thua huynh mà là thua do thượng cổ kỳ thuật vương lâm ngẩng người ra cười nói thượng cổ kỳ thuật cầm long thủ ta lần đầu nghe thấy hừ ngươi không cần phải phủ nhận cầm long thủ của ngươi đã bị sư thúc của ta nhìn ra dương nghị vừa hậm hực nói vừa bước xuống thạch thai đám đệ tử huyền đạo lập tức tránh sang hai bên dù sao mùi ở trên người hắn tỏa ra quả thật quá khó ngửi sắc mặt âu dương lão giả hơi hồng lên hắn vội vàng ho khan một tiếng nói vương sư điệp người sử dụng quả thật là cầm long thủ thượng cổ tiên pháp này có uy lực quỷ thần khó dò không phải chuyện đùa ta cũng vậy nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha trong điển tịch của các môn phái cổ xưa có ghi lại về loại thượng cổ kỳ thuật này không nghĩ tới loại tiên thuật thất truyền mấy ngàn năm lại xuất hiện trong hàng nhạc phái. Không hổ là môn phái đứng đầu ở 500 năm trước, lão xin phu bội phục. Nói những lời này ra đến ngay cả lão cũng có chút tin là sự thật, hắn thầm nghĩ, mặc dù pháp thuật này không phải là Cầm Long thủ nhưng cũng nhất định là thượng cổ kỳ thuật, nếu không sẽ không có uy lực cường đại như vậy. Vương Lâm dở khóc dở cười, dẫn lực thuật này dù sao cũng được hắn tu luyện ở bên trong mộng cảnh 20 năm quy lực của nó không phải chuyện đùa. Hơn nữa, Vương Lâm đối với tu vi của bản thân rất hiểu rõ, Ti Đồ Nam đã từng nói qua, bản thân hắn đã đạt tới linh động kỳ viên mãn cảnh giới, cũng chính là tương đương với tầng thứ 14 của ngưng khí kỳ. Chỉ còn một bước nữa thôi là hắn tiến vào cảnh giới đại viên mãn của ngưng khí kỳ. Về phần tại sao hắn cảm giác bản thân vẫn là ở tầng thứ ba thì bản thân Ti Đồ Nam cũng đoán không ra. Vương Lâm từng nhắc tới việc này có lẽ liên quan tới Trương sư huynh giúp hắn chặt đức duyên phàm trần với Ti đồ Nam, nhưng hắn nghe xong thì tỏ vẻ khinh thường. Hắn nói cho Vương Lâm biết, căn bản không có loại tiên pháp nào như thế, chỉ là do tu chân tiểu quốc dùng ngôn luận để lừa dối nhau mà thôi. Tu tiên vốn là việc làm nghịch thiên, hết thảy đều tùy tâm, làm sao lại có nhiều hạn chế như thế? Hắn đưa ra một ví dụ, ở đế quốc bọn họ từng có tu luyện giả hóa thần kỳ Người đó không nỡ rời bỏ tộc nhân của mình cho nên vẫn ở lại trong gia tộc hưởng thụ cuộc sống phàm trần, sau đó mấy năm tu luyện giả đó thành công tiến vào anh biến kỳ. Chỉ bất quá có một số việc xảy ra khiến cho sau một thời gian dài bản thân sẽ trở nên lãnh đạm với mọi chuyện. Dù sao người tu tiên có cuộc sống lâu hơn người thường rất nhiều khiến cho bản thân thấy được rất nhiều chuyện, cho nên người ngoài nhìn vào thì cảm thấy người ta không hề bị chuyện phàm trần bị ảnh hưởng. Cuối cùng Ti đồ Nam phân tích hiện tượng trên người vương lâm cùng với thiên nghịch châu có liên quan thực lực khi ở bên trong không gian tu luyện của hạt châu cùng với thực lực bên ngoài bản thân không giống nhau cho nên hắn dù đã đạt tới thực lực của tầng thứ 14, nhưng nhìn qua vẫn chỉ ở tầng thứ ba với tu vi tầng 14 ngưng khí kỳ hơn nữa bản thân khổ luyện dẫn lực thuật hai mười năm hiển nhiên khiến cho nó có uy lực lớn hơn rất nhiều làm cho người ngoài nhìn lướt qua cũng nhịn không được mà đoán lung tung một chút hoàng long chân nhang nheo nheo hai mắt lại Hòa ái hỏi Vương Lâm, Vương Lâm, ngươi sử dụng thuật pháp kia quả thật là cầm long thủ sao? Hắn bây giờ không có tâm tư tìm hiểu xem loại thuật pháp đó tên là gì, mà là một lòng một dạ muốn lấy lại một chút thể diện từ huyền đạo tông. Vương Lâm lắc đầu, cười nói, trưởng môn sư bá, ta mới rồi sử dụng chính là dẫn lực thuật mà thôi, còn về cầm long thủ gì gì đó, đệ tử chưa bao giờ nghe nói tới. Hoàng Long chân nhân thầm khen Vương Lâm thông minh, Lão quay sang ba người trưởng lão huyền đạo tông nói, Âu Dương đạo hữu, ta đã nói cho đạo hữu thuật pháp này không phải là cầm long thủ mà chính là trụ cục tiên pháp dẫn lực thuật của hàng nhạc phái. Mấy đứa đệ tử của huyền đạo tông ngay cả trụ cục tiên pháp của hàng nhạc phái cũng không thể chịu nổi, nên nghĩ nó là cầm long thủ, đật thật sự là hoang đường A. Âu Dương lão giả có chút xấu hổ trong lòng, nhưng vẻ mặt thì vẫn ứng ngạnh nói, Hoàng Long đạo hữu, ngươi không phải thừa nhận. Hừ ta đã sớm nhìn ra đó chính là Cầm Long thủ. Đạo hư cười ha hả mấy tiếng, ở bên cạnh trưởng môn Hoàng Long nói, "Trưởng môn sư huynh, để thấy tên này cũng không tồi, nếu không chúng ta sau này đổi tên dẫn lực thuật thành Cầm Long thủ đi." Ánh mắt Hoàng Long chân nhân sáng lên, tán thưởng nhìn Đạo hư chân nhân, gật đầu nói, "Tốt. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, trụ cục tiên pháp dẫn lực thuật của hàng nhạc phái chúng ta đổi tên thành Cầm Long thủ." Đa tạ đạo tông Huyền đạo tông đã ban tên. Gương mặt Âu Dương lão giả cùng hai vị trưởng lão khác có chút khổ sở, lắc đầu không nói. Vương Lâm đứng ở trên thạch thai trầm ngâm một chút, hắn thông qua hai trận tỷ thí vừa rồi đối với thực lực của bản thân mình cảm thấy rất tin tưởng. Nhưng do đối thủ quá yếu khiến cho hắn không thể kiểm tra được thực lực chính thức của mình, dù sao linh lực ở trong cơ thể hắn tương đương với tầng thứ 14 ngưng khí kỳ, nhưng nếu nói về tiên pháp hắn lại chỉ am hiểu có mỗi dẫn lực thuật mà thôi. Vì để kiểm tra xem mình có tu vi như TH nào, Vương Lâm đột nhiên nói, các vị sư huynh huyền đạo tông, các ngươi cùng tiên lên đây đi. Đám đệ tử huyền đạo tông nghe thấy thế đều vô cùng tức giận, trong lòng cả đám không ngừng mắng Vương Lâm cùng vọng, nhưng lại không có một ai dám tiến lên. Âu Dương lão giả cùng hai vị trưởng lão khác đều hơi cau mày, ánh mắt bất thiện nhìn chăm chầm về phía Vương Lâm. Vương Lâm ngẩng đầu cười, vẻ mặt cùng thần thái của hắn lúc này so với vẻ khinh bỉ vừa nảy của bọn họ đối với hàng nhạc phái giống nhau nói đệ tử huyền đạo tông chẳng lẽ ngay cả cùng tiến lên cũng không dám đám đệ tử nội môn hàng nhạc phái lúc này vô cùng hưng phấn la hét đầy trời huyền đạo tông rác rưởi các ngươi không dám đi ra sao lòng kiêu ngạo của các ngươi đâu rồi đi ra đi vương lâm sư huynh vô địch quyền đánh huyền đạo tông cướp đá huyền đạo tông đến nước bọt phun ra cũng có thể khiến huyền đạo tông chết đuối đại sư huynh các ngươi cũng không được nhị sư huynh cũng không có tam sư huynh không hay tất cả cùng tiến lên đi liễu phong mau đi ra đánh một trận tiếng mắng chửi của nội môn đệ tử càng lúc càng lớn vẻ tươi cười của hoàng long chân nhân càng lúc càng thịnh cuối cùng một đệ tử huyền đạo tông không nhịn được lớn tiếng nói vương lâm tiểu tử ngươi thật ngông cuồng đây là ngươi bảo chúng ta cùng lên ngươi đừng có hối hận các sư huynh chúng ta cùng xông lên đánh cho hắn một trận không sai cùng tiến lên đây là yêu cầu của hắn chúng ta cũng không tính là phạm quy trưởng lão để chúng đệ tử cùng tiến lên giáo huấn hắn trưởng lão vương lâm tiểu tử này quá ngông cường ngài để cho bọn đệ tử cùng tiến lên a à, đám huyền đạo tông đệ tử đều xin chiến âu dương lão giả cắn răng quát nếu hằng nhạc phái đã có yêu cầu như vậy các ngươi hãy cùng lên đài đi lời này vừa nói ra nhất thời có ba đệ tử thượng đài kéo theo đó là bảy tám người cùng cùng là mấy nữ đệ tử đại bộ phận đệ tử huyền đạo tông đều tụ tập ở trên thạch thai cùng không biết người nào hô lên một tiếng tất cả mọi người đều đồng loạt nắm giữ pháp bảo trên tay vương lâm cũng không thèm để ý tới hắn triển khai dẫn lực thuật hóa thành một bàn tay vô hình to lớn quét một vòng trên đài trong một khoảng thời gian ngắn tiếng kêu thảm thiết từ bốn phía vang lên những người xem xung quanh chỉ thấy đám đệ tử huyền đạo tông một người rồi lại nối tiếp một người bay ra khỏi thạch thai vương lâm càng đánh càng điều khiển như ý dẫn lực thuật biến hóa khó lường không mất bao nhiêu thời gian trên thạch thai chỉ còn lại ba người trong đó một người chính là liễu phong vương lâm cười lớn một tiếng cuối cùng xuất ra phích lịch đạn sắc mặt liễu phong đại biến hắn không để ý tới hai người còn lại vội vàng cao giọng hô vương lâm sư huynh hạ thủ lưu tình liễu mổ nhận thua nhận thua. Vừa nói tới đây, thân hình hắn đã nhanh chóng lui lại phía sau rời khỏi thạch thai, hắn rất sợ hãi với phích lạng đạn, cho nên bản thân không hề muốn dẫm vào vết xe đổ của Dương Nghị. Hai người còn lại, một người là Hứa Một, còn người kia là Lý Sơn. Hứa Một thấy tình thế bất hảo vội vàng học theo liễu phong hô to một tiếng nhận thua, chật vật nhảy xuống khỏi thạch thai. Lý Sơn thì vẻ mặt bi thương, hét lớn, Vương Lâm đến đây đi, đem quả phích lịch đạn cuối cùng của ngươi dùng trên người ta nè. Với thực lực của hắn vốn không nên làm người cuối cùng ở lại, khi tiến lên trên thạch thai hắn lập tức nằm rạp xuống mặt đất giả chết. Tuy nói là bị những người khác dẫm đạp lên mấy lần, nhưng vì an nguy ngày sau của môn phái hắn đành nhịn. Lý Sơn có chút tính toán, hắn cho hằng nếu mình cùng với đại sư huynh và nhị sư huynh giống nhau, đều bị phích lịch đạn đánh trúng thì tối thiểu có thể đồng bệnh tương liên, nói không chừng ngày sau có thể thân cận thêm một chút. Vương Lâm như cười như không liếc mắt nhìn hắn một cái, không chút do dự thu lại phích lịch đạn, cười nói, đây chính là bảo bối A, à, không thể dùng loạn được, ngươi xuống dưới đi. Dẫn lực thuật hóa thành trảo nắm lấy Lý Sơn ném xuống khỏi thạch thai. Âu Dương lão giả cùng với hai vị trưởng lão khác tức giận tới mức xì khói, hận một nỗi trên mặt đất không xuất hiện cái lỗ để ba người nhảy xuống. Cương mặt Hoàng Long chân nhân tươi cười, cao giọng nói, Âu Dương đạo hữu, lần trao đổi này thắng bại của hai phái chúng ta như thế nào? Âu Dương lão giả hừ lạnh một tiếng nói, Hàng Nhạc phái ngươi có vận khí tốt, lần trao đổi này các ngươi thắng. Bất quá, những lời tại hạ vừa nói đều là thật, tất cả nguyên anh lão tổ của Hàng Nhạc phái đã bỏ mạng. Những vật ngươi muốn đều ở trong chiếc túi này, lời ta muốn nói đã hết, cáo từ. Nói xong, lão vung tay áo lên, từ trong đó bay ra một cái trữ vật. Hoàng Long chân nhân lập tức nhận lấy, trên mặt lão hiện ra vẻ suy tư. Từ miệng âm dương lão giả phát ra một tiếng huyết vang trời, ngay sau đó có một đám mây đen từ trên hàng nhạc sơn lao xuống. Vương Lâm nhìn kỹ thì thấy đó chính là con thiên túc ngô công. Âu dương lão giả không nói hai lần, nhúng chân nhảy lên, sau đó, đám đệ tử huyền đạo tông với sắc mặt phong phú đủ loại bay lên trên lưng con ngô công. Mắt thấy huyền đạo tông sắp rời đi, ánh mắt Vương Lâm chợt lóe lên, nội tâm hắn lập tức đưa ra quyết định hắn cao giọng nói chư vị đồng đạo huyền đạo tông trưởng lão tại hạ có một việc thỉnh cầu vừa nói thân thể hắn bay lên trên không khống chế dẫn lực thuộc làm cho bản thân lơ lửng ở trước mặt con thiên túc ngô công sắc mặt âu dương lão giả không chút cảm tình nếu là đệ tử khác của hàng nhạc phái lão sẽ không để ý tới nhưng thực lực của vương lâm quá kinh người vì vậy lão nén lại sự bất mãn trong lòng lạnh giọng nói nói đi vương lâm đưa mắt nhìn con thiên túc ngô công thành khẩn nói đệ tử muốn mượn con thiên túc ngô công dùng một lát mong âu dương sư thúc đồng ý âu dương lão giả còn chưa kịp nói đám đệ tử huyền đạo tông đã tức giận trong đó có một người quát vương lâm ngươi không nên khinh người quá đáng vương lâm thiên túc ngô công là linh thú hộ sơn của huyền đạo tông chúng ta há có thể cho ngươi mượn ngươi quá kiêu ngạo trưởng lão người này đối với huyền đạo tông chúng ta quá bất kính xin trưởng lão ra tay giáo huấn. Hai vị trưởng lão khác lúc này cũng lộ ra vẻ cười lạnh trên khóe môi. Âu Dương lão giả nhìn chầm chầm vào Vương Lâm, lão cười lạnh nói, tiểu bối, lăn xuống cho ta, lão phu không so đo với ngươi. Hoàng Long chân nhân cùng với đám trưởng bối của hàng nhạc phái đều đạp phi kiếm bay lên, đứng xung quanh Vương Lâm, Hoàng Long chân nhân cao giọng nói, Âu Dương đạo hữu, huyền đạo tông quá hẹp hòi a, à, không phải chỉ là mượn con ngô công sao chứ có phải là hắn muốn mạng con ngô công đâu sắc mặt âu dương lão giả âm trầm hơn nhìn bốn phía một chút cuối cùng ánh mắt lão dừng ở trên người hoàng long chân nhân nói hoàng long đạo hữu tên tiểu bối này quá mức kiêu ngạo thật sự không để huyền đạo tông của chúng ta vào trong mắt hoàng long chân nhân do dự một chút kỳ thật hắn cũng không muốn làm cho huyền đạo tông khó xử dù sao nếu theo như lời của đối phương thì thật sự quá mức kinh người một khi là thật thì ngày sau tu chân giới của triệu quốc chắc chắn sẽ xảy ra một lần thanh trừ. Vương Lâm trần trừ một chút, con ngô công này hắn nhất định phải mượn, vì vậy nói, Âu Dương Sư Thúc, đệ tử chỉ muốn mượn con ngô công dùng một lúc, sẽ không làm nó bị thương, nếu người đồng ý đệ tử nguyện dùng đồ vật để đổi. Âu Dương lão giả khinh miệt liếc nhìn Vương Lâm, nói, một tiểu bối như ngươi thì có cái gì mà trao đổi? Hừ! Nếu ngươi có thể xuất ra pháp bảo tử nhạc tiên kiếm của hàng nhạc phái ta còn miễn cưỡng đổi lại cho người một giọt. Vương Lâm nhíu chặt mày, nội tâm hắn thoáng lạnh đi, dẫn lực thuật được vận dụng tới cực hạn, một trảo trực tiếp đánh tới. Âu Dương lão giả biến sắc, quát, tiểu bối ngươi thật là to gan. Vừa nói tới đây, ông tay áo lão vung lên, một chiếc phi kiếm nhất thời xuất hiện. Phi kiếm này vừa hiện ra lập tức lớn dần lên, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một thanh cự kiếm phát ra khí thế thiên quân vạn mã. Khi một kiếm này xuất hiện, ánh mắt lão lộ ra một tia sát ý, đệ tử của đối phương có thực lực kinh người, nếu giữ lại sau này khẳng định sẽ trở thành mối uy hiếp với huyền đạo tông, không bằng nhân dịp này hủy diệt tu vi của hắn. Sắc mặt Hoàng Long chân nhân hơi trầm xuống, lão đã nhìn ra tâm cơ của đối phương, tử nhạc kiếm trong tay lập tức được huy động muốn ngăn cản đối phương. Chính lúc này, Vương Lâm cười dài một tiếng, dẫn lực thuật được hắn vận dụng tới cực hạn, vốn là đôi bàn tay vô hình lập tức biến thành vật hữu hình. Hai bàn tay phát ra quang mang màu trắng xuất hiện ở giữa không trung xua tan đi tất cả những đan mây đang ở xung quanh. Phương hướng của bàn tay không hề thay đổi, một cánh tay ôm lấy đầu con thiên túc ngô công, còn cánh tay kia thì hướng lên trên đón đỡ thanh cự kiếm đang chém xuống. Tốc độ chém xuống của cự kiếm nhất thời bị kìm hãm sau đó dần dần đứng lại ở giữa không trung không thể ép xuống tiếp, sắc mặt của Âu Dương lão giả ửng hồng, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi. Hai vị trưởng lão còn lại cắn chặt trang liều mạng đồng thời ra tay, một đạo ánh sáng màu hồng từ trong miệng một người xuất hiện, ở giữa không trung nó hóa thành giải lụa nhanh chóng đánh về phía Vương Lâm. Cùng lúc đó, vị trưởng lão còn lại tế xuất một quả ngọc giản từ bên trong tỏa ra quỷ hỏa rồi quỷ hỏa lại tiếp tục phân ra làm bảy tam cái vây lấy vương lâm vào bên trong sau đó lập tức thu hẹp phạm vi bao vây lại một cổ khí thế nóng bừng ập tới nhưng thần sắc vương lâm vẫn không hề thay đổi dẫn lực thuật lại được hắn tiếp tục phân ra một bàn tay bàn tay đó liên tục xoay quanh người vương lâm từ nó sinh ra những đạo khí lưu mà mắt thường có thể thấy được những đạo khí lưu này làm cho quỷ hỏa ở bốn phía lúc sáng lúc tối những biến hóa liên tục xảy ra rất nhanh Hoàng Long chân nhân tức giật quát lên một tiếng, một tay bắt quyết, tử nhạc tiên kiếm nhanh như điện lóe lên một cái phát ra âm thanh xé gió lao tới giải lộ của vị trưởng lão còn lại. Mượn cơ hội này, thân thể Vương Lâm di chuyển với tốc độ cực nhanh vọt tới bên cạnh thiên túc ngô công. Dẫn lực thuật được hắn sử dụng để khống chế con thiên túc ngô công làm cho nó không thể dãy ra. Tay phải Vương Lâm đặt lên đầu con rết, linh lực từ tay hắn nhanh chóng truyền sang làm cho con ngô công cảm thấy đau nhức. Từ miệng nó phun ra một ít chất lỏng màu đen. Nói thì lâu nhưng những việc đó chỉ xảy ra trong thời gian vài giây, những người còn lại chưa kịp phản ứng thì hai bên đã va chạm với nhau. Đạo hư chân nhân nhìn thấy con ngô công thổ ra chất độc, lo lắng Vương Lâm không phân biệt được độc chất vì vậy vung tay áo lên ném ra một chiếc bình ngọc, cao giọng nói, "Vương Lâm sư điệt, dùng cái này lấy độc." Nói xong, lão huy động phi kiếm của mình cùng với quỷ hỏa đang vây lấy Vương Lâm dây dưa cùng một chỗ ba vị trưởng lão huyền đạo tông tức giận gầm lên một tiếng bị đám người hàng nhạc phái cuốn lấy cho nên không thể ngăn cản vương lâm vương lâm nhìn thấy công ngô công đã nôn ra dịch độc của nó thân hình hắn nhanh chóng lui lại phía sau tiếp lấy bình ngọc rồi sử dụng linh lực bao quanh lấy dịch độc của ngô công thu nó vào bên trong bình âu dương lão giả nội trận lôi đình hét lớn hàng nhạc phái các ngươi khinh người quá đáng hoàng long chân nhân thầm thang một tiếng lão thu hồi tử nhạc tiên kiếm những người còn lại cũng đồng loạt thu hồi bảo kiếm của mình hai phái phân ra hai bên đứng giữa không trung vương lâm dùng ánh mắt xin lỗi nhìn đám người huyền đạo tông dịch độc của con thiên túc ngô công này là dược vật để trị liệt tật của phụ thân hắn cho nên hắn không thể không sử dụng hạ sạch này để lấy nó hắn ôm quyền nói âu dương sư thúc dịch độc của con ngô công này đối với đệ tử rất trọng yếu phản bối ở đây có một vật dùng để đổi lấy dịch độc của nó Dứt lời hắn ném ra một chiếc bình ngọc nhìn qua thì rất bình thường, bên trong đó chính là nước sông ở phía hậu sơn. Sắc mặt Âu Dương lão giả âm trầm lại, sau khi tiếp nhận chiếc bình ngọc đang định nói tiếp đột nhiên thần sắc hơi thay đổi. Lão đánh giá lại chiếc bình ngọc trong tay, cao mày nói, nghe nói hàng nhạc phái 500 năm trước có mấy vị nguyên anh lão tổ chuyển môn phái tới đây. Ngoại trừ linh khí ở đây nhiều hơn bên ngoài mấy lần, thì chất lỏng này sợ rằng cũng xuất hiện từ nơi này. Mở chiếc bình ngọc ra, linh khí ẩn chứa bên trong nhất thời phát tán ra xung quanh. Hoàng Long chân nhân nhìn chiếc bình ngọc, vuốt chồng râu cười nói, tiểu tử này dĩ nhiên lại mang theo một lọ nước sông tới đây. Âu Dương Lão giả hừ một tiếng, cầm chiếc bình ngọc trên tay suy nghĩ một chút, nói, Hoàng Long đạo hữu, hàng nhạc phái các ngươi có một đệ tử rất cốt A. À. Cáo từ. Nói xong, Lão liếc mắt nhìn Vương Lâm, trầm ngâm một chút rồi truyền âm nói, Vương Sư Điệt chuyện dịch độc của con ngô công này ta không truy cứu nhưng hằng nhạc phái nếu không có nguyên anh lão tổ tọa trấn thì cũng không còn tồn tại được lâu ngươi tự thu xếp đi nói xong lão vỗ lên đầu con ngô công thiên túc công ngô trừng mắt nhìn vương lâm một cái sau đó thân thể nó lay động lập tức bay nhanh về phía bắc trong lúc vương lâm chú ý tới con thiên túc ngô công hắn mơ hồ cảm thấy có một đôi mắt đẹp nào đó đang nhìn mình hắn ngẩn người ra một lúc trong đầu hắn nhanh chóng nhớ lại lời Âu Dương lão giả vừa nói, về phần chủ nhân của đôi mắt đó, Vương Lâm cũng chỉ nhìn lướt qua chứ không để ở trong lòng. Sau khi Huyền Đạo tông rời đi, Thương Tùng Phong liền trở nên yên tĩnh, ánh mắt Hoàng Long chân nhân đảo qua một lượt, cười nói, cuộc tỷ thí hôm nay, hàng nhạc phái của chúng ta toàn thắng. Tất cả các nội môn đệ tử đều có phần thưởng, mỗi người đều được tới đan phòng lĩnh mộ lọ linh đan. Tất cả đều phải cố gắng tu luyện lấy Vương Lâm làm tấm gương. Đám nội môn đệ tử nhất thời đều vui mừng, ai cũng muốn nhìn kỹ Vương Lâm một chút, giờ phút này gian xưng phế vật dành cho hắn không còn ai nhắc tới nữa. Nội tâm Vương Trác rất phức tạp, hắn hít sâu một hơi, thấp giọng nói, sư phụ. Đệ tử muốn đóng cửa tu luyện, từ nay về sau không hỏi tới thế sự nữa. Đạo hư thở dài một hơi, Vương Trác là đệ tử đắc ý nhất của lão, cho nên lão hiểu rất rõ mâu thuẫn của hắn với Vương Lâm, trầm ngâm một chút gật đầu nói thôi được ngươi mượn cơ hội này tránh gặp mặt vương lâm một thời gian vương trác cười khổ một tiếng cúi đầu không nói gì hoàng long chân nhân lúc này lại tiếp tục mở miệng nói tất cả đều tản đi vương lâm ngươi theo ta tới đến đây vương lâm gật đầu ánh mắt hắn hơi đảo qua một chút rồi dừng lại trên người tam sư huynh lữ vân kia đột nhiên nói tam sư huynh huynh chờ một chút thân thể lữ vân kiệt hơi run lên hắn quay lại mỉm cười nói, vương. Sư Huynh, Huynh có chuyện gì phân phó? Hay Huynh muốn Linh Đan? Ở đây tiểu đệ còn không ít, trước tiên đưa cho Huynh. Tam Sư Huynh, đệ muốn hỏi Huynh một người, là Vương Hạo Dược Đồng ở đan phòng của Huynh. Vương Lâm nhìn chầm chầm vào Lữ Vân Kiệt, trước đây hắn đối với tu vi của mình luôn cảm thấy thiếu tự tin, bản thân đối với chuyện của Vương Hạo có lòng mà không có lực giúp. Nhưng bây giờ sau khi trải qua vài trận chiến, vương lâm đối với tu vi của bản thân đã hiểu khá rõ lữ vân kiệt biến sắc nội tâm hắn thầm kêu khổ gương mặt âm tình bất định đột nhiên cắn chặt răng một cái lui lại phía sau vài bước nói vương lâm vương hạo là dược đồng của ta đối với việc luyện đan của ta vô cùng trọng yếu lữ mổ không thể đồng ý hoàng long chân nhân ở một bên cảm thấy nghi hoắc lão nhướng mày quát lữ vân kiệt chỉ là một tên dược đồng hắn đối với ngươi thì có cái gì mà quan trọng sắc mặt Lữ Vân Kiệt hơi cao có lại hắn cắn răng lắc đầu nói trưởng môn sư bá đệ tử thật khó có thể tuân lệnh vương hạo, hắn, hắn đã sắc mặt vương lâm thay đổi thân thể hắn vừa động lập tức hóa thành một giải hồng nhằm về phía hàng nhạc phong lao đi Hoàng Long chân nhân và mấy vị trưởng bối bên cạnh đều cảm thấy nghi hoặc cả đám người đều lao theo đạo hư chân nhân còn ôm theo Lữ Vân Kiệt chân đạp mây bay về phía hàng nhạc phong rất nhanh sau đó vương lâm đã tới trước mặt đan phòng của lữ vân kiệt thần thức hắn hơi đảo qua lập tức phát hiện được hơi thở yếu ớt của vương hạo hắn bình tĩnh lao nhanh về phía cửa phòng một chân đá văng cánh cửa đan phòng ra sau khi đi vào chứng kiến tình trạng bên trong lửa giận trong nháy mắt bốc lên tới cực hạn chỉ thấy ở phía trong có một chiếc lò luyện đang rất lớn vương hạo đang khoanh chân ngồi ở bên trong lò gương mặt không còn chút máu tính mạng đang dần mất đi ánh mắt vương lâm không chút dao động Hắn huy động cánh tay, dẫn lực thuật theo đó tùy ý động, hướng về phía lò luyện đang chọc đến. Từng đạo ngũ thải quang mang từ trong lò luyện đang xuất hiện, tạo thành một chiếc màn che va chạm với bàn tay vô hình do dẫn lực thuật tạo ra. Vương Lâm hừ lạnh một tiếng, linh lực trong cơ thể được vận chuyển nhất thời uy lực của dẫn lực thuật tăng lên so với trước rất nhiều lần, nó lập tức nghiền nát tấm màn che do ngũ thải quang mang tạo thành. Vương Lâm lao vào ôm lấy Vương Hạo đưa hắn ra khỏi lò luyện đang đặt lên trên mặt đất. Tay phải vương lâm đặt lên trán vương hạo, hắn trầm tư không nói gì. Hoàng Long chân nhân và các vị trưởng bối trong môn phái lúc này cũng đã tới đây, hồng kiểm lão giả nhìn thoáng qua lò luyện đang rồi lại nhìn vương hạo một chút, sắc mặt hắn hơi thay đổi, thất thanh kêu, lô hỏa khai đỉnh. Đạo hư cẩn thận nhìn thoáng qua một chút, sau đó lão vứt Lữ Vân Kiệt lên trên mặt đất, lão trầm giọng nói, Lữ Vân Kiệt, ngươi thật là to gan, Lô hỏa khai đình tuy không nói là tấm thuật, nhưng chỉ có thể sử dụng với người ngoài, không thể thi triển đối với đồng môn, ngươi quên rồi sao? Sắc mặt Lữ Vân Kiệt không còn chút máu, hắn quỳ rạp trên mặt đất, thấp giọng nói, đệ tử 15 tuổi đã lên núi bái làm môn hạ của sư phụ, đến nay đã trải qua 25 năm, tu vi của đệ tử vãn dừng lại ở tầng thứ 6 của ngưng khí kỳ. Đệ tử không cam lòng, lô hỏa khai đình một khi luyện ra được đang dược ngoại trừ tăng tuổi thọ ra còn có cơ hội trợ giúp tăng lên cảnh giới cho nên đệ tử muốn thử một lần vương hạo là dược đồng do đệ tử thu nhận dựa theo quy củ của môn phái vốn không phải là đồng môn đệ tử mà là người hầu tư nhân của đệ tử hắn giúp đệ tử luyện chế đang dược có gì sai sao lúc này vương lâm mới mở hai mắt sinh cơ của vương hảo lúc mới rồi mất đi đang dần quay trở lại cuối cùng đã kéo hắn được tử quỷ môn quan trở về Nghe thấy Lữ Vân Kiệt nói, hắn lạnh giọng hừ vài tiếng không nói gì. Hoàng Long chân nhân cho mày, một bên là Vương Lâm đang như mặt trời giữa trưa, còn một bên là đệ tử Lữ Vân Kiệt đã vào môn phái 25 năm, trong khoảng thời gian ngắn rất khó định đoạt. Một lúc lâu sau, lão mới quyết định, quay sang đạo hư chân nhân nói, đạo hư sư đệ, đệ là người trưởng quản hình phạt, Lữ Vân Kiệt ngươi xem nên xử lý thế nào. Đạo hư nghe được những lời này, nội tâm lập tức sáng tỏ ý của trưởng môn sư huynh, vì vậy hơi trầm ngâm nói, Lữ Vân Kiệt diện bích 20 năm. Hoàng Long chân nhân gật đầu, xoay người nhìn Vương Lâm hòa ái nói, Vương Lâm, Vương Hạo này từ nay về sau được xem là nội môn đệ tử của chúng ta. Xem như đây là đền bù đối với hắn, ngươi sau này không nên tìm Lữ Vân Kiệt gây phiền toái, dù sao các ngươi cũng là sư huynh đệ đồng môn. Vương Lâm liếc mắt nhìn Lữ Vân Kiệt một cái nói, đệ tử tuân lệnh. Hoàng Long chân nhân vung tay áo lên, nói, tốt. Chuyện này coi như đã giải quyết xong, đạo hư ở lại xử ý những việc này, để an bài chỗ tu dưỡng cho vương hạo. Vương Lâm, ngươi theo ta đến đây. Nói xong, lão bước ra khỏi đan phòng, thân thể hơi động đã nhẹ nhàng bay lên không. Đạo hư đưa mắt nhìn Vương Lâm, mỉm cười nói, Vương Lâm sư điệt. Vương hạo hãy giao cho ta, chỉ cần sinh cơ của hắn còn chưa đứt đoạn, ta chắc chắn sẽ có phương pháp làm cho hắn khôi phục. Vương Lâm nhẹ nhàng gật đầu, nhìn gương mặt Vương Hạo đang khôi phục một chút huyết sắc, hắn cũng rời khỏi đan phòng đi theo Hoàng Long chân nhân. Dọc theo đường đi, Vương Lâm không khỏi suy nghĩ, về mục đích trưởng môn sư bá gọi đi hắn đã biết rõ như lòng bàn tay. Không mất nhiều thời gian, Hoàng Long chân nhân đã mang theo Vương Lâm tiến vào nội điện, tiếp theo đó lão đột nhiên xoay người lớn tiếng quát, Vương Lâm, ngươi thật to gan sắc mặt vương lâm vẫn bình thường hắn bình thản nói trưởng môn sư bá có chuyện gì xin người cứ nói thẳng hoàng long chân nhân hừ lạnh một tiếng nói vừa rồi trong lúc tỷ thí ngươi đã sử dụng loại tiên pháp gì vương lâm khẽ cười nói chính là dẫn lực thuật trưởng môn sư bá nếu không tin có thể cẩn thận xem lại một chút nói xong hắn dùng dẫn lực thuật khống chế tất cả các bàn trong đại điện lên rồi nâng lên không sau đó di chuyển vài vòng trên đầu mới hạ xuống hoàng long chân nhân cẩn thận theo dõi một hồi sau đó trầm mặc không nói gì một lúc lâu sau mới mở miệng ngươi rõ ràng là ngưng khí kỳ tầng thứ ba thậm chí bây giờ nhìn cũng vẫn là ngưng khí kỳ tầng thứ ba vì sao đột nhiên lại có thể thi triển ra uy lực như thế ngươi rốt cuộc đã đạt tới cấp độ gì vương lâm ngươi hãy thành thật trả lời cho ta gương mặt vương lâm hiện vẻ đau khổ nói đệ tử cũng không rõ đệ tử cứ liên tục tu luyện theo một cách tự nhiên về phần bây giờ đã đạt tới cấp độ gì thì đệ tử cũng không biết. Hoàng Long chân nhân nhìn chầm chầm vào Vương Lâm nói, Vương Lâm, bây giờ ngươi còn không chịu nói sao? Vương Lâm cười khổ nói, đệ tử thật sự không biết, làm sao có thể nói được? Hoàng Long chân nhân thầm than một tiếng, hắn cũng không muốn bức bách Vương Lâm, dù sao vô luận thế nào hắn vẫn là đệ tử hàng nhạc phái. Hơn nữa hôm nay hắn còn vì môn phái mà lập công lớn, ngày sau rất có thể sẽ trở thành một ngôi sao sáng trong đám đệ tử. Nghĩ tới đây, sắc mặt lão hơi hòa hoãn lại, nói, ngươi đưa cho huyền đạo tông cái bình nhỏ đó, bên trong có chứa cái gì vậy? Vương Lâm khẽ cười, cổ tay hơn một, một chiếc bình ngọc xuất hiện trên tay, hắn đưa cho Hoàng Long chân nhân, cười nói, trưởng môn sư bá nói chính là thứ này sao? Ngày so với đệ tử hẳn là phải quen thuộc hơn mới phải. Đó không phải là nước sông phía sau núi sao? Hoàng Long chân nhân tiếp nhận chiếc bình, lão hừ một tiếng, nói, nước sông phía sau núi không cho phép mang ra, hai bình này ta thu lấy, sau này không có ngoại lệ. Ngươi trước tiên lui xuống, nhớ kỹ sáng mai tới đây, ta sẽ dâng ngươi tới tàn kinh các để ngươi lựa chọn tiên pháp thích hợp. Vương Lâm nghe nói thế, tâm lý sinh ra chút mong chờ, không người cáo lui. Hắn bây giờ có tu vi rất cao, nhưng tiên pháp lại chỉ có mỗi dẫn lực thuật. Vương Lâm đi rồi, hoàng long mới xoay người cung kính không lưng nói thượng quan trưởng lão ngài xem những lời vương lâm vừa rồi có vài phần là sự thật nên xử lý chuyện này thế nào một người mặc bộ lam bố với gương mặt khô gầy từ phía trong đại điện đi ra lão trầm giọng hừ một tiếng nói có lời nào là thật hoảng long chẳng nhẽ ngươi không nhận ra những lời nào là thật sao tiểu gia hỏa này không có một câu nói thật trên mặt hoàng long chân nhân hiện ra vẻ xấu hổ đối phương là một trong 10 vị trưởng lão của môn phái, ở tu chân giới hết thảy đều dựa vào thực lực để nói chuyện. Hắn cùng trưởng môn vốn là sư huynh đệ cùng bối phận, chỉ bất quá do thực lực trên lệch mà dần trở nên cách xa nhau hơn. Hằng nhạc phái có quy củ chỉ cần tiến vào trúc cơ kỳ liền có thể trở thành trưởng lão, hưởng một số đặc quyền. Nếu đạt tới kết đăng kỳ thì trở thành một trong những người chèo lái cho môn phái. Còn đạt tới nguyên anh kỳ vậy trên cơ bản đã trở thành tổ sư của hàng nhạc phái mười vị trưởng lão trúc cơ kỳ ngày thường đều tiến hành bế quan lần này bởi vì trao đổi tiên thuật với huyền đạo tông cho nên hoàng long chân nhân mới thông tri cho các vị trưởng lão để trưởng lão thông tri cho hai người có tu vi kết đan kỳ vương lâm xuất hiện khiến cho hoàng long chân nhân rất bất ngờ bởi vì có trưởng lão trúc cơ kỳ xuất quan cho nên mới mang vương lâm tới đây chất vấn một chút để cho trưởng lão của bổn môn theo dõi thượng quan trưởng lão cầm lấy chiếc bình ngọc trên tay hoàng long chân nhân hơi đảo qua thần thức một chút, gật đầu nói, tiểu tử này có nói thật một chút. nước trong chiếc bình này đích xác là lấy từ nước sông ở phía sau núi. nếu thường xuyên uống nó đúng là có khả năng làm cho tu vi tăng tiến nhanh hơn. hoàng long chân nhân do dự một chút mới cung kính hỏi, thượng quan trưởng lão, ngài thấy tiên pháp vương lâm sử dụng có đùng là dẫn lực thuật của chúng ta không? thượng quan trưởng lão liếc mắt nhìn thoáng qua hoàng long chân nhân nói, vài trận tỷ thí của hắn ta đã xem qua có thể khẳng định đó chính là dẫn lực thuật. Thần sắc Hoàng Long chân nhân hơi thay đổi, kinh ngạc nói, đúng là dẫn lực thuật sao? Nhưng dẫn lực thuật đâu có uy lực lớn như vậy. Ngay đến cả pháp bảo của người khác cũng có thể bắt được, thượng quan trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói, bất cứ loại pháp thuật gì nếu tu luyện trong một thời gian dài đều sẽ sinh ra một chút tác dụng thần diệu. Bất quá, đối với trúc cơ kỳ mà nói, điều ấy cũng không tính là cái gì to tác, dẫn lực thuật là trụ cột trong tu chân giới, càng là trụ cột thì nó càng được truyền lưu từ rất xưa, đạo lý này ngươi đến bây giờ vẫn không hiểu rõ sao. Hoàng Long chân nhân vội vàng gật đầu. Thượng quan trưởng lão trầm ngâm một chút nói, tu vi của đứa nhỏ này đích xác là tầng thứ ba của ngưng khí kỳ, chỉ bất quá linh lực của nó vô cùng khổng lồ, ta cũng không thể nhìn thấu. Nhưng có thể đoán nó hẳn là vào khoảng tầng thứ 14 của ngưng khí kỳ, trong tương lai có khả năng tiến vào trúc cơ kỳ một đệ tử như vậy tuy có chút bí mật nhưng vẫn trong khả năng cho phép. Bây giờ môn phái chúng ta đang lâm vào tình trạng nguy cơ tứ phía, huyền đạo tông không hổ danh là môn phái cổ xưa, chỉ tùy tiện lấy ra một tiểu bối ngưng khí kỳ mà đã tương xứng với mấy vị trưởng lão, lại còn truyền âm cho vương lâm để lung lạc tinh thần của hắn. Đây thật sự là quá em mờ hiếp người A. Hoàng Long chân nhân ngẩn người ra, hắn cũng không hỏi rõ chi tiết việc truyền âm mà cung kính nói, Hoàng Long tuân mệnh. Thượng quan trưởng lão, Huyền đạo tông nói mấy việc liên quan tới các tổ sư của phái ta. Thượng quan trưởng lão thở dài, trên mặt hiện vẻ lo lắng, lắc đầu nói, tổ sư của chúng ta đã 300 năm không truyền lại tin tức gì, sợ rằng. Ôi, việc này ngươi không cần phải xen vào, nếu Huyền đạo tông muốn cướp lấy hàng nhạc phong của chúng ta thì chuyện đó không thể tránh được. Triệu Quốc vô cùng rộng lớn, chúng ta tự sẽ có chỗ khác dung thân. Hừ một khi hai vị sư tổ đột phá kết đang tiến vào nguyên anh thì hết thảy mọi nhục nhã có thể đòi lại. Hoàng Long chân nhân cười khổ một tiếng, sau đó gật đầu không nói tiếp. Vương Lâm sau khi rời khỏi đại điện, dọc theo đường đi đều bị các nội môn đệ tử chú ý tới, thái độ của bọn họ vô cùng cung kính, so với hôm trước căn bản là một trời một vực. Thực lực, tu chân giới dựa vào thực lực để nói chuyện với nhau, điều này thật sự là không sai a, à? Vương Lâm có chút cảm khái về tới dược viên của Tôn Đại trụ. Vừa mới tiến vào trong sân, hắn lập tức nhìn thấy gương mặt hòa ái mỉm cười của Tôn Đại trụ, lão đang nhanh chóng tiến lại gần, nói: "Hảo Đồ Nhi, vi sư chờ ngươi đã nửa ngày, mau tới đây." "Đây là do thầy tự mình pha một ấm cực phẩm dược trà, uống một cốc lấy lại tinh lực nào." Vừa nói, hắn từ chiếc bàn ở giữa sân cầm lên một chén trà, tự mình rót ra đưa cho Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm trở nên cổ quái, tôn đại trụ biến hóa quá nhanh làm cho hắn có chút phản ứng không kịp tôn đại trụ vừa nhìn vẻ mặt vương lâm lập tức xấu hổ cười ánh mắt có chút thành khẩn nói vương lâm ta làm sư phụ quả thật không làm hết chức trách trước kia chúng ta có rất nhiều hiểu lầm vương lâm vẫn chưa tiếp nhận chén trà trong tay lão thần thức của hắn hơi đảo qua phát hiện bên trong chén trà đích xác có ẩn chứa một bộ phận linh lực nói đệ tử có chút mệt mỏi trà này sẽ không uống Tôn đại trụ vội vàng nói, mệt mỏi. Vậy cần phải nghỉ ngơi, nơi ở trước kia của ngươi quá nhỏ, như vậy đi, từ nay ngươi bắt đầu ở trong phòng của ta. Thần Sắc Vương Lâm vẫn bình thường, nhưng nội tâm của hắn lại âm thầm cảnh giác, nếu trong môn phái có người nào khiến cho hắn đề phòng nhất thì chính là Tôn đại trụ. Vì vậy hắn lắc đầu nói, không nên. Đệ tử cũng không ở lại mấy ngày, qua một đoạn thời gian lại tiếp tục tiến vào hậu sơn để bế quan tu luyện. Tôn đại trụ há mồm nói gì đó, nhưng Vương Lâm đã vội vàng cáo lui, nhanh chóng quay về phòng. Ánh mắt tôn đại trụ thay đổi, liếc mắt nhìn chén trà trong tay, ánh mắt ẩn hiện hàng quang. Vương Lâm quay đầu lại, trên mặt lộ nụ cười mỉm, thâm ý nhìn tôn đại trụ. Cương mặt tôn đại trụ có chút cứng đờ, lão cười nói, hảo đồ nhi. Còn có chuyện gì sao? Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ châm chọc, tiến lên phía trước vài bước, nói, sư phụ, người hình như rất khẩn trương tôn đại trụ thầm giật mình lui lại sau mấy bước mạnh mẽ trấn an tinh thần nói vi sư đích xác có chút khẩn trương thực lực của đồ nhi vượt qua ta rất nhiều mà bản thân vi sư lại chỉ có thực lực tầng thứ năm của ngưng khí kỳ mà thôi vương lâm đưa mắt nhìn chén trà đột nhiên nói sư phụ nước trà này người uống giúp đệ tử đi sắc mặt tôn đại trụ nhanh chóng thay đổi hắn cười nói điều này sao có thể đồ nhi đã không uống thì ta chỉ đành vừa nói tới đây hắn lập tức vứt chén trà trên tay xuống thân thể nhanh chóng lui lại phía sau vài bước thân hình lập tức tiến lại chỗ cửa dược viên sư phụ uống nó đi sắc mặt vương lâm khác thường dẫn lực thuật được hắn sử dụng đón đỡ lấy chén trà đang sắp chạm mặt đất đưa tới trước mặt tôn đại trụ hắn thở dài một tiếng tôn đại trụ hiển nhiên không có hảo ý Nước trà này xem ra có chút vấn đề a, à, sắc mặt Tôn Đại trụ thay đổi bất định, sau đó đột nhiên nhíu mày nói, "Vương Lâm, xem ra đồ nhi đối với vi sư có chút hiểu lầm, chén trà này ngươi cho rằng có gì khác thường sao?" "Được, ta uống." Tôn Đại trụ cầm lấy chén trà ở trên không, liếc mắt nhìn Vương Lâm sau đó đỡ lấy, lão uống cạn chén trà rồi ném xuống đất, bất mãn nói, "Được rồi, trưởng môn sư bá tìm ta có chuyện để bàn." Nếu ta đến chậm chính là bất kính, có chuyện gì trở về hãy nói. Lão vừa nói vừa thối lui lại phía sau. Ánh mắt vương lâm chợt lóe lên, thân thể hắn nhanh chóng động, sắc mặt tôn đại trụ đại biến, đang muốn lui lại phía sau, nhưng tu vi của lão mới chỉ là tầng thứ năm của ngưng khí kỳ, như thế nào có thể so sánh được với vương lâm. Trong nháy mắt, vương lâm đã tới bên người tôn đại trụ, ánh mắt hắn lóe lên hàng quang, đưa tay vỗ nhẹ lên ngực tôn đại trụ mới vừa rồi sau khi lão uống xong chén trà vương lâm lập tức chú ý tới xem đối phương đã chính thức uống chưa hay là dùng linh lực ở trong cơ thể bao lấy nước trà sau một vỗ lại linh lực của tôn đại trụ lập tức phân tán nước trà lộ ra nhanh cờ hờ phân bố trong cơ thể tôn đại trụ sắc mặt tôn đại trụ xám như tro hơi có vẻ tức giận nghiêm nghị nói vương lâm ngươi muốn làm gì ngươi định khi sư diệt tổ sao ngươi nếu giết ta hàng nhạc phái sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Vương Lâm không có ý định đáp lại, thần thức hơi đảo qua xem xét nước trà trong cơ thể của tôn đại trụ, sau khi nó tán ra lập tức chuyển hóa thành một luồng khí màu bạc theo mạch máu đối phương bắt đầu lan ra. Ngay khi tôn đại trụ cảm giác được không ổn, đang muốn nói chuyện, nhưng đã chậm, nó nhanh chóng tiến vào não bộ, trong nháy mắt vẻ mặt dữ tợn của lão chạm rãi thư thái trở lại. Vương Lâm nhìn chầm chầm vào tôn đại trụ, lập tức phát hiện ra có điều không thích hợp ánh mắt đối phương rõ ràng không còn chút tự chủ nào hắn trầm ngâm một chút nói sư phụ đệ tử cũng không phải muốn khi sư dệt tổ mà đối với hành động ác ý của người nước trà này nếu người đã uống xong ta cũng không thể làm gì bất nghĩa với người ánh mắt tôn đại trụ có chút thẫn thờ đột nhiên nói nước trà không thể uống vương lâm ngẩng người ra đánh giá lại một lần nữa tôn đại trụ đột nhiên hỏi tại sao không thể uống trong nước trà có tam thi tuyến trùng thảo. Ánh mắt tôn đại trụ có chút mê mang nói. Trong mắt vương lâm lóe lên hàng quang, hỏi, tam thi tuyến trùng thảo có tác dụng gì? Trong một thời gian ngắn có thể khống chế mọi hành vi của người uống, là một trong những vật phẩm cần thiết để luyện chế khôi lỗi. Ánh mắt vương lâm lộ ra một tia sát khí, nhưng hắn vẫn bình thản nói, tại sao muốn cho ta uống nó? Từ khi phát hiện ngươi có linh khí hồ lô, trong lòng ta luôn có nghi hoặc, cho nên mới nhận người làm đệ tử, vốn định chưa sau khi ngươi tiến vào ngưng khí kỳ sẽ thực hiện sư hồn thuật với ngươi. Nhưng bởi vì trước đó đã cho ngươi ăn hóa linh thảo, cho nên cảm giác ngươi trong vòng 10 năm không thể đạt tới ngưng khí kỳ. Việc này mới bỏ qua, nhưng không ngờ trong trận tỷ thí hôm qua, thực lực của ngươi đột nhiên tưng mạnh, vẻ mặt ta tuy rất vui mừng, tuy nhiên trong lòng lại càng cảm thấy nghi hoặc. Suy nghĩ một chút liền cho rằng ngươi nhất định có tư tàn tàn linh khí hồ lô, thậm chí còn có một chút bí mật ta cũng muốn đề cao tu vi cho nên mới chuẩn bị chén trà này cho ngươi vương lâm hít sâu một hơi khí lạnh hỏi hóa linh thảo có tác dụng gì chuyện của ta ngươi có nói qua với người khác hay không còn có tam thi tuyền trùng thảo ngươi vì sao lúc đầu không sử dụng với ta hóa linh thảo là vật phẩm cần thiết khi muốn tán công nó có tác dụng làm tiêu tán linh khí trong cơ thể chuyện liên quan tới ngươi ta vẫn chưa nói cho người nào biết Trước tiên là bởi vì sợ hãi người ta sẽ đoạt hồ lô của ta, sau bởi vì chuyện quá mức đột ngột, ta nếu nói ra đối với mình cũng không có chỗ tốt bằng chính mình tự hành động. Tam thi tuyến trùng thảo lúc đầu ta không có, mà năm ngoái khi xuống núi, lấy trộm điển tịch của môn phái để trao đổi với một vị bằng hữu. Vị bằng hữu đó từng nói qua, dưới trúc cơ kỳ xác suất có thể thành công là 10 thành. Hơn nửa loại dược thảo này không màu không mùi, khó có thể phát giác được, Ta vô định dùng trên người cảm tam sư điệp để chuẩn bị luyện chế tạo hóa đan. Vương Lâm giận dữ, cười lạnh nói, ngươi không sợ sẽ bị người ta phát hiện sao? Vì muốn có bị mật trên người ngươi, ta cố gắng một chút cũng không sao. Tuổi của ta đã lớn, nếu không tiến bộ thêm được một bước thì cuộc đời này không có khả năng tiến vào trúc cơ kỳ. Kỳ thật ta cũng không nắm chắc sẽ thành công, ta đánh cược một lần, cho nên mới chuẩn bị sẵn chén trà. Ngươi nếu trở về ta sẽ cố gắng để cho ngươi uống, còn nếu ngươi không trở về chắc chắn đã được trưởng môn sư bá an bài ở chỗ khác, từ nay về sau ta sẽ không có cơ hội xuống tay. Hàng quan trong mắt vương lâm trượt lóe lên, giọng hắn lạnh như băng nói, ngươi vừa rồi nói trưởng môn tìm ngươi, có chuyện này không? Không có. Công đại trụ vừa mới nói hết, cánh tay của vương lâm nhoáng lên một cái đã đập xuống đầu hắn, từ thất khiếu lập tức chảy ra máu, rồi ngã xuống đất vương lâm nhìn thi thể tôn đại trụ nội tâm hắn có cảm giác không nói nên lời dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn giết người hơn nữa lại giết chính sư phụ của mình trầm mặc hồi lâu vương lâm đang nghe truyện trên tv audio cv thu hồi thi thể tôn đại trụ sau đó nhanh chóng tìm đường rời khỏi hàng nhạc phái tới mộ chỗ khe núi liền vứt thi thể hắn vào trong đó sau khi trở về phòng vương lâm khoanh chân ngồi trên giường thần thức đảo qua bốn phía căn phòng đều để lại một tia dấu vết nếu có kẻ nào dò xét hắn sẽ lập tức phát hiện ra. Làm xong xuôi, hắn xuất ra hạt châu thần bí, trầm tư đứng lên. Ba ngày trước, văn tự bên trên bề mặt hạt châu đã hoàn toàn biến mất, lại xuất hiện hình một lá cây nhàn nhạt. Đối với điều này, Tư Đồ Nam đã nói rằng đó do là thủy nguyên tố trong ngũ hành nguyên tố đã viên mãn, bây giờ đến lượt một nguyên tố. Nhân việc này, hắn đã không chỉ một lần thúc giục Vương Lâm rời đi hàng nhạc phái, đi tìm tài liệu có một thuộc tính, nhanh chóng bổ sung một thuộc tính cho hạt châu nghịch thiên này. Đối với tu vị của chính mình, Vương Lâm bây giờ đã có những kiến giải nhất định. Hắn biết giờ hắn đã đạt tới tầng thứ 14 ngưng khí kỳ. Nhưng điểm kỳ lạ là mặc dù hắn không có khẩu quyết mà vẫn có thể tu luyện đến cấp bậc này. Điều này có quan hệ rất lớn đến tư đồ nam. Nắm hạt châu, hắn tiến nhập mộng cảnh giới. Ngay một khắc trước khi tiến nhập, hắn lập tức đem hạt châu cất vào túi trữ vật bên người. Trong mộng cảnh giới, Vương Lâm vừa xuất hiện đã nghe thấy thanh âm bất mãn của Tư Đồ Nam vang lên, "Trong trận tỷ thí sao ngươi không giết luôn mấy tên đó?" Với tính cách của ta, nam thì giết, nữ thì dâm, con rết khổng lồ đó nếu đem ngâm rượu nhất định đại bổ. Hừ. Tuy vậy, tiểu tử ngươi cũng làm được một việc hợp ý lão phu, đó là giết cái tên Tôn Đại Trụ, thật đúng với phong phạm của lão phu. Vương Lâm, ngươi phải nhớ rằng tu chân giới là nơi rất thảm khốc nhược nhục cường thực. Với tâm tính thuần phát trước kia của ngươi thì không thể sống lâu được đâu. Vương Lâm trầm mặt hồi lâu rồi nói, tiền bối, trước khi tiếp tục tu luyện có nên làm đôi chút chuẩn bị cho trúc cơ kỳ không? phản bối vẫn chưa được quan kháng chút khẩu quyết nào của trúc cơ kỳ cả. Tư đồ nam hừ lạnh một tiếng, nói, ta biết là được. Tuy thế, để đột phá trúc cơ kỳ, chính thức bước vào tu tiên chi liệt quả thực rất khó khăn tốt nhất ngươi hãy tìm một chỗ ưu tĩnh để bế quan như thế xác suất thành công cũng sẽ tăng lên rất nhiều bên cạnh đó linh khí tuyền thủy đã không còn tác dụng đối với ngươi nữa tại lúc quá quan cần đại lượng khổng lồ linh khí ngươi nên chuẩn bị một ít lộ thủy vương lâm gật đầu lộ thủy thì tốt rồi nhưng lại cần nhiều thời gian mới thu thập được linh động kỳ cũng là ngưng khí kỳ trên thực tế chính là sử dụng thiên địa linh khí để cải tạo cơ thể đều là để chuẩn bị cho trúc cơ kỳ. Ngươi bây giờ đã có thể trùng quang nhưng ta đề nghị ngươi hãy tu luyện đến tầng thứ 15 ngưng khí kỳ hãy bắt đầu trúc cơ. Tư chất của ngươi không được tốt, dù ta đã hao phí tinh hoa trong 10 năm qua để giúp ngươi cải tạo cơ thể nhưng loại việc nghịch thiên này nếu nhục thân của ta còn tồn tại còn miễn cưỡng làm được nhưng bây giờ chỉ có thể trông cậy vào chính bản thân ngươi thôi." Tư Đồ Nam thở dài nói. "Hơn nữa, Củ đoạn công kích của ngươi hiện tại chỉ có một tiên pháp cơ bản nhất là dẫn lực thuật, như thế không ổn lắm. Đáng tiếc ta chỉ nắm giữ những công pháp mà chỉ khi tiến nhập trúc cơ kỳ mới có thể tu luyện. Ngươi mau tiến nhập trúc cơ kỳ, ta sẽ truyền cho ngươi Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết. Vương Lâm ngẩn ra, hỏi, Hoàng Tuyền Thăng Khiếu Quyết? Không sai, ha ha, công pháp này tại luật cấp tu chân quốc của chúng ta cũng được tính là công pháp tuyệt đỉnh. Đang tiếc khi tu luyện phải tìm nơi trí âm chí hàng, nếu không tiến bộ sẽ rất chậm. Tuy thế, nếu tu luyện ra âm hàng linh lực thì uy lực kinh khủng vô cùng, luyện đến cảnh giới viên mãn thì nếu gặp được cao thủ của thất cấp tu chân quốc cũng có khả năng liều mạng. Như thế này đi, ngày mai ngươi tiến vào bản môn tàng kinh các nhìn qua. Tuy vậy không thể tu luyện hoàng tuyên thăng khiếu quyết nếu chưa đạt đến trúc cơ kỳ. Tư đồ nam đắc ý nói. Vương Lâm trầm ngâm một lúc rồi gật gật đầu. Còn nữa, Vương Lâm, ngươi không nên đặt hạt châu nghịch thiên này trong túi trữ vật, tốt nhất là treo trước ngực. Như thế không cần ngươi tiến nhập mộng cảnh giới ta cũng có thể trao đổi với ngươi, và ngươi cũng có thể thông qua ta tiến nhập mộng cảnh giới. Thời gian mà tư đồ nam giảng giải cho Vương Lâm chậm rãi trôi qua, trong mộng cảnh giới hai ngày sau Vương Lâm tỉnh lại. Hắn khoanh chân ngồi trên giường, lấy ra thần bí hạt châu, lại uống một ngụm linh khí tuyền thủy, tiếp tục tu luyện. Ngày thứ hai, Vương Lâm đẩy cửa phòng bước ra, thân thể vừa động đã nhẹ nhàng thăng không, hóa thành một vệt sáng phóng về hướng chính điện. Bầu trời trên chính điện, Hoàng Long chân nhân bước ra đã thấy Vương Lâm tiến đến, trên mặt hiện lên một nụ cười hòa ái, so với hôm qua càng rạng rỡ, ông nhu đạo, Vương Lâm, đi theo ta. Nói xong, hắn tụ tử nhất suý đạp mê bay về phía trước, Vương Lâm vội vàng đuổi theo. Một lúc sau đã đến Thương Tùng Phong, ngọn nhị phong của hàng nhạc phái. Đi qua thạch thai ngày hôm qua tỷ thí, Hoàng Long chân nhân vẫn chưa dừng lại, tiếp tục bay về phía chỗ sâu bên trong thương tùng phong, đến trước một chỗ đầy đá nhô lên lẫm chởm thì dừng lại. Hắn nói, Vương Lâm, đây là cấm địa của hàng nhạc phái chúng ta, là nơi trúc cơ kỳ trưởng lão và kết đan kỳ tổ sư bế quan. Thần thức của ngươi không nên dò xét lung tung, lại xúc phạm đến các vị trưởng bối. Vương Lâm vội vàng bảo vân. Hoàng Long chân nhân hít sâu một hơi, lấy ra một khối tử sắc ngọc bội, kết thủ ấn, niệm pháp quyết rồi quát khẽ, khai. Ngọc bội ngay lập tức lóe lên quang mang, một đạo quan cầu lấy ngọc bội làm trung tâm khuếch tán ra, hình thành một quan quyển hình bán nguyệt đủ cho một người đi qua. Hoàng Long chân nhân không nói gì thêm, một cước bước vào. Vương Lâm do dự một chút rồi cũng lập tức đi theo. Ngay khi vừa tiến vào, hắn rõ ràng chứng kiến một tòa lầu các cực kỳ lâu đời. Một tia uy áp từ trên trời giáng xuống làm hắn cảm thấy chút áp lực, huyết khí không thông. Cùng lúc đó, bảy tám đạo thần thức cường hãn ập đến, quét qua người hắn rồi nhanh chóng được thu hồi. Ngay sau đó một thanh âm chứa chút tang thương từ một tòa lầu truyền đến, khá lắm, ngươi là Vương Lâm đúng không? Vương Lâm trong lòng thất kinh, cung kính đáp, đệ tử Vương Lâm, tham kiến trưởng lão. Lúc này đây, thanh âm của tư đồ nam vang lên trong đầu hắn, Nơi đây cũng có thể coi như là một cái tiểu môn phái, có 12 trúc cơ kỳ, hai kết đan kỳ. Cũng được. Hoàng Long biến sắc quá khẻ, đây không phải là trưởng lão mà là tổ sư. Vương Lâm ngẩn ra, thanh âm lúc nãy lại vang lên, thôi, lễ tiết của thế tục cũng không có tác dụng gì cả. Lần này người vì bổn môn mà lập được công lớn. Tất cả các pháp thuật bên trong tàng kinh các cho phép ngươi tùy ý lựa chọn. Tàng kinh các bên trong chính điện không thể so sánh với nơi này, đây chính là nơi tất giữ những điển tịch quý giá nhất. Bên trong có vô cùng nhiều các loại công pháp, cho dù đi khắp tất cả các môn phái ở triệu quốc tu chân giới, cũng không nơi nào có được một tàng kinh các toàn diện như của hàng nhạc phái chúng ta. Nhưng ngươi hãy nhớ chớ có tham nhiều. Hoàng Long, ngươi mang hắn đi đi. Trong đầu vương lâm lại vang lên thanh âm kinh thường của tư đồ nam, chỉ là kết đan kỳ mà cũng là tổ sư lúc lão tử danh chấn thiên hạ thì đầy kẻ tiểu bối kết đan kỳ cung phụng còn có không ít kết đan nữ tu sĩ muốn được thoát áo quần xin ngủ với lão tử một đêm vương lâm sắc mặt như thường coi như không hề nghe thấy thanh âm của tư đồ nam hoàng long chân nhân cung kính vân dạ lôi kéo vương lâm đi về phía một tòa nhà trong đó từ bên ngoài nhìn vào tòa nhà này tràn ngập vẻ uy nghiêm dường như đã tồn tại từ rất lâu rồi đến trước tòa nhà hoàng long chân nhân dừng lại thấp giọng nói với vương lâm đây chính là tàn kinh cát ngươi tiến vào đi tầng thứ nhất là các loại pháp thuật dành cho ngưng khí kỳ ngươi có thể tùy ý tham khảo tầng thứ hai là trọng tâm của nơi này chứa các loại pháp thuật của trúc cơ kỳ ta ở bên ngoài chờ ngươi trong lòng vương lâm cũng có đôi chút khẩn trương hít sâu một hơi cất bước đi vào tòa nhà này có bốn tầng tầng thứ nhất chứa mấy trăm cái ngọc giảng đang phát ra nhũ bạch sắc quan mang không cần quan tâm Toàn bộ số này đều là hạ giai công pháp, cơ bản ta không cần liếc mắt." Tư Đồ Nam cười nhạo nói. Vương Lâm lại không nóng lòng tiến nhập tầng hai, cũng không nghe Tư Đồ Nam nói, mà ở tầng thứ nhất này xem qua tất cả các ngọc giảng này. Ở nơi này, hầu như có tất cả các loại pháp thuật của ngưng khí kỳ. Vương Lâm dần chìm đắm vào trong đó, vừa nhìn tay hắn vừa biến hóa các loại pháp quyết thử tập luyện. Tiên pháp đính giai hỏa vân thuật Vương Lâm cầm lên một cái ngọc giảng, đọc nhãn ghi phía trên. Đính dai cái con khỉ, đây chỉ có thể là hạ dai khống hỏa thuật mà thôi, hồn hỏa thuật của lão tử mới là đính dai chân chính. Tư đồ nam lập tức lên tiếng. Vương Lâm ngẩn ra, đặt nó xuống rồi lại cầm lên một cái khác. Tiên pháp đính dai, địa động thuật, đáng chê cười, thật đáng chê cười, thứ này ở chỗ chúng ta có đầy cả một đống, lại còn bảo là đính dai, đại ngũ hành động thuật của lão tử mới là đính dai. Tiên pháp đính dai, phong nhận phá, quả thực nực cười, cùng phong túng vân thuật của lão tử còn mạnh hơn nó gấp trăm lần. Cửu thiên hóa lôi thuật. Nực cười quá đi mất, rõ ràng không phải chân chính lôi điện thuật lại đặt một cái tên kêu như thế. Hoáng tiên thuật. Này tiên pháp coi như có chút đặc sắc, nhưng vẫn chỉ là đồ bỏ, đại hoáng tiên thuật của lão tử còn lợi hại hơn nó gấp ngàn lần. Trong khi tư đồ nam phê phán gây gắt những loại tiên thuật này, Vương Lâm cũng nhíu hết da đầu, Cuối cùng thật sự không thể tu luyện được đành trực tiếp tiến lên tầng 2. Số ngọc giảng ở tầng 2 này cũng không nhiều, chỉ khoảng hơn 10 cái phiêu phù tại không trung. Đều là đê cấp công pháp, không cần phải xem đâu. Tư Đồ Nam lại kinh bỉ nói. Vương Lâm cười khổ thầm nghĩ, ngài là tiền bối của lục cấp tu chân quốc, tự nhiên là không coi trọng những loại pháp thuật này rồi. Vương Lâm à, ngươi không cần phải quan kháng những cái này đâu, nhanh tìm được một nơi yên tĩnh để bế quan đột phá đến trúc cơ kỳ rồi rời bỏ cái tiểu môn phái này đi thôi. Tư đồ nam thúc giục hắn. Trải qua những gì tư đồ nam nói, tâm lý chờ mong của Vương Lâm đã tan tành mây khói, Vương Lâm cao mày rời khỏi tàn kinh cát. Hoàng Long chân nhân thấy Vương Lâm đi ra, ngẩn người một lúc rồi hỏi, nhanh như thế mà ngươi đã chọn được công pháp như ý rồi sao? Hãy suy nghĩ cẩn thận, nơi đây chứa tất cả các loại tiên pháp đính cấp của triệu quốc tu chân giới, người ngoài muốn cũng không có tư cách để tiến vào đây, ngươi không nên vội vã quá mà có điều sơ suất đó. Vẻ mặt Vương Lâm có chút cổ quái, tư đồ nam thì khinh thường còn trưởng môn nhân lại trọng thị, hắn đành gật đầu nói, đệ tử đã chọn được rồi. Hoàng Long chân nhân nhíu mày, đang muốn hỏi hắn lựa chọn được loại tiên pháp nào thì đột nhiên cả ngọn thương tùng phong rung lên rầm rầm giống như bị động đất. Lão phu phát nam tử của huyền đạo tông, mấy tên tiểu bối hàng nhạc phái nhanh nhanh tiến ra đây. Hoàng Long chân nhân sắc mặt đại biến. Ngay lúc đó, hơn 10 thân ảnh nhanh chóng từ các tòa nhà bên trong phóng ra. Đặc biệt là hai người dẫn đầu rất là bắt mắt, trong đó có một người ánh mắt hữu thần, hạt phát đồng nhan. Bên cạnh hắn còn có một lão phụ nhân. Trên mặt bà đã có nhiều nếp nhăn, thần sắc âm trầm, lãnh đạm liếc qua Hoàng Long chân nhân và Vương Lâm, rồi sau đó nhìn lên bầu trời, trầm mặt không nói. Phía sau hai người có 10 lão giả, vẻ mặt đều mang nét già cỗi khổ sát vương lâm bên ngoài có một vị cao thủ nguyên anh kỳ hằng nhạc phái lần này gặp phiền toái lớn rồi ngươi tìm cơ hội thoát ra đi có lão phu ở đây tạm thời có thể làm cho hắn không phát hiện ra ngươi hừ nếu lão phu còn nhục thể làm sao có thể sợ hãi một tên nguyên anh kỳ nho nhỏ được tư đồ nam vội nói hiếm khi thấy hắn có ngữ khí nghiêm túc như thế vương lâm hít sâu một hơi khí lạnh trên mặt hiện lên nét âm tình bất định. Hạt phát đồng nhan lão giả cao giọng nói, phát nam tử tiền bối, không biết ngài đến hàng nhạc phái của chúng ta là có chuyện gì, mời ngài nói rõ. Một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở trên bầu trời, tai to mặt lớn, nhìn qua rất là uy nghiêm. Hắn trầm giọng nói, nếu là 500 năm trước, lão phu còn có chút cố kỵ hộ sang đại trận của hàng nhạc phái các ngươi. Nhưng bây giờ thì không hẳn, đợi lão phu phá trận xong sẽ cùng đáng tiểu bối các ngươi trực tiếp đối diện đàm thoại hắn nói xong hai tay vung lên một tòa hắc sơn xuất hiện đón gió phóng to lên trong nháy mắt đã hóa thành một ngọn cự phong hai tay hắn kết thành thủ quyết trong miệng phát ra mấy câu chú ngữ cổ quái cự sơn đó ngay lập tức nện xuống ầm một tiếng một đạo quan mạc xuất hiện ở phía trên thương tùng phong và hàng nhạc phong quan mạc này bảo vệ cả hàng nhạc phái ngăn cản cự sơn không hổ là thương thiên đại phái của 500 năm về trước, đại trận vô hình hóa hư này thật sự có thể phân hóa được tất cả công kích. Tuy thế, lão phu thực muốn nhìn xem nếu không có nguyên anh kỳ tu sĩ tỏa trấn, trận pháp này có thể thừa nhận được mấy lần công kích của lão phu. Phát Nam tử cười lạnh, tiếp tục thúc giục của pháp quyết cự, phong lại xoay tròn, không ngừng nện xuống. Sắc mặt của hát phát đồng nhan lão giả đại biến. Giữa không trung, một trảo của hắn xé mở một đạo liệt ngân, rồi nhanh chóng bước vào, mấy người phía sau cũng nhanh chóng tiến vào. Hoàng Long chân nhân vội thấp giọng nói, Vương Lâm, nhanh đuổi theo. Nói xong, thân thể như một mũi tên rời khỏi cung, nhanh chóng tiến vào bên trong khe nứt. Vương Lẫn cũng bước tới, nhanh chóng đuổi kịp. Lúc này cự phong lại nện xuống, quan mạc phát ra những tiếng nổ long trời lở đất. Thất thải quan mang lại kịch liệt loe lên, khó khăn lắm mới ngăn cản được cự sơn. Vương Lâm theo vết rách tiến vào, thì đã tiến đến thạch thai trên thương tùng phong lúc này hạt phát đồng nhang lão giả lão phụ nhân khoanh chân đã tọa trên hai trong số tám khối bạch ngọc thủ ấn pháp quyết liên tục biến hóa mà sáu vị trưởng lão trúc cơ kỳ khác chia nhau ngồi trên sáu khối bạch ngọc còn lại trên mặt họ cũng lộ ra thần sắc bất an hoàng long nhanh đi gọi tất cả bổn môn đệ tử đến đây hôm nay chắc chắn là trường hảo kiếp lớn nhất trong năm trăm qua của hàng nhạc phái chúng ta nói xong lão phụ nhân vội vàng hướng Bạch Ngọc Thạch phun ra một mụn chân khí, thủ ấn pháp quyết lại biến hóa càng nhanh, thân thể Hoàng Long chấn động, lập tức lao ra, theo Thạch Kiều trực chỉ hàng nhạc phong bay đi. Hừ, thật sự có thể thừa nhận đến hai lần công kích của lão phu, lần thứ ba này hãy phá cho ta. Phát Nam Tử hừ lạnh một tiếng, phun ra một mụn nguyên anh khí, ngay sau đó ngọn cự sơn rung lên, phóng to đến gấp mười lần, tựa như có thể che kín bầu trời hung hăng nện xuống. Ầm một tiếng, một trong số tám khối bạch ngọc vỡ tan, vị trưởng lão trúc cơ kỳ ngồi trên khối đó thất khiếu đổ máu, thân thể rung lên, đổ xuống nền đất. Phá cho ta! Phá! Phá! Khuôn mặt phát nam tử trở nên dữ tợn, bàn tay vung lên điên cuồng, cự phong không ngừng nện xuống. Những tiếng nổ ầm ầm truyền khắp chân trời. Toàn bộ dân chúng ở những thôn làng, thị trấn, thành thị xung quanh đều đóng chặt cửa, không dám ra khỏi nhà. Những kẻ hơi to gan thì hé mở cửa sổ nhìn ra, chỉ thấy một ngọn núi khổng lồ bay lơ lửng giữa không trung, không ngừng nện xuống. Lại một khối bạch ngọc vỡ vụn, thêm một chút cơ kỳ trưởng lão phun ra một nguồn máu tươi, đổ ập xuống. Phát Nam tử xuất ra một cái hồng sắc hồ lô, trong miệng thì thào mấy từ, hai tay không ngừng kết ấn. Hồ lô khẽ rung lên, bắn ra một đạo chất lỏng màu đỏ sậm lập tức một đoàn hỏa quang bao vây lấy ngọn cự phong. Phá! Phát nam tử quát lên một tiếng, ngọn cự hỏa phong lại nện xuống. Ầm một tiếng, những vết nứt xuất hiện trên quang mạc, lan nhanh ra bốn phía. Lại có thêm hai khối bạch ngọc vỡ tan, hai người trưởng lão khác ngã xuống. Lúc này, trong tám khối bạch ngọc chỉ còn lại bốn mà thôi. Ngoài hai vị kết đan kỳ tổ sư thì hai trúc cơ kỳ trưởng lão còn lại khuôn mặt đã như tro tàn, mồ hôi túa ra như mưa thân thể không ngừng run rẩy đã tới mức chịu đựng cực hạn lúc này đây hoàng long chân nhân đã đem tất cả bổn môn đệ tử gọi đến trên mặt ai cũng hiện lên nét kinh hoàng vương hạo cũng ở trong số đó sắc mặt tuy vẫn còn tái nhợt nhưng so với trước đây đã tốt hơn nhiều lắm thấy vương lâm hắn bước lại đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn cảnh tượng giữa không trung không thốt lên được câu nào phát nam tử ở trên bầu trời sắc mặt càng trở nên âm trầm độ ương ngạnh của vô hình hóa hư đại trận đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Trong lòng hắn hiểu rõ, quy lực của đại trận này không chỉ có như vậy. Chỉ khi do nguyên anh kỳ tu sĩ điều khiển thì mới có thể phát huy cao nhất quy lực của nó. Đó là còn không nói đến giờ đây đại trận này chỉ có phòng thủ mà không thể công kích. Chỉ khi có nguyên anh kỳ tu sĩ tọa trấn mới có thể phát huy lực công kích kinh khủng của đại trận này. Lúc này, Hạt phát đồng nhan lão giả thấy từng vị trúc cơ kỳ trưởng lão ngã xuống, trong tim như rỉ máu, lớn tiếng hô lên, phát nam tử tiền bối, huyền đạo tông và hàng nhạc phái chúng ta luôn có quan hệ tốt đẹp, ngài chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt mới hài lòng ư? Phát nam tử hừ lạnh một tiếng, lạnh lẽo đáp, lưu văn cử, năm trăm năm không gặp, tên tiểu bối như ngươi giờ đã là trụ cột của hàng nhạc phái rồi, cũng đạt đến kết đan kỳ tu vị. Ngươi cũng có thể xem như là cố nhân hủy đi hộ sơn trận pháp này cũng thật đáng tiếc người nếu tự mở ra đại trận hết thảy đều dễ đàm luận trên khuôn mặt của lưu văn cử hiện lên vẻ do dự lão phụ nhân bên cạnh hắn giận dữ nói phát nam tử tiền bối thứ lỗi cho không thể nghe theo mệnh lệnh của ngài được phát nam tử cười lớn một tiếng sắc mặt trầm xuống quát được vậy thì hộ sơn đại trận này sẽ hủy đi trong tay ta vậy nói xong hắn vung tay phải lên cự phong chậm rãi bay lên cao Hắn hít vào một hơi thật sâu, sắc mặt đỏ lên, mở miệng phun ra một nguồn nguyên anh khí, cự phong lại lớn hơn mấy lần. Xuống. Phát Nam tử pháp quyết biến đổi, chỉ vào cự phong, chậm rãi ép xuống. Cự phong phát ra những âm thanh ông ông, từ từ đè xuống từng tất một. Một tiếng rắc lại vang lên, mặt trên hô sơn đại trận, vết nứt xuất hiện càng nhiều. Lại thêm một khối bạch ngọc vỡ vụn, thêm một chút cơ kỳ trưởng lão ngã xuống cự phong lại ép xuống thêm một tấc trúc cơ kỳ trưởng lão cũng phúng xuất một nguồn máu tươi mặt trắng bệt ngã xuống phá phát nam tử hét lớn cự phong lại áp xuống thêm ba tấc thương tùng phong lập tức chấn động đất đá vỡ tan bụi bay mù mịt đỉnh núi đã bị ép xuống hơn 10 thước ngay cả thạch kiều nối với hàng nhạc phong cũng cũng bị gãy đôi rơi xuống khe núi cùng lúc đó hộ sơn đại trận của hàng nhạc phái rút cục ngăn cản không được phát ra thanh âm như thủy tinh gãy vỡ, trong nháy tất cả quan mạc mắt đều phá toái, tiêu tán không còn. Hai khối bạch ngọc còn lại cuối cùng cũng bạo vỡ, Lưu Văn Cử và lão phụ nhân đều ngã xuống mặt đất, khuôn mặt đau đớn, không nói ra lời. Phát Nam Tử hừ lạnh một tiếng, thân thể nhẹ nhàng từ trên bầu trời hạ xuống, cự phong vẫn dừng lại ở giữa không trung, phát ra từng trận uy áp. Sau khi hạ xuống, Phát Nam Tử vẻ mặt lạnh như băng, thản nhiên hỏi, kẻ nào là Vương Lâm? Vương Lâm vốn đã lùi vào bên trong giữa đám đệ tử. Hắn không thể ngờ rằng một vị Nguyên Anh kỳ tuyệt đỉnh cao thủ này lại đầu tiên là muốn tìm mình. Những đệ tử xung quanh đều đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Ánh mắt phát nam tử đảo qua, nhìn chầm chầm vào Vương Lâm, nếu mày thầm nghĩ, tên tiểu tử này hẳn là Vương Lâm đi. Trước đó hắn nghe Âu Dương Tiểu Bối nhiều lần nhắc tới hắn, lần tỷ thí này hoàn toàn là thua dưới một mình hắn, rất muốn lôi kéo gia nhập hắn vào môn phái. Phát Nam tử vốn luôn thèm muốn thôn tính hàng nhạc phái. Tưởng rằng lần này có Chu Bằng dẫn đầu ra mặt, đương nhi không cần phá hư quan hệ cũng có thể dễ dàng thành công cướp lấy hàng nhạc phái. Nhưng sự xuất hiện của Vương Lâm làm đảo lộn kế hoạch của mình, do đó đành tự mình xuất thủ, dùng thực lực cường đại cướp lấy hàng nhạc phái. Ngươi là Vương Lâm? Phát Nam tử lạnh giọng hỏi. Vương Lâm hít một hơi thật sâu, cung kính ông quyền nói, đệ tử vương lâm bái kiến huyền đạo tông phát nam tử tiền bối. Phát nam tử gật gật đầu, xoay người nhìn về lưu văn cử là lão phụ nhân nói, mấy tên nguyên anh kỳ của hàng nhạc phái các ngươi đã bỏ mình khi tranh đoạt lẫn nhau ở ngoài vực ngoại tu chân tinh. Các ngươi không có năng lực bảo vệ được hàng nhạc sơn này đâu, cũng sẽ bị người khác cướp lấy, không bằng cho huyền đạo tông ta đi. Lưu văn cử đau khổ liếc nhìn lão phụ nhân thấp giọng nói, tiền bối mong ngài nể tình mối quan hệ tốt đẹp giữa hai phái ta trong quá khứ không không đợi lưu văn cử nói xong phát nam tự ngắt lời nóng nảy nói cút ngoại trừ thân thể các ngươi không một thứ gì có thể bị mang đi còn yêu sách lão phu cũng không ngại diệt sạch cả hàng nhạc phái các ngươi lão phụ nhân vẻ mặt tức giận đang muốn mở miệng lưu văn cử vội vàng giữ bà lại hít sâu một hơi cung kính nói vãn bối tuân mệnh nhưng hàng nhạc sơn là sơn môn của hàng nhạc phái chúng ta, vãn bối không có quyền đem dân cho tiền bối, chỉ có thể ước định cho mượn, ngày sau nếu. Phán nam tử cười lạnh một tiếng, lại ngắt lời hắn, ngạo mạn nói, mượn. Được, cho huyền đạo tông chúng ta mượn 10 vạn năm đi. Tất cả nội môn đệ tử chỉ đành nén giận, không dám nói gì, trên mặt hiện lên nét đau thương, rơi vào trầm mặt. Còn có một số ánh mắt lóe lên, bắt đầu tính toán cho bản thân mình ánh mắt của phát nam tử đảo qua dừng lại trên người của hoàng long nói ngươi để thanh tử nhạc kiếm tiên đó lại âu dương sư điệt của ta đã nhìn trúng thanh kiếm này rồi hoàng long ủy khuất siết chặt quyền đầu nhìn qua lưu văn cử và lão phụ nhân thấy hai người cũng không nói lời nào đành thở dài bất đắc dĩ xuất ra tử nhạc kiếm tiên ném sang một bên tay phải của phát nam tử vung lên thanh kiếm này đã nhẹ nhàng bay đến tay hắn lập tức một đạo tử vân theo thân kiếm tràn ra ngưng tụ thành hình hóa thành một con tử sắc cự long cự long này quay về phía phát nam tử kia gào lên một tiếng rồi cắn trả lại phát nam tử cười nhạt lấy tay chỉ lên thân kiếm bắn ra quát xúc sinh thu lại thân thể cự long chấn động lập tức nhục chí không cam lòng trở lại bên trong tử nhạc kim kiếm toàn bộ tiên kiếm lập tức trở nên ảm đạm không ánh sáng lưu văn cử và lão phu nhân liếc nhau một cái đều thở dài, lão phu nhân vẻ mặt ảm đạm, nói, thôi, tất cả đệ tử phái hàng nhạc nghe lệnh, theo ta rời khỏi nơi này. Nói xong, nàng lưu luyến nhìn thoáng qua bốn phía, lại thở dài một tiếng, cơ thể nhẹ nhàng bay lên không trung. Phát Nam tử nheo mắt lại, đột nhiên nói, huyền đạo tông ta ở đây đại chiêu nạp môn đồ, người nào muốn gia nhập, có thể ở lại chỗ này. Mười người trưởng lão trúc cơ kỳ, cả đám sắc mặt kỳ quái, ngoại trừ hai người đứng ở trên không bên cạnh lão phu thân còn tám người khác thì đưa mắt nhìn nhau không đi theo lưu văn cử ngẩn ra sắc mặt khẽ biến muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại nói không ra lời thầm than một tiếng lắc đầu bay lên không đứng cùng một chỗ với lão phu thân mỗi người đều có chí hướng không muốn đi theo thì không ép lão phu thân tận đáy lòng cố gắng áp chế phẫn nộ trầm giọng nói lão già hoàng long nhất bối cả đám người do dự một phen, sau cùng ngoại trừ Hoàng Long, Đạo Hư, Hồng Kiểm Lão giả ngoài ba người này, tất cả những người còn lại đều không di chuyển, chỉ có ba người này, bay lên không đứng ở phía sau hai người sư tổ kết đan kỳ. Hơn 10 người trong hàng ngũ đệ tử của môn phái, ngoài 10 người bay lên rồi, phần lớn đều đứng ngay tại chỗ. Vương Trác do dự một hồi lâu, không dám nhìn vào mắt của đạo hư, chân dơ lên lại hạ xuống, cuối cùng cũng không đi theo nữ tử họ chu cũng có chút do dự, cũng không đi theo. còn cô gái họ từ thấy vương trắc không đi, thì có chút trầm mặt, chân dơ lên lại hạ xuống. vương hạo đã có thể đi, hắn cười khổ một lúc, nói với vương lâm, thiết trụ ca, ta cũng không đi, phải ở lại giúp đỡ cha ta. người ở đó yên tâm đi, có ta chiếu cố rồi. vương lâm do dự một chút, trên người hắn có rất nhiều bí mật. nếu như đi theo huyền đạo tông chắc chắn sẽ có rất nhiều nguy hiểm, vì vậy hơi trầm ngâm, mà bay lên. Lúc này, ánh mắt phát nam tử lóe lên, nhìn chầm chầm vào vương lâm, đột nhiên nói, vương lâm, ngươi ở lại. Vương lâm ngẩn ra, cung kính nói, phát nam tử tiền bối, không biết gọi vãn bối lại có chuyện gì. Phát nam tử ngẩng đầu, lạnh lùng nói, bảo ngươi ở lại thì ở lại, đâu cần phải nói nhiều như vậy. Lưu Vân cử do dự một chút, đột nhiên nói, phát nam tử tiền bối, Vương Lâm này là đại đệ tử của phái hàng nhạc ta, mong rằng không nên làm khó, để hắn theo chúng ta rời khỏi đây. Chuyện của Vương Lâm hắn cũng nghe được rất nhiều, cũng từng quan sát, đối với một người đệ tử có tương lai sẽ là trúc cơ kỳ, hắn thực sự không nỡ bỏ. Phát Nam tử hừ một tiếng, nói với Vương Lâm, phái hàng nhạc bây giờ hữu danh vô thực, ngươi đi theo bọn họ lang thang chân trời góc biển sao. Ngươi nếu muốn gia nhập vào huyền đạo tông của ta, tương lai chắc chắn sẽ tươi sáng hơn rất nhiều so với việc đi theo phái hàng nhạc. Lựa chọn thế nào, tùy ngươi định đoạt đi, tránh việc này truyền ra ngoài, nói huyền đạo tông ta lên chùa đoạt sư. Trong lòng phát nam tử nhận định, vương lâm này chỉ cần không phải thằng ngốc, thì sẽ không đi theo phái hàng nhạc. Vương lâm trầm mặt một chút, không nói hai lời mà trực tiếp ôm quyền, chuyển thân bay lên không, đi tới bên cạnh hoàng long chân nhân. Phát nam tử ánh mắt chớp động, giọng nói lạnh lẽo, thật là không biết điều. Lưu Văn Cử và Lão Phu Thân, cùng nhìn Vương Lâm một cái thật sâu, lại đợi một lúc, thấy đám đệ tử phái hàng nhạc đang cúi đầu ở trên mặt đất, không có ý muốn đi theo. Hai người thở dài, Lão Phu Nhân nói, thôi, ta đi. Nói xong, bà dẫn đầu bay về phương xa, còn lại 10 người, cả đám sắc mặt đau khổ, bay theo. Mọi người phái hàng nhạc, dưới sự dẫn đầu của hai vị sư tổ kết đan kỳ, giống như chó nhà có tang, lặng lẽ hóa thành mấy đạo cầu vồng, từ rất xa rời khỏi phái hằng nhạc. Trên đường đi không có bất kỳ người nào nói một câu, trên mặt ngoại trừ sự phẫn nộ, thì cũng là mờ mịt. Sau một hồi lâu bay trên không, đến khi sắc trời dần tối, Lưu Văn Cử và Lão Phu Nhân bàn bạc với nhau một chút, dừng lại ở trên một ngọn núi đơn độc, mọi người cũng ào ào đáp xuống. Lão Phu Nhân thầm than một tiếng, nhìn những người này một chút, ngoại trừ hai người trưởng lão Trúc Cơ Kỳ, những người khác đều là ngưng khí kỳ, đồng lứa với hoàng long chỉ có bốn người, đồng lứa với vương lâm chỉ có mười hai người. Nàng cay đắng cười, cố gắng tự trấn tĩnh nói: Phái hằng nhạc của ta hôm nay gặp đại nạn, các ngươi cũng không nên nản lòng. Những chuyện trên tu chân giới này, từ trước đến giờ đều tồn tại những chuyện xấu. Ngày hôm nay huyền đạo tông của hắn có thể cưỡng bức đoạt lấy sơn môn của phái hằng nhạc ta, một ngày nào đó ta cùng với các ngươi và lưu sư tổ kết anh thành công nhất định sẽ đoạt trở lại hai vị trưởng lão trúc cơ kỳ còn lại một người chính là lão già thượng quan mấy ngày trước ở bên trong đại điện quan sát vương lâm hắn vội ho lên một tiếng nói vương sư tổ nói rất đúng càng như vậy chúng ta lại càng phải hiên ngang chiến đấu nhất định phải đem mối nhục lớn này ghi khắc trong lòng ngày nào đó nếu có thành tựu nhất định phải đoạt lại sơn môn vị trưởng lão trúc cơ kỳ kia có bộ mặt to béo ông ấy lúc này đâm chiêu ủ dột nhìn những đệ tử còn lại nói đại nạn ập đến làm mọi người phải bay đi không nghĩ tới phái hàng nhạc to lớn cuối cùng đồng ý đi theo chỉ có những người các ngươi ôi những đệ tử môn phái đi theo ngoại trừ trương tính sư huynh và lữ tung mà vương lâm biết tất cả những người còn lại hắn đều không biết tên nhưng ít nhiều cũng rất quen mắt trong đó có một người mập chính là vị mà hắn gặp được ở bên ngoài kiếm linh các lưu vân cử hít sâu một hơi vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện đã qua không cần nhắc lại việc quan trọng trước mắt chính là tìm một sơn môn nhiều năm trước ta từng trong mấy nghìn dặm ở tượng xà sơn này tìm được một môn phủ tạm thời định cư ở nơi này đi lão phu nhân có chút trầm ngâm gật đầu nói cũng tốt đến đó ta và ngươi hai người lập tức bế quan tranh thủ trong một trăm năm phải kết anh thành công lưu văn cử xoay chuyển ánh mắt nói với hai vị trưởng lão trúc cơ kỳ thượng quan tống dục hai người các ngươi bảo vệ bốn phía, ta và vương tổ sư của các ngươi tỉnh tọa để khôi phục linh lực, đợi khi chúng ta đem linh lực hao tổn của hộ sơn đại trận bổ sung, ta sẽ mang hai người các ngươi bay đi, như vậy tốc độ cũng có thể nhanh hơn một chút. Thượng quan, tống dục vội vàng nghe lệnh. Lưu Văn cử lấy ra vài miếng ngọc giản, ném lên trên trời, tạo ra một đạo ánh sáng màu xanh, hai tay đơn giản tạo ra vài cái pháp quyết, lập tức từng trận ngọc giản, hóa thành một tầng ánh sáng, bao bọc trong một phạm vi 20 mét. Làm xong những việc này, hắn ngồi xếp bằng ngay tại chỗ, tay cầm linh thạch, nhắm mắt thổ nạp. Lão phu nhân họ vương, cũng ngồi xếp bằng giống như vậy, thổ nạp khôi phục linh lực. Hoàng Long chân nhân sờ sờ túi trữ vật, ngẩng đầu nhìn về phía phái hàng nhạc, vẻ mặt quán hận. Đạo hư đứng ở bên cạnh hắn thở dài nói, trưởng môn sư huynh, cuối cùng cũng có một ngày, chúng ta có thể quay trở lại phái hàng nhạc hoàng long chân nhân cười khổ nói tử nhạc tiên kiếm là của lưu sư tổ giao cho khi ta chấp chưởng môn phái khi đó ta từng nói kiếm còn người còn mà bây giờ thì ôi bên cạnh là lão già mặt đỏ họ mã trầm giọng nói chưởng môn sư huynh huyền đạo tông có lão quái nguyên anh kỳ chúng ta không địch lại là phải loại chuyện này không thể tự trách mình được nước triệu này trong tu chân giới từ trước đến nay đều là như thế này mạnh được yếu thua nhớ năm đó lúc phái hàng nhạc chúng ta một nhà làm mưa làm gió, cũng không phải đã trải qua không ít chuyện tương tự thế này rồi. Hoàng Long chân nhân thầm than một tiếng, ngơ ngẩn không nói. Vương Lâm ở một góc bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, nhìn về phía phái hàng nhạc ở xa, biến đổi lớn này đột nhiên phát sinh, làm cho hắn trở tay không kịp, trong lòng lo lắng nhất chính là cha mẹ của mình. Trầm ngâm một chút, tận đáy lòng hắn cảm thấy bất an. Hắn sợ những tên đệ tử kia của huyền đạo Tông, sẽ tìm được chỗ ở của cha mẹ hắn mà báo thù. Nghĩ tới đây, trong mắt Vương Lâm hàng quan chợt lóe. Hắn không muốn giết người, nhưng những tên này nếu dám động đến cha mẹ hắn, hắn sẽ không ngại mà giết chết bọn họ. Việc này thì được, Vương Lâm, ngươi phải sớm nên làm như vậy đi, ha ha. Không phải là giết người sao? Có cái gì đáng ngại đâu, Lão Phu có một vạn phương pháp có thể làm cho người ta muốn sống không được mà muốn chết cũng không xong đây. Tư đồ nam ở trong đầu của Vương Lâm, kêu gào ầm ĩ nói. Giết người không phải là phương giáp giải quyết vấn đề, giết một người còn có một người thứ hai, trừ khi ta có thể đem tất cả đám đệ tử huyền đạo tông bị ta đánh bại mà giết chết. Vương Lâm cao mày, nói với tư đồ nam ở trong lòng. Chuyện này có gì là khó đâu, ta truyền cho ngươi một cái pháp thuật, gọi là thuật khôi lỗi, ngươi chỉ cần bắt được một người của đối phương, thì có thể luyện hóa tư sống, chế tạo thành một con khôi lỗi chỉ nghe theo lệnh ngươi. Thế nào, như vậy thì ngươi có thể yên tâm chẳng cần lo lắng nữa rồi, đi thôi nào. Tư đồ nam lập tức giật dây nói. Đang nói, tên mập ở kiếm linh cắt chạy lại, đặt mông ngồi xuống bên cạnh, cười khổ nói với vương lâm, đại sư huynh, đệ là hoàng đại sơn, sau này chiếu cố sư đệ một chút nhé. Vương lâm nhìn đối phương một cái, còn chưa kịp nói, thì đệ tử họ trương mặc đồ đen ở bên cạnh đã đi tới, Nói: "Hoàng Đại Sơn, ngươi có thời gian tu luyện lâu hơn, còn bảo người ta chiếu cố nhiều tới ngươi nữa à?" Hoàng Đại Sơn mặt mày nhăn nhó, nói: "Môn phái đã mất, trong đám đệ tử của chúng ta bây giờ thì chỉ có Vương Lâm đại sư huynh là lợi hại nhất, ta có tu luyện thế nào cũng không bằng được huynh ấy, còn không nhanh làm một tiểu đệ đi à?" Đệ tử Trương Tính xoay người nhìn Vương Lâm, nhịn không được mà nhớ đến cảnh nhiều năm về trước đem theo ba người thiếu niên đi lên núi, rồi thở dài, nói: Vương Lâm, người tiến bộ thật là bất ngờ, Trương Mổ bội phục. Vương Lâm cười khổ không nói, hắn đối với Trương Sư Huynh, trong lòng vẫn rất kính trọng. Huynh ấy là một trong những người mà từ trước tới giờ chưa từng trêu chọc một câu nào, mà lại là một đồng môn thường hay đốc thúc hắn tu luyện. Lúc này, Lữ Tung cao mày đi về phía ba người, nói, Trương Đức Khôn, mấy năm không gặp, ngươi đã đến tầng thứ sáu ngân khí kỳ rồi, còn nhớ rõ ước hẹn 10 năm trước không? Ánh mắt sư huynh họ trương lóe lên, nhìn chầm chầm Lữ Tung, nói, đương nhiên là nhớ rõ. Lữ Tung thở dài, ngồi ở bên cạnh, vỗ vỗ vào vai Vương Lâm, nói, Vương Lâm, phái hằng nhạc đã hữu danh vô thực rồi, ta nói một câu khó nghe, nếu ngươi ở lại huyền đạo tông, thì có nhiều cơ hội phát triển hơn là đi theo ra đây. Nói xong, hắn lại cười khổ nói với đệ tử họ trương, trương đức khôn, tính nóng của ngươi vẫn còn như trước, cái ước hẹn chó má gì 10 năm trước chứ bây giờ môn phái đã mất chúng ta cũng lưu lạc chân trời góc biển ôi vương lâm nhìn vào mắt lữ tung vai khẽ động né tránh tiếp xúc với đối phương nói lữ tung sư huynh cũng không ở lại với huyền đạo tông sao lữ tung lắc đầu nói đừng gọi ta là sư huynh nữa dựa theo quy củ ta phải gọi ngươi là sư huynh mới đúng ta không thể ở lại huyền đạo tông hì hì nếu ta ở lại chỗ đó cả đời này sẽ không có tiền đồ gì cả Huyền đạo tông, ta đắc tội với nhiều người lắm." Trương Đức Khôn lạnh lùng nói, "Ngươi đâu chỉ đắc tội với nhiều người của Huyền đạo tông, ở phái hàng Nhạc cũng đâu có ít." Lữ Tung ngẩng đầu, nhìn Trương Đức Khôn, bình thản nói, "Trương sư đệ, trước khi ta trở thành đệ tử Nồng Cốt, quả thật là chọc giận rất nhiều người. Nhưng đây đều là những chuyện đã qua, còn nhắc lại làm gì?" Năm đó số người đệ tử Nồng Cốt chỉ có một, ta cũng là bất đắc dĩ, "Trương sư đệ, ta ở đây xin lỗi ngươi. Trương Đức không mặt lạnh như băng, không nói gì cả. Năm đó trong cuộc tỉ thí tuyển chọn đệ tử nòng cốt, hắn và đối phương là một người quen cùng tranh đoạt. Nhưng cuối cùng thì trước khi thi đấu Lữ Tung xuất hiện, dễ như bỡn mà đánh hắn bị thương, đó là trận đấu ở ngày thứ hai hắn lại thua. Khi đó Lữ Tung có nói với hắn, nếu không phục, 10 năm sau có thể tìm hắn thử lại một lần nữa. Lữ Tung thành thẩn nói, Trương Sư Huynh, những chuyện đã qua ta nhất định sẽ tìm biện pháp đền bù. Bây giờ thì môn phái xảy ra chuyện, những đệ tử chúng ta nhất định phải đoàn kết lại, những người đệ tử khác từ tầng 5 ngưng khí kỳ trở xuống thì không nói. Trong bốn người chúng ta, Hoàng Đại Sơn là tầng 5 ngưng khí kỳ, Trương Đức Khôn là tầng 6, ta tầng 8, Vương Lâm ngươi là. Vương Lâm thấy tất cả mọi người đều nhìn về mình thì hơi trầm ngâm, thản nhiên nói, tầng 14 ngưng khí kỳ. Lời vừa nói ra, ba người ở bên cạnh đều hít sâu một hơi nói không ra lời bọn họ biết vương lâm rất mạnh nhưng không ngờ lại mạnh mẽ đến mức như vậy lữ tung miệng lưỡi khô cứng khổ tâm nói chúc mừng vương sư huynh có thể sẽ tiến vào trúc cơ kỳ đến lúc đó ta phải gọi huynh là trưởng lão rồi trương đức không nhìn vương lâm thật lâu rồi thở dài tên mập hoàng đại sơn thì hai mắt tỏa sáng những đệ tử khác ở xung quanh thỉnh thoảng chú ý đến bốn người bọn họ có người thính tai nghe được câu nói vừa rồi của vương lâm nhất thời biến sắc ánh mắt nhìn về phía vương lâm lại càng tôn kính lữ tung thở sâu nói vương lâm sư huynh bốn người chúng ta bây giờ xem như là đỉnh cao nhất ở trong hàng ngũ đệ tử của môn phái sau này thì huynh chính là đại sư huynh của bốn người chúng ta ta thứ hai trương đức không tiếp theo sau cùng là hoàng đại sơn chúng ta trao đổi tu luyện lẫn nhau là được rồi cùng nhau tạo thành một khối ngươi thấy thế có được không vương lâm trầm ngâm một chút còn chưa kịp nói hoàng đại sơn đã lập tức tán thành hai tay nói nhị sư huynh nói rất đúng nên làm như vậy trương đức không có chút do dự cũng gật đầu nói trong hàng ngũ đệ tử môn phái cũng cần có một người đầu lĩnh như vậy mới có thể trợ giúp trưởng bối khỏi ưu sầu để cho bọn họ an tâm tu luyện vương lâm nhìn thấy hai người bọn họ đồng ý hắn đối với việc này vốn là không có khả năng trong lòng cũng không có dự định nào khác, vì vậy cũng không từ chối, gật đầu đồng ý. Đúng lúc này, Lưu Văn Cử và lão phu nhân họ Vương, mở hai mắt ra. Lưu Văn Cử đứng lên lấy ra một khối ngọc giảng, khi ném thì lập tức đánh ra vài đạo pháp quyết, đồng thời mở miệng phun ra một ngụm đan khí, nhất thời ngọc giảng kia ở trong không trung xoay tròn lên. Lão phu nhân cũng giống vậy mà lấy ra một khối ngọc giảng, khi tung ra thì hai cái ngọc giảng hợp lại thành một, lập tức từng đạo thất thải quan mang từ trên ngọc giảng chiếu xuống trong phạm vi mười thước trên mặt đất từ từ hiện lên những điểm sáng sau cùng tạo thành một cái vòng ánh sáng lưu văn cử quét ánh mắt nhìn sang bốn người vương lâm một cái nói bốn người các ngươi trừ vương lâm ra mỗi người giúp đỡ một sư đệ một lúc nữa chấn động sẽ rất lớn không được để rơi xuống ngoài ra ba người hoàng long cũng là như vậy thượng quan trưởng lão là hai người còn vương lâm phụ trách cân bằng bốn phía. Nói xong, ông bước vào vòng sáng, lão phu nhân họ Vương cũng theo đó đi vào. Những người còn lại, lập tức dựa vào sự phân phó của Lưu Văn Cử, mà từng người phụ trách một người đệ tử, đi vào trong vòng sáng. Còn Vương Lâm và hai vị trưởng lão, lại đứng thẳng thành hình tam giác trong đó. Lưu Văn Cử hít thở sâu, hai tay thay đổi pháp quyết, thấp giọng nói, "Lên." Mặt đất bốn phía rung động một trận, ầm, một tiếng vòng sáng mang theo mọi người chậm rãi bay lên không khi dừng lại một chút lấy tốc độ cực nhanh giống như một tia chớp mà bay về phương xa tốc độ này còn nhanh hơn phi kiếm gấp nhiều lần gió đập vào mặt lập tức có mấy đệ tử chịu không nổi nếu không phải có người giúp đỡ sợ rằng sẽ lập tức rơi ra rồi tất cả đệ tử đều phải tiếp nhận kình lực với một loại phương pháp phức tạp chuyển hóa ra phân tán lên ba người thượng quan tống dục và vương lâm Vương Lâm cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ xông đến, cơ thể suýt nữa là đứng không vững. Kinh hải vận chuyển dưới thuật dẫn lực, lúc này cơ thể mới đứng vững. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy thân thể run rẩy, có xu thế muốn bay ra ngoài. Hắn nhìn lướt qua hai vị trưởng lão là Thượng quan và Tống Dục, thấy bộ dạng của hai người bọn họ đều rất ung dung, không có nửa phần không thoải mái nào. Đáy lòng Vương Lâm thầm than, không hổ là trưởng lão trúc cơ kỳ, Quả nhiên không phải là hắn có thể so sánh được. Cái này thì tính là gì, chẳng bằng một cái không độn thuật mà thôi. Lão phu năm đó dùng lực thi triển không độn thuật, có thể mang theo hơn một vạn người bay lên. Căn bản không cần người khác phụ trách thăng bằng. Một mình lão phu cũng đủ rồi." Tư Đồ Nam lập tức khinh thường nói. Vương Lâm dở khóc dở cười, trong lòng nói với hắn, không cần lần nào cũng phải so sánh, ta biết ngài rất lợi hại rồi, được chưa? tư đồ nam hừ một tiếng nói thầm lão phu năm đó vẫn còn thân thể cũng sẽ chẳng thèm phản ứng với tên tiểu bối như ngươi nếu không thì ngươi có thể nghe được lời của ta ngươi nghĩ rằng ta bằng lòng nói sao không lâu sau tốc độ của vòng sáng càng lúc càng nhanh vương lâm cố gắng lắm mới giữ vững được thân thể thầm than khổ đúng lúc này đột nhiên ở trước mặt cách đó không xa hiện ra một đám mây đen đám mây này kỳ lạ và khó lường từng đợt sấm sét đang xen vào nhau ở bên trong, tốc độ lại cực nhanh, vừa nhìn thấy thì vòng sáng đã va chạm vào nó rồi. Lưu Văn Cử sắc mặt trầm xuống, thấp giọng nói, Thượng quan, Tống Dục, Vương Lâm ba người các ngươi đứng cho vững vào. Nói xong, hắn thở sâu một hơi, hai tay đổi pháp quyết, nhất thời vòng sáng rung lên, sau khi dừng lại một chút, lại lấy tốc độ còn nhanh hơn, nhanh chóng vẽ ra một cái đường cong, vòng qua đám mây đen. Trong nháy mắt khi vòng sáng tăng tốc, sinh ra lực trùng kích khó có thể tưởng tượng nổi mọi người ở trong vòng sáng lập tức ngã sấp xuống có một vài đệ tử thân thể bị đánh văng ra trong đó có một người bay về phía vương lâm vương lâm vốn miễn cưỡng ổn định thân thể thì lúc này vòng sáng đột nhiên tăng tốc lực trùng kích cực đại kết hợp lại ở bên trong bị phân tán ra hắn trượt chân xoay tròn cơ thể nhanh chóng bị trượt về phía sau một cổ khí tức âm mát từ hạt châu thần bí được đeo sát vào ngực hắn tuôn ra khí âm hàng này ở bên trong cơ thể của Vương Lâm cuộn lại thành một vòng, nhất thời làm cho thân thể hắn ổn định lại. Lúc này thì người đệ tử bị đánh văng ra, đã bay đến trước mặt Vương Lâm. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của đối phương. Vương Lâm không nhiều lời, tay phải nhanh chóng tạo thành trảo, túng lấy cánh tay của đối phương rồi vung lên, ném vào trong vòng sáng. Làm xong tất cả, Vương Lâm thở ra một hơi sâu, hắn biết vừa rồi yên ổn là nhờ sự giúp đỡ của tư đồ nam. Đang muốn cảm ơn, đột nhiên ở bên trong đám mây đen trên không truyền ra một câu nói. Đạo hữu phái hàng nhạc, ta là thủy tổ của huyền đạo Nam Phát Nam Tử, các ngươi mở mang một chút kiến thức đi. Vương Lâm quay đầu lại nhìn, chỉ thấy ở trong mây đen ẩn hiện một con rất cực lớn. Trưởng lão Âu Dương của huyền đạo Tông đột nhiên đứng ở bên trên, ở bên cạnh hắn, còn đứng bảy tám người, trên mặt đều mang theo một nụ cười lạnh. Trong đó có ba người, toàn thân phát ra khí tức mạnh mẽ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lưu Văn Cử và lão phu nhân. Người vừa nói ra câu lúc nãy chính là một tên đại hán mặt đen ở giữa ba người kia. Lưu Văn Cử sắc mặt xanh mét, không nói được một lời, thúc đẩy vòng sáng di chuyển, trong nháy mắt đã bỏ xa một khoảng, cũng không quay đầu lại mà cấp bách chạy đi. Trong nháy mắt đám mây đen khổng lồ kia đã trở thành một điểm đen qua hồi lâu cảnh vật ở trên mặt đất biến đổi một vùng hoang mạc bằng phẳng dần hiện ra trước mắt vòng sáng ở bốn phía chần chừ một lúc dường như đang tìm phương hướng sau đó tốc độ lại tăng lên hướng về phía bắc mà phóng đi ở trên một ngọn núi trọc vòng sáng dừng lại chậm rãi hạ xuống đất mới rơi xuống đất phần lớn đám đệ tử ở bên trong đã quỳ rạp ở trên mặt đất mà nôn mửa mặt trắng xanh không còn chút máu vương lâm cũng đầu choáng mắt hoa nhộn nhạo trong ngực lưu văn cử đang tay tạo ra một cái pháp quyết một đạo ánh sáng màu xanh bắn ra nhất thời ngọn núi trọc này chấn động mặt đất lập tức nứt ra một cái khe lưu văn cử không nói nhiều lời liền nhảy xuống lão phu nhân họ vương quét ánh mắt sang bốn phía một cái sau đó liền nhảy vào những người còn lại đều nhao nhao được các trưởng lão và trưởng bối đỡ đi vào đi vào bên trong khe hở khi tất cả bọn họ đã vào khe hở chậm rãi khép lại vừa vào bên trong thần thức của vương lâm lập tức đảo qua thấy ngoài mấy gian mật thất ở đây thì không còn vật gì khác rất đơn sơ lưu văn cử đợi đến lúc mọi người tập trung đông đủ mới nghiêm túc nói đại bộ phận người trong các ngươi tu vi đã đến mức ít cốc không cần ăn cơm còn những người tu vi thấp ở thạch thất bên cạnh có một chút lương thực dự trữ cũng đủ cho các ngươi ăn vài năm ta và vương sư tổ của các ngươi sẽ bế quan ngay lập tức không hỏi đến thế sự tất cả mọi việc của các ngươi cần phải nghe theo sự an bài của các trưởng lão. Lão phu nhân họ vương ở bên cạnh trầm giọng nói, phái hàng nhạc ta, từ hôm nay trở đi, tất cả bế quan 100 năm. Trăm năm sau đem những mối sỉ nhục trước đây một lần rửa sạch, tất cả tu luyện công pháp, khẩu quyết, bất luận đệ tử nào đến cảnh giới tương ứng, cũng có thể trở thành trưởng lão. Trong vòng 100 năm, nếu không ra sức, bất kể người đệ tử nào cũng không được đi ra ngoài. Ba người hoàng long các ngươi, cũng lập tức bế quan, tranh thủ khoảng thời gian này mà lên chút cơ kỳ. Ba người Hoàng Long gật đầu nghe lệnh. Ánh mắt của Lưu Văn Cử đảo qua, nhìn các đệ tử một chút, nói, "Lữ Tung phụ trách việc tu luyện của các đệ tử và những chuyện bình thường. Vương Lâm, ngươi đi theo ta, ta sắp xếp cho ngươi một chỗ tu luyện riêng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha."